Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1026, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Vì Lý Nhị Bình không tham gia công tác tiếp đãi công ty Miyanda, thế cho nên Vương Tử Quân chỉ nói vài chuyện đơn giản với nàng thì thôi. Một bình trà ba người uống hơn nửa giờ, sau đó Vương Tử Quân nhìn sắc trời, rời khỏi quán trà quay về trường đảng. Vợ chồng Lý Nhị Bình nhìn dòng xe cộ nườm nượp mà không nói gì. Sau khi xe Vương Tử Quân biến mất, Dương Chí Dương chợt nói. Bí thư Vương có phải là lại thay đổi tính tình rồi không? Anh thấy bây giờ anh ấy càng ngày càng không ra giá. Anh đúng là thiếu tiếp xúc, em không biết cảm giác với người khác là thế nào, dù sao bây giờ em cũng càng ngày càng sợ anh ta. Lý Nhị Bình nói đến đây thì trong mắt có chút nghi hoặc, nàng dùng giọng kỳ quái hỏi. Mọi người thường nói làm quan càng lớn thì quan uy cũng ngày càng lớn. Anh nói xem điều này có đúng không? Dương Chí Dương gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn dùng giọng khó hiểu nói. Sao hôm nay em không nhắc với anh ấy về chuyện của anh? Anh gấp làm cái gì? Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, dù sao thì ngày mai Bí Thư Vương còn mời chúng ta dùng cơm, mở miệng trên bàn cơm sẽ có hiệu quả cao hơn. Lý Nhị Bình nói đến đây thì véo chồng mình một cái nói. Anh đúng là, chỉ muốn có lợi cho mình. Anh cũng không còn cách nào khác, cơ hội lần này là khó có được, nếu như trôi qua thì không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa. Lời nói của Dương Chí Dương làm cho Lý Nhị Bình sinh ra xúc động, nàng nhìn bộ dạng của chồng rồi cười nói. Được rồi, chúng ta quay về sẽ xem xét lại, để xem chuyện này nên nói với Bí Thư Vương như thế nào. Lý Nhị Bình nói đến đây thì có chút do dự, sau đó dùng giọng khẳng định nói. Bí Thư Vương dù là thường ủy tỉnh ủy. Nhưng anh ấy không quản những phương diện công tác phía bên anh, lời nói của anh ta có tác dụng sao? Vì sao lại không có tác dụng? Anh ấy là thường ủy tỉnh ủy, nếu như anh ấy lên tiếng, thậm chí còn mạnh hơn hai chúng ta chạy gãy chân. Dương Chí Dương nói đến đây thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vợ mình, sau đó nói. Em cũng không phải không biết địa vị của Bí Thư Vương lúc này trong tỉnh Sơn Nam đấy chứ. Tử Quân, đi thôi. Khi màn đêm buông xuống, Lật Tòng Ba kéo Vương Tử Quân ra khỏi ký túc xá, có một chiếc Mercedes-Benz đậu ở bên dưới ký túc xá. Xe chạy rất vững vàng, 10 phút sau đã dừng lại trước một kiến trúc màu xám. Khối kiến trúc này nhìn qua cũng không có chút thu hút, thế nhưng lại có một dãy xe hơi hạng sang tụ tập. Phần lớn là Mercedes-Benz và BMW, rõ ràng là những người có tiền có thế, khi xe đi đến cửa thì có vài tên bảo vệ tiến lên đón chào. Cậu Vương, người ta biết rõ chúng ta thích yên tĩnh, thế cho nên sắp xếp bữa cơm ở chỗ này. Lật Tòng Ba xem ra cũng không phải là người đến đây lần đầu, hắn vừa sóng vai Vương Tử Quân đi lên lầu vừa mở miệng giới thiệu. Tuy cũng là cán bộ cấp phó bộ giống như Vương Tử Quân, thế nhưng Lật Tòng Ba vẫn có thể phân biệt rõ ràng địa vị của mình và Vương Tử Quân. Chưa nói đến phương diện sau này tương lai ra sao, lúc bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy. Tất nhiên sẽ mạnh hơn một vị phó chủ tịch tỉnh chưa tiến vào thường ủy tỉnh ủy như hắn. Vương Tử Quân nhìn đám nhân viên phục vụ nữ cúi đầu nhã nhặn mà chỉ cười cười không biết nói gì hơn. Dù những hội sở ở thủ đô như thế này làm hắn sinh ra cảm giác lạ lẫm, thế nhưng hắn cũng đã từng nghe nói về nó rồi. Ông chủ Lật, chào ngài, chào ngài. Một người đàn ông trung niên gầy còm nhanh chóng bước xuống cầu thang đón chào, hai bàn tay vươn ra thật xa rất khoa trương. Người gọi Lật Tòng Ba là ông chủ tất nhiên là kẻ đến yểm trợ, dù sao thì hắn cũng là quan viên chính quyền, cũng không hy vọng người ta biết mình là ai. Lật Tòng Ba bắt tay với người đàn ông trung niên kia, sau đó nói. Tiểu Trình, vị này là giám đốc Vương. Người nọ nghe Lật Tòng Ba giới thiệu thì vội vàng duỗi hai tay, cúi người rồi cười nói. Chào giám đốc Vương, tôi là Trình Tứ Nguyên, kính mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Trình Tứ Nguyên. Vương Tử Quân giống như đã nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng hắn căn bản là không nhớ rõ đã nghe qua ở chỗ nào, thế cho nên căn bản là khó thể nghĩ ra. Sau khi khách khí xong thì Trình Tứ Nguyên cùng hai người Lật Tòng Ba và Vương Tử Quân đi về phía gian phòng đã sắp xếp sẵn. Gian phòng này hơn 80 mét vuông, đèn sáng, phương tiện xa hoa, làm cho người ta sinh ra hưởng thụ thiên đường nhân gian. Trong phòng không phải không có người. Có hai người phụ nữ trẻ tuổi đang nhã nhặn cười nói với nhau.
Khi thấy đám người Vương Tử Quân đi vào, hai người phụ nữ đều đứng lên. Lúc ngồi còn chưa có biểu hiện gì, thế nhưng khi đứng lên thì lại càng để lộ ra cơ thể thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Người phụ nữ bên trái mặc sườn xám màu trắng, cổ trắng nõn thon dài như một búp hoa non làm cho người ta sinh ra cảm giác yêu nhã, khe vú như ẩn như hiện càng thêm thu hút. Người phụ nữ bên phải có hai hàng chân mày thanh tú cong vút, lông mi thon dài, cánh mũi khéo léo, cặp môi mọng đỏ, gương mặt hồng hào mượt mà. Mặc dù tướng mạo xem ra thấp hơn người phụ nữ bên trái một chút, thế nhưng chiếc cổ trong trắng tinh khiết vẫn làm cho người ta có cảm nhận khác lạ. Vương Tử Quân nhìn hai người phụ nữ này mà giống như đã từng quen biết, thế nhưng trí nhớ lại nói cho hắn biết mình chưa từng gặp qua hai người này. Đây chính là tiểu thư Trần Yến Oánh, kia là tiểu thư Trần Hiểu Kiều, đều là bạn bè. Trình Tứ Nguyên giới thiệu đơn giản hai người phụ nữ trong phòng, sau đó chỉ vào Vương Tử Quân và Lật Tòng Ba nói. Vị này chính là anh Lật, vị này chính là ông chủ Vương, đều là khách quý của tôi. Trình Tứ Nguyên nói ra hai chữ khách quý với âm điệu khá lớn, cũng khá nặng. Vương Tử Quân và Lật Tòng Ba ngồi xuống trong âm thanh vui vẻ thanh nhã của hai người phụ nữ, không biết có phải vì cố ý sắp xếp hay không, người sắp xếp ngồi đối diện với Vương Tử Quân là Trần Yến Oánh. Người phụ nữ này ngồi dưới ánh đèn với gương mặt như sứ, căn bản là tươi cười như hoa. Vương Tử Quân biết rõ Trương Thiên Tâm có một người bạn chuyên nghiên cứu kinh dịch, xem tướng, đoán chữ, không chỗ không tinh. Khi nhàn rỗi nhàm chán thì người này thường cùng ngồi uống rượu nói chuyện với Trương Thiên Tâm. Có một lần tụ hội, Trương Thiên Tâm đột nhiên dùng giọng thần bí nói với Vương Tử Quân, người bạn kia của hắn nghiên cứu cho ra một quy luật, những người phụ nữ khóe mắt phỉnh lên đều cực kỳ xinh đẹp và phong tình. Đàn ông gặp phải người phụ nữ như vậy là diễm phúc sâu đậm, tuyệt đối không thể tả, nhưng các cô nàng như vậy lại thường chạy ra ngoài làm loạn. Thế nên Trương Thiên Tâm yêu cầu Vương Tử Quân là người có nhiều bạn bè trong quan trường, cần phải hiểu rõ kinh nghiệm này. Chương 1026, hai thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Vương Tử Quân nghe và cảm thấy rất huyền diệu, hắn không nhịn được phải chú tâm. Có một lần gặp mặt Trương Lộ Giai, hắn để nàng ngồi trên giường, sau đó dùng ánh mắt tinh tế quan sát gương mặt nàng. Trương Lộ Giai sao biết tâm tư của hắn? Chỉ vui mừng cho rằng Vương Tử Quân có tình cảm sâu đậm với mình, thế nên cũng vui mừng nhìn vào hắn. Lúc đó hắn phát hiện khi Trương Lộ Giai nhìn thẳng thì không có vấn đề, thế nhưng khi bao quát thì khóe mắt phỉnh lên, điều này làm hắn cảm thấy rất buồn bực, cũng không biết chính xác là khóe mắt của nàng có vểnh lên hay không. Ngược lại thì tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường của Trương Lộ Giai thật sự làm cho người ta cảm thấy đau nhức, thế là Vương Tử Quân không cần quản ba thứ linh tinh. Mặc kệ nàng có phải là người phụ nữ phong lưu hay không, chỉ cần hắn chỉ được nàng là được. Nhưng Vương Tử Quân cũng không thể không lưu tâm đến lời nói của người bạn Trương Thiên Tâm, bây giờ thấy hai người phụ nữ cực kỳ thu hút trên bàn tiệc, thế là không khỏi dùng lý luận như vậy để quan sát. Nhân viên phục vụ đến châm trà, dâng khăn nóng, khi người phụ nữ trước mặt cúi đầu tiếp nhận thì Vương Tử Quân chợt nhớ mình đã gặp hai người kia ở nơi nào. Trước kia Tiểu Na nhàn rỗi xem một bộ phim truyền hình tranh đấu trong cung cấm, hai người kia đều là nhân vật chính trong phim, hình như một người là hoàng hậu một người là quý phi. Trình Tứ Nguyên đã đưa hai cô nàng đến uống rượu trợ hứng, rõ ràng là tốn không ít tiền. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện này thì nụ cười trên mặt có thêm vài phần lạnh nhạt. Tuy hắn không thích trò này nhưng cũng không thể hiện sự phản đối ra ngoài mặt. Hắn không muốn đắc tội với Trình Tứ Nguyên. Hắn cũng phải nể mặt Lật Tòng Ba, một người như hắn tham gia những bữa tiệc thế này thì cần phải áp dụng phương châm nước chảy bèo trôi. Mọi người nói chuyện với nhau, cơm rượu được dâng lên bày trên bàn. Trình Tứ Nguyên là một cao thủ điều tiết bầu không khí, hơn nữa hai người phụ nữ kia cũng là người có thủ đoạn, thế cho nên bữa cơm lần này xem như chủ khách cùng vui vẻ. Những câu chuyện lần này chủ yếu là phù phiếm. Thế cho nên lúc này Vương Tử Quân cũng không thể suy đoán nguyên nhân Trình Tứ Nguyên tìm Lật Tòng Ba làm gì. Nhưng đối với hắn thì không biết là tốt, hắn và Lật Tòng Ba không cùng một tỉnh, căn bản là không biết thì hay hơn. Anh Trình, chúc anh sau này ngày càng kinh doanh phát đạt. Sau khi uống một chai rượu, Lật Tòng Ba lại nâng ly lên nói. Trình Tứ Nguyên thấy Lật Tòng Ba mời rượu thì vội vàng đứng lên nói. Ông chủ Lật. Tôi đây làm ăn nhỏ thật sự là không quá tốt, còn không phải dựa vào sự giúp đỡ của anh sao? Chỉ cần có sự giúp đỡ của anh,
tôi có lòng tin phát triển mạnh mẽ hơn. Ha ha ha, tiểu tử cậu cũng đừng giả bộ, tôi nói cho cậu biết, tôi không mắc lừa đâu. Lật Tòng Ba tuy nói sẽ không mắc lừa thế nhưng căn cứ vào nụ cười trên mặt lại căn bản là rất hưởng thụ lời nói của Trình Tứ Nguyên. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Trình Tứ Nguyên biểu diễn, thầm nghĩ người này làm ăn phát đạt cũng có nguyên nhân. Chưa nói đến những phương diện khác, đối phương rõ ràng cũng là kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, cũng không phải là người thường có thể học được. Anh Trình cứ khách khí, bây giờ ai không biết công ty Trường Thuận của anh là nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Thế nào, tôi nghe nói những ngày gần đây anh sắp có công tác gì lớn phải không? Lật Tòng Ba đặt ly rượu xuống rồi cười tủm tỉm hỏi Trình Tứ Nguyên. Trình Tứ Nguyên cầm chai rượu rót đầy ly cho Lật Tòng Ba, sau đó mới cười nói. Anh quan tâm đến tôi còn có động tác gì lớn nữa chứ? Lúc này làm ăn cũng không còn dễ dàng, thị trường là một chiếc bánh ngọt, kẻ lấy được nhiều thì có kẻ lấy được ít. Gần đây công ty Myanda tiến quân vào trong nước, áp lực của tôi là không nhỏ. Công ty Myanda, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu làm cho ánh mắt Vương Tử Quân chợt lóe lên. Hắn nhìn ánh mắt vụng trộm nhìn về phía mình của Trình Tứ Nguyên, thế là chợt hiểu ra vấn đề. Cái gì mà đồng sự đến tìm, nguyên nhân chủ yếu là muốn đến tìm mình. Vì muốn tô đậm bầu không khí mà đưa ra hai ngôi sao lớn làm vật bài trí, thật sự là vung tay không nhỏ. Nếu như dựa theo tính tình dĩ vãng của Vương Tử Quân, có lẽ hắn sẽ lấy lý do có việc để cáo từ. Nhưng lúc này hắn vẫn cười tủm tỉm nhìn tất cả đang diễn ra, hồn nhiên coi như không biết có chuyện gì. Hai ông chủ, cơm tối đã ăn thoải mái, chỗ này hát ca không tồi, không bằng chúng ta cùng đi hát cho tiêu cơm. Trình Tứ Nguyên nhìn thấy mọi người cơm nước no nê, thế là cười hì hì đưa ra lời mời với hai người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nói gì, trong lòng thầm tính toán mục đích của Trình Tứ Nguyên. Lật Tòng Ba ở bên cạnh có quan hệ không tầm thường với Trình Tứ Nguyên, thế là mở miệng đồng ý với Trình Tứ Nguyên. Vậy thì chúng ta đi hát. Lật Tòng Ba nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân. Cậu Vương, trở về cũng không có việc gì, chúng ta đi hát một chút cho thoải mái. Vương Tử Quân không từ chối, dưới sự dẫn dắt của Trình Tứ Nguyên, 5 người đi đến một đại sảnh ca hát. Phòng này chỉ trên dưới 50 mét vuông, thế nhưng thứ gì cũng có, nhân viên phục vụ bên trong càng ân cần chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Mở bài Mùa Xuân Phương Bắc. Trình Tứ Nguyên nhìn thoáng qua Lật Tòng Ba, sau đó trầm giọng phân phó nhân viên phục vụ bên cạnh một tiếng. Lúc này nụ cười trên mặt Lật Tòng Ba rất vui tươi, rõ ràng là thỏa mãn vì bài hát mà đối phương vừa yêu cầu cho mình. Trương Thông Minh khẽ gật đầu với Lật Tòng Ba, sau đó ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Hắn có chút do dự, sau đó nói với hai người Trần Yến Oánh. Ông chủ Vương là cao thủ ca hát, hai người ai có thể làm cho ông chủ Vương hát một bài, tôi nhất định sẽ ban thưởng. Trần Yến Oánh vốn ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này càng nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Ông chủ Vương, tôi vài ngày cùng hát một bài được không? Phụ nữ đẹp thường làm cho người ta khó thể từ chối, hơn nữa Trần Yến Oánh lại càng là người phụ nữ siêu cấp xinh đẹp. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Trần Yến Oánh, hắn do dự một chút rồi cười nói. Tôi hát không hay. Xin ngài cùng tôi làm bạn nhảy cho ông chủ Lật. Trần Hiểu Kiều vừa nói vừa uốn éo cơ thể. Trang phục dạ hội dưới ánh đèn càng làm cho người ta sinh ra cảm giác tác động sâu vào thị giác. Chương 1027, nhốn nháo vì lợi. Mọi người vừa mới uống rượu, đều có chút men say. Lật Tòng Ba nói với Trình Tứ Nguyên. Chúng ta chậm rãi một chút, hút thuốc lá, hát nhạc nhẹ. Trước kia tôi cùng các vị lãnh đạo doanh nghiệp dùng cơm, phát hiện nhiều vị có thể kể nhiều chuyện cười, hôm nay sao không thấy anh nói ra những lời như vậy. Trình Tứ Nguyên liền cười nói. Ha ha, người kinh doanh thì đủ mọi loại, cũng liên hệ với vô số hạng người, tất nhiên lỗ tai sẽ nghe được nhiều chuyện vặt vãnh. Hôm nay có ngài và giám đốc Vương, lại có hai mỹ nữ đang ngồi đây, hơn nữa địa phương này lai khá nghiêm trang, thật sự không dám lỗ mãng. Lật Tòng Ba chợt cười ha hả. Anh cứ nói đừng ngại, đều là người phàm cả mà thôi. Giám đốc Vương và hai mỹ nữ cũng biết điều này. Nói ra những câu chuyện vui có thể làm sống động bầu không khí. Trình Tứ Nguyên vui vẻ đồng ý, sau đó cười nói. Tốt quá, tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.
có một người bắt taxi đi đến một thị trấn, vì chưa từng đi đến nơi này nên vừa mới lên xe một lúc thì người đàn ông đã hỏi cô gái chạy taxi, đã đến chưa? Cô gái đáp chưa. Vài phút sau người đàn ông lại hỏi, đã đến chưa? Lúc này cô gái chạy taxi thật sự không nhịn được và cao giọng nói, khi nào đến tôi sẽ nói. Trình Tứ Nguyên vừa nói dứt lời thì mọi người chợt tròn mắt, sau đó ánh mắt chuyển về phía đám phụ nữ. Tất nhiên Trình Tứ Nguyên nói xong mọi người sẽ cười lên ha hả, hai mỹ nữ mượn cơ hội uống trà để cúi đầu che mặt. Lật Tòng Ba nói, chúng tôi nói ra những chuyện cười thô bỉ, hai mỹ nữ không ngại chứ. Trần Yến Oánh thì cười cười, gương mặt màu hồng phấn, nàng cúi đầu uống trà. Còn Trần Hiểu Kiều thì lại nói, lỗ tai của tôi thật sự tiếp xúc bất lương, có những lời có thể nghe thấy, có vài lời không nghe được. Lật Tòng Ba liền cười nói, Trần Tiểu Thư nói chuyện rất có nghệ thuật, thật sự có trình độ hơn bất cứ người nào. Vương Tử Quân cúi đầu uống trà, bên kia Trần Hiểu Kiều khẽ làm ra một tư thế mời Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm giác rất bất đắc dĩ. Tuy nắm chặt eo thon của Trần Hiểu Kiều, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản là rất quân tử, nhưng khi bàn tay của hắn rơi lên vòng eo thon thả của nàng, hắn vẫn cảm ứng được cảm giác mềm mại từ địa phương đó đem lại. Vương Tử Quân căn bản là ít khiêu vũ, thế nhưng dưới sự dẫn dắt của một người chuyên nghiệp như Trần Hiểu Kiều, hắn cũng nhảy rất ra dáng. Mặc dù tâm tư của Vương Tử Quân còn đặt trên người Trình Tứ Nguyên, thế nhưng hắn vẫn không khỏi mở miệng tán dương kỹ thuật của Trần Hiểu Kiều vài câu. Từ nhỏ tôi đã luyện tập nhảy múa, nếu nhảy không tốt chẳng phải làm cho người ta chê cười sao? Trần Hiểu Kiều nói rồi khẽ dựa vào Vương Tử Quân, bộ ngực cao ngất vô tình áp lên người hắn. Cảm nhận được độ nóng đến từ bộ ngực đối phương, phản ứng trên người Vương Tử Quân càng thêm mạnh. Tuy hắn đã hạ quyết tâm không dính vào những người phụ nữ nào khác, thế nhưng hắn là một người đàn ông bình thường, hắn vẫn có phản ứng theo bản năng đối với những tình huống hấp dẫn như vậy. Vương Tử Quân khẽ lui người ra một chút, hắn cố gắng đặt hình ảnh của Tiểu Bảo Nhi và Tiểu Điềm Đậu vào trong lòng mình. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, chỉ 2 phút sau thì hắn đã khôi phục lại như thường. Mùa xuân phương Bắc, Lật Tòng Ba dù là một người nghiệp dư thế nhưng tiếng ca vẫn rất trầm ấm, có tiêu chuẩn. Sau khi hắn hát xong thì đến lượt một ca sĩ chuyên nghiệp là Trần Yến Oánh. Người chuyên nghiệp thật sự là chuyên nghiệp, một bài hát Mưa Mùa Đông đã được nàng biểu diễn làm cho người ta cảm thấy rung động tâm can. Trần Hiểu Kiều và Vương Tử Quân đang khiêu vũ với nhau, vì bài hát của Trần Yến Oánh mà cơ thể của Trần Hiểu Kiều giống như muốn đọng lại trên người Vương Tử Quân. Ông chủ, anh cảm thấy hôm nay có thể nắm bắt được bí thư Vương kia sao? Trình Tứ Nguyên ngồi bên cạnh Lật Tòng Ba rồi khẽ nói. Lật Tòng Ba nhíu mày rồi khẽ nói. Tôi thấy có chút mơ hồ, anh không phải chỉ nói đến dùng cơm thôi à? Sao lại đưa hai người kia đến? Đại ca, không phải vấn đề này quá quan trọng với công ty của tôi sao? Tôi đã nghe nói trong tỉnh Sơn Nam chỉ có bí thư Vương mới có thể kháng trụ được chuyện này. Trình Tứ Nguyên nhìn bộ dạng thanh nhã của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Lật Tòng Ba căn bản chỉ cảm thấy Vương Tử Quân là một người đầy khiêm tốn, đầy hứa hẹn, là một nhân vật tràn trề tương lai, hắn thật sự không ngờ Trình Tứ Nguyên lại cho Vương Tử Quân một đánh giá cao như vậy. Hắn và Trình Tứ Nguyên liên hệ với nhau cũng không phải 1-2 ngày, biết rõ người này nhìn người đặc biệt chuẩn, nếu không sẽ chẳng thể phát triển từ một vị công nhân cho nghỉ việc đến tiêu chuẩn ông chủ lúc này. Ừ, Lật Tòng Ba khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan âm thanh phòng nhạc, Vương Tử Quân buông cánh tay người phụ nữ ra, sau đó nghe điện thoại. Alo, là tôi, cái gì? Có chuyện vậy sao? Tốt, tốt, tôi sẽ đến ngay. Vương Tử Quân nói rồi cúp điện thoại. Anh Lật, giám đốc Trình, nhà tôi có chút việc, tôi phải về trước, các anh không cần phải chờ. Vương Tử Quân nói rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài, bộ dạng cực kỳ vội vã. Trình Tứ Nguyên nhìn Vương Tử Quân sốt ruột rời đi, thế là gương mặt cảm thấy không biết phải làm sao, hắn quá bối rối với tình huống đột nhiên này. Nhưng Lật Tòng Ba lại theo sát lấy Vương Tử Quân. Tử Quân, hôm nay chúng ta cũng đã tận hứng, nếu cậu có chuyện thì chúng ta giải tán vậy. Lật Tòng Ba nhìn Vương Tử Quân leo lên xe taxi chạy đi vội vàng. Lúc này hắn và Trình Tứ Nguyên mới hạ bàn tay xuống. Đại ca,
em thấy có gì đó không đúng. Trình Tứ Nguyên nhìn Lật Tòng Ba rồi khẽ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lật Tòng Ba khẽ gật đầu, lúc này trong lòng hắn đang có tính toán. Ngày mai hắn sẽ giải thích với Vương Tử Quân về sự việc hôm nay, hay cứ giả vờ như không biết để hai bên thầm hiểu lẫn nhau. Có một số việc cũng không nên chơi trò thông minh vặt. Lật Tòng Ba nhìn Trình Tứ Nguyên rồi trầm giọng nói. Trình Tứ Nguyên nhìn vẻ mặt của Lật Tòng Ba rồi gật đầu nói. Lãnh đạo, em biết rồi. Tuy trong miệng nói là biết rồi nhưng Trình Tứ Nguyên căn bản không đặt nặng lời nói của Lật Tòng Ba. Hắn là người chìm nổi thương trường trong nước nhiều năm, hắn đã hiểu thông một đạo lý, đó là trên đời không có bữa trưa miễn phí, người ta căn bản không bao giờ làm gì đó không hợp lý. Ví dụ như sự việc Trình Tứ Nguyên mời Vương Tử Quân dùng cơm, đối với Vương Tử Quân thì rõ ràng là có nguy hiểm. Vương Tử Quân và Trình Tứ Nguyên không phải thân quen, dựa vào cái gì mà Vương Tử Quân sẽ giúp Trình Tứ Nguyên? Đây cũng là nguyên nhân mà Trình Tứ Nguyên bỏ ra giá cao mời đến hai mỹ nữ sắc nước hương trời đến hỗ trợ. Nhưng hai mỹ nữ này căn bản không đạt đến mục đích hắn đề ra. Vương Tử Quân vốn ở trong ký túc xá trường đảng, thế nhưng tối hôm nay bị Trần Hiểu Kiều khiêu khích, cơ thể bức bối bừng bừng. Hắn cảm thấy toàn thân như lửa nóng, cuối cùng không thể chờ đợi được mà chạy về nhà. Chương 1028, căng dây cung, kéo căng cung. Vương Tử Quân rón rén vào phòng, Mạc Tiểu Bắc còn chưa đi ngủ, nàng đang mở đèn đọc sách. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì nàng buông sách nói. Sao anh quay về rồi? Nhớ em quá chứ sao? Tâm tính hoảng hốt của Vương Tử Quân đã trở nên bình tĩnh hơn, hắn nhịn không được phải chui vào trong chăn, dùng một tay ôm lấy Mạc Tiểu Bắc. Sáng sớm hôm sau, Vương Tử Quân tỉnh dậy trong giấc ngủ say, hắn nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Bắc đang nằm trong lòng mình. Không khỏi cảm thấy có lỗi với nàng. Hôm qua không biết vì sao lửa giận trong lòng lại lớn như vậy, khiến Mạc Tiểu Bắc dùng sức cắn lên lưng hắn, cũng không hiểu là hắn có phải đang phát điên hay không. Vương Tử Quân cảm thấy có hơi đau lưng, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn mỹ mãn nhắm mắt lại, ôm Mạc Tiểu Bắc trong lòng, hưởng thụ cảm giác thoải mái khó có được. Một giờ sau Vương Tử Quân xuất hiện trong phòng học trường đảng với tinh thần thoải mái. Hắn trao đổi ánh mắt với Lật Tòng Ba, hai người cười cười, bộ dạng đắc ý không nói nên lời. Khóa học buổi sáng là kinh tế học do một vị giáo sư kinh tế trong nước giảng bài, Vương Tử Quân nghe rất say sưa. Mặc dù có vài phương diện hắn không đồng tình với ý kiến của vị giáo sư, thế nhưng lại rất có ý nghĩa tham khảo. Anh Lật, hôm nay anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân đi đến bên cạnh Lật Tòng Ba rồi cười ha hả nói. Tạm thời còn chưa có. Lật Tòng Ba căn bản có chút lo lắng vì không biết Vương Tử Quân có hoài nghi mình hay không. Lúc này thấy Vương Tử Quân với mình vẫn trước sau như một thì yên tâm hơn, đồng thời cũng hạ quyết tâm, sau này sẽ tuyệt đối không tiếp tục kéo Trình Tứ Nguyên đến gặp Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Thật sự tốt quá, có đồng chí ở thành phố chúng tôi đến chơi, tôi muốn để anh đến chống đỡ mặt mũi. Điều này không có vấn đề. Thấy Vương Tử Quân nói lời thân cận thì Lật Tòng Ba cũng mở miệng đồng ý. Lật Tòng Ba hôm nay cũng không phải không có sắp xếp, có một vị bí thư thị ủy trong tỉnh có liên lạc với hắn, nhưng bây giờ Vương Tử Quân mở miệng mời, thế là vị bí thư thị ủy kia phải chờ dịp sau mà thôi. Sau khi hẹn giờ với Lật Tòng Ba, Vương Tử Quân đi ra ngoài cổng trường. Vừa mới đi ra khỏi trường thì Hà Khởi Duệ từ trong một chiếc xe bước ra nghênh đón Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Hà Khởi Duệ đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi nhanh chóng đưa tay ra. Vương Tử Quân vừa bắt tay với Hà Khởi Duệ vừa cười nói. Anh Hà, hai người chúng ta đã vài ngày không gặp, anh cũng đừng cho ra lễ nghi khách sáo như vậy. Hi hi, bây giờ bắt tay giống như là thứ gì đó bắt buộc, dù nhìn thấy ai thì cũng có động tác vô thức vươn tay ra. Hà Khởi Duệ gãi đầu dùng giọng tự chế giễu nói. Anh về thd.ksi nào? Sau khi cùng Hà Khởi Duệ ngồi vào trong xe, Vương Tử Quân mở miệng hỏi. Tối qua, Hà Khởi Duệ lần này về thủ đô nói là có vài hạng mục cần quan tâm, thế nhưng chủ yếu là đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân phải thoát ly công tác 2 tháng để tham gia học tập, thế nhưng Hà Khởi Duệ biết rõ ràng, mình ở La Nam nếu không có sự trợ giúp của Vương Tử Quân thì căn bản không làm gì được.
Chưa nói đến khối thị ủy, chỉ là khối ủy ban nhân dân thành phố cũng không có vài người thiệt tình đi theo Hà Khởi Duệ, hắn biết rõ điều này. Vì vậy vào giai đoạn đầu chủ trì công tác, hắn đã định tính cho mình một nguyên tắc, phải xin nhiều chỉ thị, báo cáo nhiều hơn, ít tỏ thái độ. Tài xế Đồng Thiên Diệp của Hà Khởi Duệ chậm rãi dừng lại trước một quán trà. Sau khi hai người Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ đi vào uống trà, Vương Tử Quân dùng giọng nghiêm túc hỏi. Anh Hà, có chuyện gì xảy ra với khu hậu cần của công ty Myanda sao? Bí thư Vương, tôi cảm thấy công ty Myanda có chủ tâm bất lương, bọn họ còn chưa đầu tư một đồng tiền, chỉ ném ra một bản kế hoạch đầu tư đã làm cho vài tỉnh trung bộ náo động. Hôm trước Chủ tịch Thạch mở hội nghị yêu cầu tất cả thành phố trong tỉnh phát huy ưu thế của mình, mọi người thi triển thần thông như bát thiên quá hải, phải cố gắng giữ công ty Myanda ở lại. Hà Khởi Duệ hít vào một hơi thuốc rồi nói tiếp. Sau đó Chủ tịch Thạch gọi tôi và Chủ tịch Quan Quả Đống của thành phố Sơn Viên ở lại, anh ấy cho ra yêu cầu trọng điểm, dù không thật sự là quân trạng nhưng cũng tương đương như vậy. Nếu để cho công ty Myanda trốn thoát, hai người chúng tôi sẽ là tội nhân của cả tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân rất hiểu tâm tính của Thạch Kiên Quân, Chủ tịch Thạch đã đến tỉnh Sơn Nam được 2 năm, xuất phát từ góc độ bản thân, tất nhiên Chủ tịch Thạch hy vọng làm ra thành tích, thừa cơ hội để tiến lên một bước. Đầu tư bên ngoài mà đặc biệt là những công ty cấp bậc cao như Myanda, dù là đặt trong tỉnh thì cũng xem như áo lót trong chăn, là hạng mục có thể diện, tất nhiên Thạch Kiên Quân sẽ không chịu buông tha. Nhưng Thạch Kiên Quân bức thiết như vậy cũng không phải là chuyện tốt với tất cả thành phố trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi mới khẽ nói. 2 ngày qua công ty Myanda đến xem xét thành phố La Nam, kết quả thế nào? Theo tôi thấy thì đám người công ty Myanda tỏ ra khá căng cứng, căn bản không chịu để lộ ra chút thông tin nào. Hà Khởi Duệ lấy ra 2 điếu thuốc, đưa cho Vương Tử Quân 1 điếu, sau đó châm cho mình 1 điếu. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Nhưng tôi cảm thấy bọn họ đặc biệt quan tâm đến thành phố La Nam chúng ta, bọn họ ở lại Sơn Viên một buổi chiều, thế nhưng lại đến thành phố La Nam chúng ta cả ngày. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc, trong lòng thầm tính toán về đầu tư của công ty Myanda. Hắn căn bản không quá cuồng nhiệt nhưng cũng không từ chối đầu tư đến từ bên ngoài. Nhưng công ty Myanda đã kéo cung rất căng, căn bản không phải chỉ là vì làm cho đẹp. Bây giờ hắn cần xem xét điều kiện của bọn họ. Bí thư Vương, chúng ta nên làm gì trong sự kiện công ty Myanda lần này đây? Hà Khởi Duệ cũng không phải là một người không có chủ kiến, lúc này hắn mở miệng hỏi Vương Tử Quân, thứ nhất chính là tin phục Vương Tử Quân. Hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn hầu như được thấy thành phố La Nam phát triển từ một địa phương lạc hậu cùng cực đến giai đoạn vững vàng mạnh mẽ hiện tại. Trong đó Bí Thư Vương đã bày tỏ thực lực mạnh mẽ của mình, đã làm hắn cảm thấy cực kỳ tin phục. Thứ hai cũng là quan trọng nhất, đây cũng là điều mà Hà Khởi Duệ nên tỏ thái độ. Hắn là chủ tịch thành phố, Vương Tử Quân là người ra sức đẩy lên, bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân đã đạt đến độ cao mà hắn khó có thể với đến được. Nếu hắn muốn tiếp tục tiến bước thì phải có thái độ rõ ràng, sau này sẽ được theo sát tiến độ của Bí Thư Vương. Tuy sự kiện báo cáo này truyền ra ngoài sẽ phát sinh lời ong tiếng ve không dễ nghe, nhưng thực tế đối với một vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong thành phố thì căn bản không còn đường nào khác. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi cười nói. Công ty Myanda đến thành phố chúng ta đầu tư là một chuyện tốt, tôi giơ 2 tay đồng ý. Nhưng bọn họ nếu muốn đến đầu tư ở La Nam, bọn họ cần phải tuân theo quy định đối với nhà đầu tư của thành phố chúng ta. Hà Khởi Duệ cũng có suy đoán đối với mục đích cố ý làm rầm rộ quá trình đầu tư của công ty Myanda, hắn cũng có vài phần do dự ở phương diện đối đãi với sự kiện này. Bây giờ nghe Vương Tử Quân bày tỏ quan điểm, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hà Khởi Duệ nhìn gương mặt trẻ tuổi hơn mình rất nhiều của Vương Tử Quân, hắn càng sinh ra cảm giác xấu hổ. Nếu nói về tuổi tác thì mình lớn hơn Vương Tử Quân khá nhiều, nhưng nếu nói về phương diện quyết đoán, hắn căn bản có chênh lệch không nhỏ với Bí Thư Vương. Sau khi cùng Hà Khởi Duệ nói vài câu về tình huống của công ty Myanda, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề. Chủ tịch Hà, hạng mục sân bay dân dụng của thành phố La Nam chúng ta đến đâu rồi? Sân bay dân dụng chính là một mục tiêu trọng đại của thành phố La Nam được đề xuất vào đầu năm nay,
vì vấn đề xây dựng sân bay ở thành phố La Nam mà phát sinh nhiều tranh chấp. Rất nhiều lãnh đạo thành phố cảm thấy vẫn chưa đủ điều kiện để xây dựng sân bay ở La Nam, đầu tư cũng quá lớn, vừa mới học đi sao đã nóng lòng học chạy. Nhưng cuối cùng thì những âm thanh kia cũng xem như lụi tàn vì Vương Tử Quân đã mở miệng giải quyết dứt khoát sự kiện này. Vương Tử Quân cũng không phải không nghe lọt tai những ý kiến phản đối của các vị thường ủy thị ủy, thậm chí hắn còn cảm thấy những ý kiến kia là cực kỳ chuẩn xác. Nhưng hắn là người có kinh nghiệm phát triển trong tương lai, hắn biết 10 năm sau muốn xin xây dựng sân bay là khó khăn như thế nào. Lúc này đại bộ phận các thành phố trong nước đều chưa đạt được điều kiện về tài chính, cho dù đã có vài thành tích có ý thức tầm quan trọng của việc xây dựng sân bay dân dụng địa phương, thế nhưng vì có quá nhiều vấn đề mà luôn làm trễ nãi. Một khi bỏ lỡ thời cơ, sau này nếu thành phố La Nam muốn có sân bay dân dụng, ít nhất cũng phải khó hơn gấp chục lần. Nếu xây dựng sân bay dân dụng thì sẽ tạo nên một cơ sở vững chắc để thành phố La Nam tiếp tục là trọng tâm của khu vực trong tương lai. Bí thư Vương, phiếu ủy ban cải cách tỉnh ủy thực hiện thủ tục cực kỳ nhanh, nhưng lại có chút khó khăn trên ủy ban cải cách trung ương. Hà Khởi Duệ là chủ tịch thành phố, hắn biết rõ việc xây dựng sân bay dân dụng ở thành phố La Nam phải tiếp nhận bao nhiêu áp lực. Lúc mới bắt đầu thì hắn cũng phản đối hạng mục này, nhưng sau khi bàn bạc với Vương Tử Quân một đêm, hắn cũng đã ý thức được tầm quan trọng lớn lao của hạng mục này. Lần này Hà Khởi Duệ về thủ đô, ngoài việc chạy vài hạng mục khác, chủ yếu là phải làm sao cho hạng mục sân bay được thông qua. Nhưng hắn đến thủ đô và cảm thấy thật sự khá lo lắng. Thủ đô đèn đuốc như ban ngày, ánh đèn sáng rực làm cho không gian tươi sáng, bóng đêm bị đẩy lùi. Ngồi trên căn phòng cao nhất của tòa nhà 20 tầng nhìn xuống dòng xe cộ và người đi đường ở bên dưới, làm cho con người ta sinh ra cảm giác bao quát sinh linh. Richard khẽ nâng ly rượu đỏ trong tay, trên mặt là nụ cười lười biếng. Cặp mắt xanh thẳm chốc chốc lại lóe lên chút cảm giác hưng phấn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ trạng thái mơ màng của Richard, hắn khẽ nhíu mày, sau đó mới nói một tiếng mời vào. Tuy âm điệu của Richard có chút quái dị, thế nhưng tiếng chung của hắn vẫn xem như là khá. Khi hắn thấy người đi vào là nhân viên phục vụ Trung Quốc, đầu hắn chợt ngẩng cao hơn vài phần. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần dặn dò với bữa cơm tối hay không? Nữ nhân viên phục vụ tuy có tướng mạo bình thường thế nhưng lại ở vào tuổi muôn hoa đua nở, thật sự tràn đầy sức quyến rũ tuổi thanh xuân. 22 tôi không có yêu cầu gì, cô ra ngoài đi. Đúng rồi, nếu như không có yêu cầu của tôi, mong cô đừng quấy rầy tôi. Richard dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân viên phục vụ, sau đó dùng giọng có chút khinh thường nói. Vâng, mặc dù vị khách nước ngoài có chút ngạo mạn, thế nhưng nữ nhân viên phục vụ cũng là một người có chuyên môn nghề nghiệp, nàng vẫn nở nụ cười đón chào với một người mà trong lòng cảm thấy rất chán ghét, biểu hiện rất cung kính. Khi cửa phòng khẽ đóng lại, Richard uống một ngụm rượu đỏ, trong miệng lẩm bẩm. Đám người Trung Quốc. Khi Richard uống hết 2/3 chai rượu trên bàn, tiếng gõ cửa lại vang lên. Gương mặt hắn càng có thêm vài phần mất kiên nhẫn, hắn nói một câu mời vào rất lạnh lẽo, cũng chuẩn bị mở miệng trách mắng nhân viên phục vụ một chặp. Nhưng người đến cũng không phải là nhân viên phục vụ như trong suy nghĩ của Richard, là một người đàn ông trung niên có mái tóc rám nắng. Người này có dáng người cao hơn cả Richard, gương mặt mập mạp có vài phần nghiêm túc. Bốp, uống một ly không? Khi thấy người đàn ông trung niên kia đi vào thì Richard khẽ nâng ly rượu về phía đối phương, trên mặt mang theo nụ cười, khóe miệng hé mở nói lời mời. Người đàn ông trung niên được Richard gọi là bốp khoát tay áo nói. Tôi không quen uống rượu vang, nếu có cà phê thì tôi không ngại uống một ly. Richard đặt ly rượu xuống, sau đó nói. Tốt, bạn tốt của tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh. Một ly cà phê được pha nhanh chóng trong bàn tay linh xảo của Richard, 2 phút sau đã xuất hiện trước mặt bốp. Richard tiếp tục nâng ly rượu của mình lên nhìn thoáng qua bốp rồi nói. Bạn tốt, lúc này anh đến chỗ tôi, có phải có tiết mục gì cần mời không? Không, tôi có một số việc cần báo cáo với anh. Bốp uống một ngụm cà phê rồi lấy từ trong túi ra một phần văn kiện nói. Richard, đây là kết quả điều tra của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng nếu muốn xây dựng khu hậu cần ở tỉnh Sơn Nam, lựa chọn tốt nhất là thành phố La Nam. Thành phố La Nam, tôi cũng cho rằng như vậy.
Richard tiện tay lấy phần văn kiện rồi quét mắt nhìn qua một lượt, sau đó dùng giọng có vài phần tự đắc nói. Bob nhìn vẻ mặt có chút tự đắc của Richard, hắn dùng giọng khó hiểu hỏi. Anh đã cảm thấy thành phố La Nam là lựa chọn tốt nhất cho hạng mục đầu tư khu hậu cần của chúng ta ở tỉnh Sơn Nam, vì sao lại không nhanh chóng quyết định hợp tác hạng mục với phía La Nam? Đã quyết định rồi sao? Hà cớ gì tôi phải vạch trần sự thật ra? Richard uống một ngụm rượu rồi nói bằng vẻ mặt có chút trào phúng. Bob, chẳng lẽ anh cảm thấy nếu tôi không nhanh chóng quyết định hạng mục này, như vậy hạng mục khu hậu cần ở thành phố La Nam sẽ chạy đi mất sao? Công ty của chúng ta có thể thấy, như vậy công ty của bọn họ cũng có thể thấy, đặc biệt là người Trung Quốc cũng đã bắt đầu đẩy mạnh phát triển khu hậu cần, đã có vài công ty nghiệp vụ bắt đầu nhảy vào thị trường bán lẻ. Bob là người phụ trách nghiên cứu thị trường trong công ty, là người cực kỳ nhạy cảm. Chương 1029, một không đến phía Nam không biết ít tiền, không đến thủ đô không biết quan nhỏ. Lời nói của Bob tất nhiên làm cho Richard không thể nghi ngờ, nhưng hắn chỉ cười một tiếng, giọng nói càng lớn hơn vài phần. Bạn tốt của tôi không thể không thừa nhận nếu nói về thị trường thì căn bản là chuyên môn của anh, nhưng anh lại kém hơn tôi vài phần về việc nắm bắt tình hình trong quốc gia này. Anh yên tâm, sẽ không có người đến cạnh tranh với chúng ta. Dù có người đến cạnh tranh, những người lãnh đạo phụ trách hạng mục lần này sẽ hợp tác với Myanda chúng ta, sẽ không hợp tác với đám xí nghiệp kia. Richard dùng giọng tràn đầy tự tin nói, bộ dạng cực kỳ chân thật đáng tin. Bob chủ yếu phụ trách công tác nghiên cứu, hắn không quá thành thạo phương diện đầu tư, vì vậy cảm thấy lời nói của Richard không quá đáng tin. Richard thật sự giống như bị Bob kích thích niềm hứng thú của mình, hắn nâng ly rượu đi đến trước quầy bar nhỏ trong phòng, rót cho mình một ly rồi đắc ý vươn ngón tay dài nói. Vì sao ư? Vì chúng ta là nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài, có hiểu không? Richard uống hơn phân nửa một ly rượu lạnh băng rồi cười nói. Anh biết nhà đầu tư nước ngoài có ý nghĩa thế nào với đám người kia không? Điều này đại biểu cho bọn họ lấy được thành tích, đó chính là thứ mà người ta cần nhất. Bob dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bộ dạng đắc ý của Richard, một lúc lâu sau mới nói. Nếu như người ta nhanh chân có được hợp tác với thành phố La Nam, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho bố cục của công ty chúng ta ở các tỉnh Trung Bộ. Chuyện này anh không cần lo lắng, tất cả đã có tôi. Richard dùng giọng không kiên nhẫn cắt đứt lời Bob. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Richard cầm lấy điện thoại nói hai câu, sau đó khẽ nói. Cho bọn họ vào đi. Richard đặt điện thoại xuống rồi cười nói. Bob, anh xem, có cá mắc câu rồi kìa. Là lãnh đạo thành phố La Nam đến sao? Bob nhìn Richard rồi dùng giọng hào hứng nói. Không phải thành phố La Nam, là thành phố Khê Châu. Richard nói rồi uống một ngụm rượu. Bob chậm rãi mở to mắt vài phần, hắn dừng ánh mắt trên mặt Richard một phút đồng hồ, cuối cùng mới dùng giọng ngưng trọng nói. Richard, tôi cần phải nhắc nhở anh, thành phố Khê Châu tuy là một trong những khu vực nằm trong dự định của chúng ta, thế nhưng xuất phát từ bố cục của chúng ta lần này, ưu thế khu vực của thành phố Khê Châu kém hơn thành phố La Nam rất nhiều. Tôi cũng chưa nói sẽ đầu tư ở thành phố Khê Châu. Richard chợt nhúc nhích người, sau đó nụ cười trên mặt biến mất vài phần. Anh xem tôi bây giờ có thích hợp tiếp khách không? Bob nhìn Richard mặc trang phục khá tùy tiện, thế là lắc đầu nói. Với trang phục của anh hiện tại thì rõ ràng là không phù hợp. Như vậy là được rồi. Richard tranh thủ thời gian đổi cho mình một đôi dép, sau đó mới nói. Nếu muốn cho công ty tranh thủ được nhiều lợi ích nhất, như vậy phải làm cho bọn họ thấy được có hy vọng, lại cảm thấy có nhiều người cạnh tranh khốc liệt. Giống như một đám sói tranh nhau miếng thịt, càng tranh cướp dữ dội thì bọn họ sẽ càng phải trả cái giá đắt. Cạch cạch. Khi Bob mở cửa phòng, vài người đàn ông trung niên đi vào bên trong. Người đàn ông trung niên đi đầu nở nụ cười vui vẻ với Richard, sau đó nói. Richard tiên sinh, vị này chính là bí thư Trương của thành phố Khê Châu chúng tôi. Bí thư Trương đang học tập ở trường đảng, nghe nói ngài về thủ đô, thế cho nên cố ý đến thăm. Người đàn ông được giới thiệu cũng nở nụ cười vui vẻ rồi vươn tay nói. Chào Richard tiên sinh. Richard bắt tay với bí thư Trương, nhưng nụ cười trên mặt có vài phần e dè.
biểu hiện của Richard căn bản là không có gì không thích hợp đối với đám người vừa đi vào phòng, mà bí thư Trương càng cười mở miệng giới thiệu về thành phố Khê Châu. Bob dù không nói gì nhưng đưa mắt nhìn những gì đang diễn ra mà không khỏi lắc đầu. Hà Khởi Duệ sờ lên đầu, thầm nghĩ tuổi tác không buông tha cho con người, tối qua hắn uống nửa lít rượu, đến bây giờ còn căn bản là chưa khôi phục lại. Nếu như là trước đây vài năm, một lít rượu cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Lúc này lựa chọn tốt nhất của Hà Khởi Duệ chính là chọn một địa điểm tốt để tắm rửa, sau đó mát xa toàn thân. Đối với một vị chủ tịch thành phố thì hưởng thụ vài thói tiêu khiển như vậy là không có vấn đề. Nhưng hôm nay hắn đành phải gác ý nghĩ như vậy vào trong lòng, sáng sớm hắn phải chạy đến ngồi chờ ngoài căn phòng này. Làm người cũng không phải dễ dàng gì, sau khi trở thành chủ tịch thành phố La Nam, số người ép Hà Khởi Duệ phải an phận thủ thường cũng không còn nhiều. Hơn nữa phần lớn là người ta phải chờ hắn, nhưng hôm nay hắn lại trở thành người cầu cạnh kẻ khác. Hà Khởi Duệ nhìn đám người ra vào bốn phía, trong lòng nghĩ đến tình cảnh uống rượu ngày hôm qua. Lật Tòng Ba tuy nhiệt tình cùng ly với hắn vài lượt, thế nhưng tâm tư của hắn lại càng đặt trên người vợ chồng Lý Nhị Bình. Cặp vợ chồng kia đến tìm Bí Thư Vương làm gì? Lý Nhị Bình đến đây cũng căn bản không chào hỏi mình, điều này làm cho Hà Khởi Duệ có chút bức bối. Người phụ nữ kia không phải nhân vật đơn giản, nàng cho ra biểu hiện tôn trọng mình, thế nhưng hắn cộng sự với nàng nhiều năm, hắn biết người phụ nữ kia căn bản có trái tim cực kỳ cứng rắn. Người trong quan trường lên chức nếu nói theo lẽ thường tình thì rõ ràng là sắp xếp từng chỗ ngồi, ăn từng quả, bước từng bước, như vậy là bình thường. Phó chủ tịch thường vụ thì sẽ tiến lên làm chủ tịch thành phố, chẳng lẽ nàng ta? Hà Khởi Duệ nghĩ đến đây thì khẽ lắc đầu, hắn tin công tác của mình luôn làm cho Bí Thư Vương thỏa mãn. Tuy Bí Thư Vương cảm thấy Lý Nhị Bình rất không tồi, thế nhưng căn bản còn chưa giao ra những công tác trung tâm cho người này. Chính mình căn bản đề phòng người phụ nữ kia một chút là được, chủ yếu phải làm tốt quan hệ với Bí Thư Vương. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Hà Khởi Duệ không khỏi móc ra một điếu thuốc. Hắn là người nghiện thuốc, thói quen hút thuốc căn bản là khó thể thay đổi. Thật xin lỗi, đồng chí, đây là địa phương anh hút thuốc sao? Mong anh tuân thủ quy định ở chỗ này, nếu không chỉ có thể mời anh ra ngoài. Một nữ cán bộ hơn 20 tuổi dùng giọng không chút khách khí nói với Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ nhìn nữ cán bộ phía bên kia, có lẽ là một sinh viên vừa tốt nghiệp vào nhận công tác ở cơ quan, hắn bị một người như vậy mở miệng răn dạy, trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn là người được nhiều người ủng hộ ở La Nam, nếu nói không chút khoa trương, hắn chỉ cần muốn hút thuốc thì người bên cạnh hận không thể nhanh tay lấy bật lửa châm thuốc lập tức. Có thể hầu hạ chủ tịch đại nhân hút thuốc, như vậy có ý nghĩa gì? Rõ ràng là một biểu tượng của thân phận, nói rõ anh có tư cách tiếp cận lãnh đạo. Nhưng Hà Khởi Duệ đi đến đây, là cơ quan trung ương, người ta không biết anh là ai, như vậy sẽ coi anh ra gì? Chương 1029, 2 cộng 3, không đến phía Nam không biết ít tiền, không đến thủ đô không biết quan nhỏ. Hà Khởi Duệ cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn miễn cưỡng cười nói. Thật xin lỗi, tôi có thói quen hút thuốc, cũng không hút nữa. Nữ cán bộ kia cũng không quan tâm đến lời xin lỗi của Hà Khởi Duệ, nàng xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm. Đúng là đám cán bộ bên dưới không có tố chất. Chủ tịch Hà, chủ nhiệm khu thường trú là Hỗ Khánh Điền đi theo Hà Khởi Duệ đến đây chợt mở miệng nói, vẻ mặt có chút khó khăn. Không có gì, là chúng ta đến cầu người làm việc. Hà Khởi Duệ khoát tay áo dùng giọng tha thứ cười nói. Cảm ơn Cục trưởng Triệu, khi nào Cục trưởng Triệu có rảnh, mời ngài đến thành phố Đông Duyên chúng tôi một chuyến. Anh Lý quá khách khí rồi, nếu có thời gian rảnh, tôi nhất định sẽ đi đến, khi đó đám lãnh đạo các anh cũng đừng giả vờ như không quen biết đấy nhé. Sao lại như thế được? Lãnh đạo đến thành phố chúng tôi, đó là phúc khí của 5 triệu nhân dân và cán bộ thành phố Đông Duyên. Nếu không có sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của ngài, hạng mục sản xuất nhôm của chúng tôi sao có thể thuận lợi thông qua như vậy? Hà Khởi Duệ nhìn hai người đàn ông trung niên đang chào hỏi nhau ở trước mặt mà trong lòng thầm hâm mộ. Tuy hắn không biết Cục trưởng Triệu trước mắt là ai, thế nhưng Chủ tịch thành phố Đông Duyên lại là một người mà hắn cũng rất muốn thay thế vào lúc này. Thành phố Đông Duyên không phải nằm trong tỉnh Sơn Nam,
Trước kia Hà Khởi Duệ cũng chỉ từng nghe nói qua về thành phố này mà thôi. Nhưng hắn ở ngoài cửa chờ hơn một giờ, hắn căn bản ngoài cảm giác hâm mộ đối phương, cũng chỉ cảm thấy run chân vì chờ lâu mà thôi. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Hà Khởi Duệ đến về thủ đô chạy hạng mục, cũng không phải lần đầu tiên phải chờ đợi như thế này, vì vậy hắn vẫn có thể chờ đợi được. Trong thành phố La Nam thì Hà Khởi Duệ là một chủ tịch được nhiều người ủng hộ, hắn cũng là một nhân vật có máu mặt trong tỉnh Sơn Nam, chính hắn là người mà nhiều kẻ phải chạy đến cầu cạnh. Chào anh! Có lẽ là vì sự việc của mình đã tiến triển thuận lợi, chủ tịch Lý kia đi qua Hà Khởi Duệ, thế là nhiệt tình bắt chuyện một câu. Hà Khởi Duệ cười cười khẽ gật đầu với đối phương, sau đó đưa mắt nhìn anh bạn đến chạy hạng mục thành công bỏ đi. Lúc này không hiểu vì sao trong lòng hắn lại xuất hiện hai câu thơ, cùng là người lưu lạc góc trời, dù có gặp cũng chưa từng quen biết. Chủ tịch Hà, nếu không chúng ta lại gọi điện thoại cho cục trưởng Đồ nhé. Hỗ Khánh Điền đi cùng Hà Khởi Duệ, hắn đã đứng chờ quá lâu, cũng cảm thấy có chút không ổn, thế cho nên khẽ mở miệng xin chỉ thị. Hà Khởi Duệ có chút do dự, sau đó khoát tay áo. Dù hắn rất muốn liên lạc với vị cục trưởng Đồ không chịu tuân thủ đúng thời gian kia, thế nhưng nghĩ đến phương diện thúc ép làm cho người ta bực mình, hắn đành phải gác ý nghĩ này lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hà Khởi Duệ chỉ cảm thấy có những ngày tương đương với sống cả năm. Hắn lấy gói thuốc trong túi áo ra, vừa định rút một điếu lại thôi. Cục trưởng Đồ, anh đã quay lại. Một âm thanh vang dội lập tức hấp dẫn lực chú ý của Hà Khởi Duệ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đúng lúc gặp cục trưởng Đồ với cơ thể mập mạp như một quả bóng cao su đang lăn về phía mình. Chào cục trưởng Đồ, tôi là Hà Khởi Duệ của thành phố La Nam. Hà Khởi Duệ vừa nhanh chóng tiến đến bên cạnh cục trưởng Đồ vừa dùng hai tay dâng lên một điếu thuốc. Cục trưởng Đồ nhìn thoáng qua Hà Khởi Duệ, bàn tay mập mạp vung ra tỏ ý cho Hà Khởi Duệ cất điếu thuốc đi. Sau đó mở cửa phòng làm việc của mình. Tuy phản ứng của cục trưởng Đồ làm cho Hà Khởi Duệ có chút xấu hổ, thế nhưng hắn đến tìm người làm việc, dù không thoải mái thì vẫn phải theo sát phía sau. Này này, đồng chí, cục trưởng còn có chuyện, chủ nhiệm còn đang chờ trong phòng. Một tên cán bộ thanh niên đi theo sau lưng cục trưởng Đồ chợt vung tay ngăn cản tình huống Hà Khởi Duệ định đẩy cửa đi vào. Cục trưởng Đồ, tôi là tiểu hỗ của khu thường trú thành phố La Nam. Chủ tịch thành phố chúng tôi đến báo cáo với ngài. Hỗ Khánh Điền đi theo sau lưng Hà Khởi Duệ, hắn thấy Hà Khởi Duệ bị người ta lạnh nhạt thì vội vàng dùng giọng giải thích nói. À, tôi biết rồi, nhưng bây giờ tôi còn có công tác cần báo cáo với lãnh đạo, các anh chờ thêm chút nữa. Lời nói của Hỗ Khánh Điền làm cho cục trưởng Đồ đang cúi đầu trên bàn làm việc có hơi ngẩng đầu lên, nhưng giọng điệu lại có vẻ khó chịu. Hai phút sau cục trưởng Đồ và tên cán bộ trẻ tuổi kia đi ra khỏi phòng, căn phòng mà Hà Khởi Duệ đứng chờ thêm nửa giờ lại tiếp tục đóng chặt cửa. Chủ tịch Hà, nếu không thì chúng ta đến sau vậy. Hỗ Khánh Điền nhìn gương mặt phát lạnh của Hà Khởi Duệ, hắn có chút do dự, sau đó dùng giọng cẩn thận nói. Hà Khởi Duệ sao lại không muốn rời đi, dù bây giờ hắn thật sự có việc cần làm, nếu như rời đi, sau này gặp lại thì biết nói với cục trưởng Đồ như thế nào. Bí thư Vương rất coi trọng hạng mục sân bay dân dụng ở thành phố La Nam, hạng mục lần này Hà Khởi Duệ cần phải nắm bắt cho thật chặt. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn có hơi trầm ngâm rồi nói. Cục trưởng Đồ đã nói chúng ta đứng chờ, vậy thì chờ thêm một lát nữa. Hà Khởi Duệ quyết định chờ thì Hỗ Khánh Điền còn gì để nói. Hắn nhanh chóng nhìn bốn phía, xem có gặp người quen nào không, để mời chủ tịch thành phố của hắn đến phòng ngồi chờ. Nhưng quá đáng tiếc, rõ ràng không có bất kỳ gương mặt thân quen nào. Xem ra Hỗ Khánh Điền muốn biểu hiện một chút trước mặt chủ tịch Hà Khởi Duệ cũng căn bản là không có cơ hội. Chuông điện thoại vang lên, Hà Khởi Duệ nhanh chóng lấy điện thoại ra. Trước kia hắn căn bản không thích người ta gọi điện thoại đến báo cáo, nhưng bây giờ thật sự rất cần có người gọi điện thoại như vậy. À, tôi biết rồi. Sau khi nói vài câu với đầu dây bên kia, Hà Khởi Duệ cắt điện thoại. Thực tế hắn cũng không muốn cắt điện thoại, nhưng bên kia đã nói lời tạm biệt, hắn là chủ tịch thành phố sao có thể nói người ta tiếp tục lên tiếng nữa. Hà Khởi Duệ nhìn chiếc điện thoại khó có được thời gian yên tĩnh, hắn không khỏi hoài niệm đến thời điểm điện thoại liên tục đổ chuông ở thành phố La Nam. Đáng tiếc là đám người thường gọi điện thoại báo cáo đều biết hắn đang ở thủ đô,
căn bản không dám gọi điện thoại quấy rầy. Trong thời gian một giờ đứng chờ thì Hà Khởi Duệ nhận được hai cuộc điện thoại trong 3 phút, trong đó có một vị cục trưởng gọi điện thoại đến, còn lên tiếng xin lỗi, nói rằng đã quấy rầy chủ tịch. Tôi rất cần quấy rầy. Đây là ý nghĩ của Hà Khởi Duệ, thế nhưng nó chỉ đặt trong lòng, hắn không thể nói ra được. Hắn là chủ tịch thành phố, đặc biệt là hắn cần phải bảo trì thể diện của chính mình, hắn không thể cho người ta biết mình đang phải đứng chờ cầu cạnh người ta. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Hà Khởi Duệ nhìn dãy số gọi đến, sau đó nhấn nút nghe nói. Chào Bí Thư Vương. Chủ tịch Khởi Duệ, trưa nay có sắp xếp dùng cơm không? Vương Tử Quân dùng giọng bình thản nói, bên trong còn có vài phần ân cần. Hà Khởi Duệ cười nói. Còn chưa có sắp xếp. Được rồi, lát nữa có một bữa tiệc, chúng ta cùng đi. Vương Tử Quân nói xong cũng không tiếp tục cho Hà Khởi Duệ cơ hội lên tiếng. Hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hà Khởi Duệ thu hồi điện thoại thì thấy vị cục trưởng Đồ kia đi đến, hắn không dám chậm trễ mà tiến lên nghênh đón. Chào cục trưởng Đồ. Hà Khởi Duệ nói rồi vươn hai tay về phía cục trưởng Đồ. Cục trưởng Đồ giống như đang suy nghĩ điều gì đó, đến khi thấy Hà Khởi Duệ xuất hiện trước mắt mới có chút sững sốt. Sao anh còn chưa đi? Cục trưởng Đồ nói lời này giống như dội gáo nước lạnh lên đầu Hà Khởi Duệ. Thế nhưng hắn vẫn phải nở nụ cười vui tươi nói. Cục trưởng Đồ, sự kiện thành phố La Nam chúng tôi xây dựng sân bay dân dụng còn phải làm phiền đến ngài. Chủ tịch Hà, lần sau anh đến nhé, tôi còn có việc gấp cần xử lý, bây giờ phải đi ngay. Cục trưởng Đồ không chờ Hà Khởi Duệ nói cho xong, hắn dùng giọng không khách khí cắt ngang lời Hà Khởi Duệ. Tuy hắn chỉ là một vị phó cục trưởng, thế nhưng lại căn bản không thèm quan tâm đến một người là chủ tịch thành phố như Hà Khởi Duệ. Dù sao thì mỗi ngày có không biết bao nhiêu người là chủ tịch thành phố đến phòng làm việc của hắn để cầu cạnh xin được việc. Cục trưởng Đồ, tôi chỉ làm phiền anh vài phút mà thôi, chỉ là 10 phút thôi, có được không? Hà Khởi Duệ đã đợi khá lâu mà bây giờ phải trở về, hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Cục trưởng Đồ vốn đang nở nụ cười nhưng ngay sau đó đã đổi thành vẻ mặt khó chịu. Hắn cau mày nhìn Hà Khởi Duệ, sau đó mở cửa phòng làm việc rồi đóng ầm lại. Hà Khởi Duệ nhìn cửa phòng đóng chặt mà trong đầu tràn đầy cảm giác nhục nhã. Mặc dù hắn đang liên tục an ủi chính mình, có câu nói không đi đến phía Nam không biết ít tiền, không đi đến thủ đô không biết mình quan nhỏ, còn có cả câu nói cửa khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm. Nhưng dù thế nào cũng khó thể áp chế được lửa giận trong lòng. Lúc này Hỗ Khánh Điền căn bản không biết nói gì cho phải, hắn lúc này hối hận không thể tìm lỗ chui xuống đất. Hắn trơ mắt đứng đó nhìn chủ tịch của mình rơi vào trạng thái quẫn bách, thật sự không phải là thứ gì hay. Nếu như chủ tịch chuyển lửa giận lên người hắn, thật sự chỉ có thể trách mình xui xẻo mà thôi. Chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô thì làm gì? Không phải cung cấp điều kiện tiện lợi cho lãnh đạo địa phương đến thủ đô chạy hạng mục sao? Ngay cả một vị cục trưởng cơ quan cũng không có quan hệ tốt, ít nhất nói rõ mình không có năng lực, Hỗ Khánh Điền nghĩ như vậy mà mồ hôi vã đầy lưng. Hỗ Khánh Điền nhìn Hà Khởi Duệ bị người ta lạnh nhạt mà trong lòng giống như có hàng vạn con rắn đang cắn nuốt. Đúng lúc hắn cảm thấy cực kỳ dày vò thì cửa phòng làm việc của cục trưởng Đồ đóng chặt lại mở ra, cục trưởng Đồ xách theo một chiếc cặp, ánh mắt giống như đang nhìn lên lỗ thủng trên trần nhà, cũng không nhìn hai người bọn họ mà trực tiếp đi ra ngoài. Đi thôi. Hà Khởi Duệ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, hắn thở dài rồi nói với Hỗ Khánh Điền. Từ trong văn phòng cao tầng đi ra, trong lúc đi đường Hà Khởi Duệ luôn bảo trì trầm mặc. Hỗ Khánh Điền dù có tâm tư an ủi Hà Khởi Duệ, thế nhưng không biết lúc này nên nói gì là tốt nhất. Lên xe thì tâm tình của Hà Khởi Duệ có vẻ khá hơn một chút. Hỗ Khánh Điền nhìn ánh mắt thăm hỏi của viên lái xe thuộc khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô. Thế là không thể không mở miệng xin chỉ thị của Chủ tịch Hà. Chủ tịch Hà, chúng ta đi đâu bây giờ? Đi đến khách sạn Tân Duyệt. Hà Khởi Duệ vốn muốn đến khu thường trú nghỉ ngơi một chút, nhưng khi định nói ra thì nhớ đến cuộc điện thoại của Vương Tử Quân với mình vào lúc vừa rồi, thế là vội vàng nói với lái xe. Gần trưa thì đường xá ở thủ đô bắt đầu rối loạn, mặc dù khi xuất phát đã hơn 11 giờ. Thế nhưng đến bãi đậu xe rộng rãi của khách sạn Tân Duyệt cũng đã gần 12 giờ. Hà Khởi Duệ bước xuống xe rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong khách sạn Tân Duyệt,
hắn đã khôi phục lại nụ cười trên môi, đánh tan tất cả cảm giác bức bối vào lúc vừa rồi. Ủa? Hà Khởi Duệ nhìn đám người đứng ngoài cửa khách sạn mà không khỏi sững sờ, cục trưởng Đồ không ngờ cũng có mặt ở chỗ này. Hà Khởi Duệ nghĩ đến hạng mục sân bay dân dụng của thành phố La Nam, thế là hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi đến nói. Chào cục trưởng Đồ. Cục trưởng Đồ cũng không ngờ sẽ gặp Hà Khởi Duệ ở chỗ này, gương mặt mập mạp có hơi co rút, sau đó miễn cưỡng bắt tay Hà Khởi Duệ rồi mở miệng nói. Chủ tịch Hà, tôi còn có chuyện, có gì anh đến phòng làm việc của tôi sau được không? Hà Khởi Duệ rất muốn nói một câu không phải tôi cố ý quấn chặt lấy anh, gặp mặt nơi đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn cố gắng áp chế cảm giác bức bối của mình, sau đó miễn cưỡng nói. Cục trưởng Đồ, tôi đến đây là... Khi Hà Khởi Duệ định mở miệng giải thích vài câu, chợt thấy cục trưởng Đồ chạy nhanh về phía trước, cơ thể mập mạp lúc này có vài phần nhẹ nhàng bay bổng. Hà Khởi Duệ không khỏi sững sờ, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cục trưởng Đồ đã chạy đến bãi đậu xe. Một chiếc xe dừng lại cách cục trưởng Đồ không xa, tất nhiên cục trưởng Đồ cũng nhanh chóng vung bàn tay mập mạp mở cửa, tay còn lại cẩn thận che trên bên trên, chỉ sợ người đi ra sẽ đụng đầu vào trần xe. Xem ra cục trưởng Đồ này cũng đang chờ người, hơn nữa còn là một đại nhân vật có quyền uy. Hà Khởi Duệ cảm thấy loại người như cục trưởng Đồ cũng phải có lúc khiêm nhường cung kính không thôi. Hà Khởi Duệ đã cảm thấy hết giận, đã thấu hiểu nhiều thứ khi nhìn thấy tình cảnh phía bên kia. Hắn muốn xem người làm cho cục trưởng Đồ cung kính như vậy là ai. Nhưng khi nhìn thấy người kia bước ra khỏi xe, hắn chợt giống như không thể nào khép miệng lại được. Với công phu tu dưỡng của Hà Khởi Duệ, cho dù là đại nhân vật lớn thế nào đi ra khỏi chiếc xe kia cũng không làm cho hắn thất thố như vậy. Nhưng người đi ra khỏi xe vào lúc này lại căn bản làm cho hắn cảm thấy quá bất ngờ. Hình ảnh kia quá quen thuộc giống như đã là một tiêu chí, không phải là bí thư Vương của mình sao? Vương Tử Quân, như thế nào lại là Vương Tử Quân? Cục trưởng Đồ thấy Vương Tử Quân thì cũng sững sờ, khi hắn đang kinh ngạc thì thấy một người khác đi ra khỏi xe. Người kia hơn 50 tuổi, tây trang thẳng thớm càng làm cho cơ thể vốn cao ráo chợt bừng sáng. Cậu Tử Quân, khách sạn này gần đây mời một đầu bếp nổi tiếng phương Nam, món ăn Quảng Đông nơi này là chính tông. Người đàn ông kia đi ra khỏi xe thì giống như không nhìn thấy cục trưởng Đồ, chỉ lo mở miệng nói chuyện với Vương Tử Quân. Vẻ mặt cục trưởng Đồ kia lúc này cũng trở nên cực kỳ sáng lạn, hắn cung kính cúi người. Dùng ánh mắt tràn đầy chú ý nhìn vào người đàn ông phía bên kia. Chương 1030, mở mồm phải ngẩng đầu nhìn thực lực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với cục trưởng Đồ, sau đó cười nói với người đàn ông trung niên bên kia. Chủ nhiệm Lục, tôi đến thủ đô thật sự là hai mắt tối đen, anh đưa đến nơi nào thì tôi cũng chỉ biết đến đó mà thôi. Ha ha, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không đưa cậu đến ngõ cụt. Vương Tử Quân nói vài lời khiêm tốn làm cho chủ nhiệm Lục rất vui, hắn vỗ vỗ vai Vương Tử Quân rồi dùng giọng thân mật nói. Cục trưởng Đồ đi theo chủ nhiệm Lục đã khá lâu, biết rõ lãnh đạo của mình không phải người có ánh mắt thấp kém. Có thể làm cho người cán bộ trẻ tuổi kia ngồi cùng xe, thậm chí còn xưng anh em, như vậy người kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhân vật như vậy càng kết giao nhiều thì càng tốt. Khi cục trưởng Đồ sững sờ thì thấy vị chủ tịch thành phố đáng ghét kia đi về phía bên này, thế là hắn thầm sinh ra ý nghĩ ác độc. Thầm nghĩ anh cứ quấn lấy người tôi không tha, đúng là không có ánh mắt, thật sự xin lỗi, hạng mục của anh xem như chấm dứt. Cục trưởng Đồ thầm có ý nghĩ hung ác, thế nhưng bàn chân vẫn tiến lên tiếp đón chủ tịch Hà, hắn không thể làm cho người kia quấy rối làm cho hai vị lãnh đạo mất hứng. Cục trưởng Đồ nhìn nụ cười trên mặt tên chủ tịch Hà kia mà vẻ mặt càng thêm khó coi, chủ nhiệm Lục đang tiếp khách, nếu như chủ nhiệm mất mặt, như vậy vị trí phó cục trưởng của hắn xem như chấm dứt. Chủ tịch Khởi Duệ, đến gặp mặt chủ nhiệm Lục đi. Vương Tử Quân khẽ phất tay với Hà Khởi Duệ rồi lớn tiếng nói. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời này thì vẻ mặt cục trưởng Đồ đã đi đến bên cạnh Hà Khởi Duệ chợt biến đổi. Lời nói muốn phát ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị nuốt xuống bụng. Vị cán bộ trẻ tuổi kia có quan hệ gì với viên chủ tịch thành phố này? Nhìn vào thái độ của chủ nhiệm Lục, rõ ràng là có ý muốn kết giao với đối phương, nếu như mình đắc tội với vị lãnh đạo trẻ tuổi kia, chủ nhiệm Lục muốn giết mình chỉ cần một lời nói mà thôi.
Cục trưởng Đồ nghĩ đến đây mà không khỏi đổ mồ hôi hột, đồng thời cũng cảm nhận được vị chủ tịch luôn mở miệng cười kia có độ nặng thế nào. Hà Khởi Duệ lúc này cũng cảm thấy khá bối rối, thế nhưng sau khi nghe Vương Tử Quân mở lời mời, thế là cất bước đến trước mặt người đàn ông trung niên kia. Vương Tử Quân chỉ vào Hà Khởi Duệ rồi nói. Chủ nhiệm Lục, vị này chính là chủ tịch Khởi Duệ, thật sự giúp đỡ tôi rất nhiều trong công tác. Chủ nhiệm Lục cười nói. Chủ tịch Khởi Duệ, hoan nghênh, hoan nghênh. Mặc dù không giới thiệu nhưng Hà Khởi Duệ nhìn vào biểu hiện của cục trưởng Đồ và biết được độ nặng của chủ nhiệm Lục. Hắn vội vàng vươn tay ra bắt tay chủ nhiệm Lục. Chào chủ nhiệm Lục. Cục trưởng Đồ nhìn ba người bên kia trò chuyện vui vẻ mà vẻ mặt không khỏi liên tục biến đổi. Nhưng hắn là người nhiều kinh nghiệm quan trường, tuy trong lòng ảo não nhưng chỉ sau nháy mắt thì trên mặt đã xuất hiện nụ cười tràn trề. Cục trưởng Đồ nhìn ba người Vương Tử Quân, chủ nhiệm Lục và Hà Khởi Duệ đi vào trong khách sạn, hắn mới chạy đến hỏi lái xe. Cậu em, đây là ai vậy? Sao lãnh đạo lại khách khí như thế? Là bạn học của lãnh đạo ở trường đảng. Tài xế này trước kia có quan hệ không tệ với chủ nhiệm Lục, lúc này hắn nhận thuốc của cục trưởng Đồ rồi nói. Nghe nói bí thư Vương chính là một học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp, thật sự là tương lai vô hạn. Cục trưởng Đồ biết rõ sự kiện chủ nhiệm Lục đến tham gia ban huấn luyện ở trường đảng Trung ương, trước khi đi báo danh thì hắn còn đi theo xe lãnh đạo một lần. Những người tham gia khóa huấn luyện lần này có cấp bậc gì? Hắn biết rất rõ ràng, vị cán bộ kia hình như trẻ tuổi quá mức thì phải. Nghĩ lại thì thấy rõ đối phương là người tương lai vô hạn, hèn gì lãnh đạo của mình mới tình nguyện kết giao như thế. Nhưng lúc này thời gian không cho phép cục trưởng Đồ hỏi lái xe lãnh đạo quá nhiều. Hắn phất tay với viên lái xe rồi cất bước đi theo sau. Vương Tử Quân và chủ nhiệm Lục đi ở phía trước, Hà Khởi Duệ đi sau hai người bọn họ. Hà Khởi Duệ nhìn Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với chủ nhiệm Lục, thế là trong lòng thật sự có đầy đủ hương vị. Nếu sớm biết bí thư Vương đã nghĩ biện pháp, Hà Khởi Duệ nào cần phải đến chờ cả nửa buổi ngoài phòng làm việc của cục trưởng Đồ. Anh nhìn mà xem, bí thư Vương thân mật xưng anh em với người ta. Xem ra chênh lệch với mình là quá lớn. Khi Hà Khởi Duệ quyết định phải biểu hiện cho tốt để tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy La Nam của bí thư Vương, đúng lúc cục trưởng Đồ đi đến bên cạnh. Hắn nhìn gương mặt vốn lạnh nhạt như tiền của đối phương biến thành một đóa hoa, hơn nữa nụ cười của cục trưởng Đồ lại giống như có vài phần nịnh nọt. Một bữa cơm chủ khách đều vui vẻ, cuối cùng Vương Tử Quân mỉm cười tiễn chủ nhiệm Lục lên xe, sau đó cùng Hà Khởi Duệ đi về khách sạn. Khởi Duệ, sự kiện sân bay anh phải liên hệ nhiều hơn với vị cục trưởng Đồ kia. Vương Tử Quân cũng không biết sự kiện xảy ra giữa Hà Khởi Duệ và cục trưởng Đồ, hắn sắp xếp bữa cơm lần này chính là vì muốn làm cho sự việc của Hà Khởi Duệ đơn giản hơn một chút. Hà Khởi Duệ tất nhiên không muốn nói ra sự kiện mình bị cục trưởng Đồ lạnh nhạt với Vương Tử Quân, hắn cười cười nói. Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng liên lạc với cục trưởng Đồ. Để hạng mục sân bay của thành phố La Nam chúng ta được nhanh chóng thông qua. Vương Tử Quân gật đầu nói. Sân bay có liên hệ đến đại cục tiến thêm một bước trong quá trình phát triển của thành phố La Nam chúng ta, nhất định phải nắm chặt, nếu có gì khó khăn thì chúng ta đồng tâm hiệp lực xử lý. Hà Khởi Duệ nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, Hà Khởi Duệ thật sự vô cùng cảm khái. Tuy người trước mặt vẫn là bí thư Vương, thế nhưng lại là một tồn tại như núi cao mà hắn cần kính ngưỡng. Nếu không phải là người có địa vị như vậy thì sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác như thế sao? Sau khi trao đổi với Vương Tử Quân về vài công tác ở thành phố La Nam, Hà Khởi Duệ chia tay với Vương Tử Quân ở cổng khách sạn. Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc xe khu thường trú điều đến để quay về trường đảng, còn Hà Khởi Duệ đi vào trong khách sạn. Chào Chủ tịch Hà, tôi là anh Đồ của Ủy ban Cải cách Trung ương. Khi Hà Khởi Duệ chuẩn bị nghỉ ngơi thì một số lạ gọi đến, vừa mới nghe máy thì bên kia đã truyền đến nụ cười. Hà Khởi Duệ nghe hai chữ anh Đồ thì chợt sững sốt, thế nhưng hắn nhanh chóng có phản ứng, người gọi điện thoại đến chính là cục trưởng Đồ. Vì bữa tiệc rượu buổi trưa lấy chủ nhiệm Lục và Vương Tử Quân là chính nên hai người Hà Khởi Duệ và cục trưởng Đồ căn bản không nói nhiều lời. Nhưng khi rót rượu thì cục trưởng Đồ luôn tỏ ra rất nhiệt tình. Giống như muốn cụng ly thật mạnh với Hà Khởi Duệ để biểu hiện những áy náy của mình ra ngoài. Chào cục trưởng Đồ. Hà Khởi Duệ cười ha hả nói,
hắn cũng lên tiếng không làm cho đầu dây bên kia cảm thấy có chút vấn đề. Tuy hắn thấy đối phương nói như vậy chỉ là điệu bộ giả vờ, thế nhưng người ta đã chủ động gọi điện thoại, hơn nữa hạng mục sân bay của thành phố La Nam cần chữ ký của người ta, thế cho nên hắn rất khách khí, dù thế nào cũng không thể đấm lên mặt người cười cho được. Chương 1031, thấp hơn người tất có việc cần cầu. Ha ha ha, chủ tịch Hà quá khách khí rồi, tôi thấy ngài lớn hơn tôi 2 tuổi, nếu ngài không khách khí thì cứ gọi tôi một tiếng em. Cục trưởng Đồ chủ động nối gần quan hệ, Hà Khởi Duệ tất nhiên sẽ không phản đối. Cục trưởng Đồ yêu cầu hắn gọi bằng em, cũng không phải là vì trên người hắn có bùng ra khí chất quân vương, mà đối phương căn bản là nể mặt Vương Tử Quân. Ha ha, anh Đồ quá khách khí rồi, anh nếu nói tôi gọi là em, như vậy cũng đừng gọi tôi là chủ tịch Hà. Hai người một cố tình một cố ý, thế là chỉ sau mấy câu thì đã xưng anh em. Hai người đều là kẻ thông minh. Ngay từ đầu đã nói ra vài lời níu kéo cảm tình, còn phương diện công tác thì hai người đều không hé nửa lời. Tình huống không thoải mái vào lúc sáng căn bản giống như chưa từng xuất hiện giữa hai người. Anh, chiều nay anh có việc gì không? Sau khi nói vài lời nhiệt liệt, cục trưởng Đồ chợt trầm giọng hỏi. Điều này còn chưa có sắp xếp cụ thể. Hà Khởi Duệ thầm nghĩ sẽ nhanh chóng nói ra sự kiện sân bay thành phố La Nam với cục trưởng Đồ. Chợt nghe thấy cục trưởng Đồ nói. Vậy thì tốt quá, bây giờ tôi đang ở cách khu thường trú của thành phố La Nam trong thủ đô không xa, không bằng hai người chúng ta tìm chỗ an tĩnh để thượng nghị về những chuyện của thành phố La Nam. Hà Khởi Duệ cúp điện thoại và thở dài một hơi, hắn vốn cảm thấy khó khăn nhất chính là hạng mục sân bay, thế nhưng nó lại được giải quyết theo kiểu như vậy. Tuy cục trưởng Đồ không nói thêm điều gì, thế nhưng đối phương đã đến thăm nom. Như vậy chắc chắn sẽ rất lạc quan. Thời gian Vương Tử Quân học tập ở trường Đảng Trung ương căn bản là rất phong phú, nếu như không phải là tiệc rượu quá nhiều, hắn thật sự sinh ra cảm giác giống như đi dạy học vào kiếp trước. Tuy uống rượu không phải là việc tốt, thế nhưng thông qua nó có thể biết được không ít người, hơn nữa còn có thể kéo quan hệ được với những người có thực quyền như chủ nhiệm Lục. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi đến, phát hiện đó là một dãy số lạ. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nghe máy. Xin hỏi có phải là Bí thư Vương không? Một âm thanh có chút quen thuộc từ trong điện thoại truyền vào trong tai Vương Tử Quân, hắn suy đoán thân phận của đối phương rồi trầm giọng nói. Tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương, tôi là Trình Tứ Nguyên, là Trình Tứ Nguyên của công ty Đại Nguyên. Trình Tứ Nguyên. Vương Tử Quân nghe tên và nhớ đối phương là ai, hắn cũng không có ấn tượng quá tốt về người này, đặc biệt là tình huống đối phương đưa đến hai ngôi sao, điều này càng làm hắn cảm thấy đối phương bụng dạ khó lường. Tuy trong lòng không muốn liên lạc nhiều với Trình Tứ Nguyên, nhưng nghĩ đến phương diện đối phương là người được Lật Tòng Ba giới thiệu, thế là Vương Tử Quân vẫn cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái của mình nói. Chào Giám đốc Trình, có chuyện gì không? Bí thư Vương. Bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có công tác muốn báo cáo với ngài. Trình Tứ Nguyên nói đến đây thì giọng điệu có chút không yên, giống như rất sợ Vương Tử Quân không đồng ý lời yêu cầu của mình. Vương Tử Quân rất không muốn gặp Trình Tứ Nguyên, hắn thản nhiên nói. Hôm nay tôi có việc, nếu như anh có chuyện thì cứ nói thông qua điện thoại. Bí thư Vương, chuyện này rất quan trọng, tôi cũng không quấy rầy ngài bao lâu, chỉ là 5 phút thì tốt. Tôi thật sự chỉ cần 5 phút mà thôi. Trình Tứ Nguyên vẫn nói rất bình tĩnh, thế nhưng bên trong giọng nói bình tĩnh đó lại mang theo vài phần cầu khẩn. Vương Tử Quân nhíu mày, hắn tuy không sợ tình huống bị người ta quấn lấy người, thế nhưng Trình Tứ Nguyên lại là kẻ được Lật Tòng Ba giới thiệu, nếu để cho đối phương đẩy Lật Tòng Ba đi ra, không bằng gặp mặt một lần cho xong. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói. Tôi đang uống trà ở quán trà bên cạnh trường đảng. Anh đến đi. Trình Tứ Nguyên cúp điện thoại mà cảm thấy sau lưng mình vã mồ hôi, mặc dù hai bên cách xa nhưng hắn cảm thấy lời nói phát ra từ miệng Bí thư Vương mang đến áp lực cho mình. Cảm giác sợ hãi Vương Tử Quân không đồng ý càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không yên. May mà Bí thư Vương kia không từ chối, đây là một cơ hội cho hắn. Giám đốc Trình, thế nào? Phó Tổng Giám đốc của công ty Đại Nguyên là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Nàng có bối cảnh du học nước ngoài, luôn mặc tây trang, có vẻ cực kỳ giỏi giang, có hương vị một người phụ nữ mạnh mẽ.
Nhanh chóng chuẩn bị, đây là cơ hội duy nhất của công ty chúng ta. Trình Tứ Nguyên cầm lấy cặp công văn trên bàn, sau đó cất bước ra khỏi cửa. Nữ phó tổng giám đốc đã công tác ở công ty Đại Nguyên 3-4 năm, trước nay luôn thấy tổng giám đốc của mình trầm ổn như núi, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hôm nay hình như lãnh đạo có chút bối rối thì phải. Nữ phó tổng giám đốc biết rõ tầm quan trọng của hạng mục lần này là thế nào, nhưng biểu hiện của Trình Tứ Nguyên hôm nay lại làm cho nàng càng thêm bất ngờ. Nàng thầm nghĩ bí thư thị ủy La Nam rốt cuộc là người như thế nào? Sao có thể làm cho lãnh đạo của mình căng thẳng như vậy? Đối phương thật sự có thể giúp đỡ giải quyết chuyện này được không? Có thể chạy nhanh hơn một chút được không? Trình Tứ Nguyên nhìn dòng xe cộ hỗn loạn trước mặt, mặc dù biết lái xe đã cố gắng hết sức thế nhưng vẫn dùng giọng nóng lòng như lửa đốt hỏi. Lái xe dùng ánh mắt có chút khó khăn nhìn thoáng qua Trình Tứ Nguyên. Giám đốc Trình, qua đoạn đường này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Trình Tứ Nguyên khoát tay áo, hắn cũng thấy rõ tình cảnh bên ngoài, cũng biết lái xe nói lời như vậy là trấn an mình. Thật ra hắn cũng không trách lái xe, vì thủ đô luôn nổi tiếng là nơi giao thông hỗn loạn. Nhưng lúc này Bí Thư Vương đang chờ, nếu để cho Bí Thư Vương chờ quá lâu, xem như cơ hội lần này Trình Tứ Nguyên đã tranh thủ được phải vứt ra ngoài đường. Sau này có còn cơ hội như vậy nữa hay không? Trình Tứ Nguyên căn bản là khó thể biết được. Trình Tứ Nguyên có thể tùy tiện gặp mặt Lật Tòng Ba vì quan hệ giữa hai người là rất tốt, nhưng hắn căn bản chưa từng lui tới với Vương Tử Quân, vì thế càng phải nhìn vào tâm tình của người ta. Giám đốc Trình, hay là chúng ta gọi điện thoại cho Bí Thư Vương? Nữ phó giám đốc nhìn bộ dạng gấp gáp của Trình Tứ Nguyên thì không nhịn được dùng giọng đề nghị hỏi. Trình Tứ Nguyên liếc mắt nhìn phó giám đốc của mình rồi dùng giọng do dự nói. Nếu như Bí Thư Vương hủy cuộc gặp mặt lần này thì thế nào? Vậy cũng xem như tốt hơn để cho người ta cứ ngồi mỏi cổ chờ mình. Nếu lần này không được thì lần sau gặp mặt không tốt hơn sao? Lời nói của nữ phó giám đốc làm cho Trình Tứ Nguyên chợt vỗ đầu mình một cái. Trước kia hắn là người cực kỳ khôn khéo, hôm nay sao lại hồ đồ như thế? Hắn khẽ cười cười với nữ phó giám đốc, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra. Sau khi thấy lời đề nghị của mình được Trình Tứ Nguyên tiếp thu thì nữ phó giám đốc cảm thấy rất tự đắc. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi lên người Trình Tứ Nguyên, nàng lại phát hiện giám đốc của mình không gọi điện thoại. Lăng Lệ, cô nói xem lần này tôi phải nói thế nào đây? Khi nữ phó giám đốc không nhìn được định mở miệng nhắc nhở Trình Tứ Nguyên, đột nhiên thấy Trình Tứ Nguyên trầm giọng hỏi. Nữ phó giám đốc được gọi là Lăng Lệ không khỏi dùng ánh mắt khó tin nhìn Trình Tứ Nguyên, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông đang do dự dự này có phải là một Trình Tứ Nguyên trước nay luôn quyết đoán trong mắt mình không? Trước kia nàng và Trình Tứ Nguyên đã từng tham gia nhiều bữa tiệc rượu, khi đó Trình Tứ Nguyên cũng không phải không đối mặt với cán bộ cấp tỉnh. Mỗi lần như vậy thì Trình Tứ Nguyên đều là kẻ phong độ nhẹ nhàng, hôm nay là sao vậy? Nói thật là được. Lăng Lệ thở dài một hơi rồi cho ra lời đề nghị. Trình Tứ Nguyên do dự một chút, sau đó mới nói. Cô nói đúng, tôi vừa rồi thật sự suy nghĩ quá nhiều. Trình Tứ Nguyên nói rồi bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại. Alo, chào anh là Bí Thư Vương phải không? Tôi là Trình Tứ Nguyên. Trình Tứ Nguyên cố gắng hạ thấp âm thanh, giống như sợ giọng nói của mình làm cho đối phương kinh sợ. Lái xe là người đi theo Trình Tứ Nguyên nhiều năm, lúc này hắn thấy giám đốc Trình cẩn thận như vậy, thế là không dám phát ra âm thanh nào. Lăng Lệ lại cảm thấy xem thường vì giám đốc của mình chuyện bé xé ra to. Bố cục ở thành phố La Nam rất quan trọng đối với công ty của Trình Tứ Nguyên, thế nhưng bộ dạng khúm núm của Trình Tứ Nguyên hôm nay thật sự làm cho Lăng Lệ xem thường. Bí Thư Vương, tôi vừa nghe thấy chỉ thị của ngài thì yêu cầu lái xe chạy đến ngay, thế nhưng ngài cũng biết giao thông ở thủ đô rồi đấy, đường kẹt cứng, giống như nếu muốn đến phải mất nửa giờ nữa. Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia nhìn đồng hồ của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Không có gì, lát nữa tôi cũng không có tiết học nào. Vâng, Bí Thư Vương, lát nữa chúng ta gặp mặt. Trình Tứ Nguyên khẽ cúp điện thoại. Sau đó trên mặt có vài phần hưng phấn. Vương Tử Quân đồng ý chờ nửa giờ, điều này không khỏi làm cho Trình Tứ Nguyên đang suy sụp tinh thần cảm thấy hưng phấn không thôi. Chỉ cần có thể được gặp vị bí thư nhất ngôn cửu đỉnh ở thành phố La Nam, như vậy hắn tràn đầy hy vọng nói ra sự việc của mình.
Đường sắp thông chưa? Trình Tứ Nguyên nhìn dòng xe hỗn loạn bên ngoài, hắn dùng giọng tươi cười hỏi lái xe. Lái xe dùng ánh mắt bực bội nhìn hai phía xe, sau đó mới nói. Giám đốc Trình, tôi cũng không biết rõ ràng, nhưng ít nhất đã kẹt cả km rồi. Trình Tứ Nguyên nhìn dòng xe rối loạn mà trầm ngâm giây lát, sau đó vung tay lên nói. Đừng đợi ở chỗ này, chúng ta xuống xe đi một đoạn rồi bắt xe, tuyệt đối không nên cho Bí Thư Vương chờ lâu. Lăng Lệ tuy không muốn rời khỏi xe nhưng Trình Tứ Nguyên đã cho ra chỉ thị, nàng là phó giám đốc, chỉ có thể chấp hành mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng nàng đã đem tất cả mọi thứ quy tội lên đầu Vương Tử Quân. Nếu không phải có người kia thì bà cô đâu phải khổ sở như lúc này. Nửa giờ sau Trình Tứ Nguyên và Lăng Lệ từ trên taxi đi xuống, hắn nhanh chóng rút ra tờ 100 đồng đưa cho lái xe, sau đó nói một tiếng không cần trả tiền thừa rồi đi vào trong quán trà. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Trình Tứ Nguyên và Lăng Lệ đến một gian phòng yên tĩnh. Lăng Lệ đi vào phòng, khi đó nàng thấy một người trẻ tuổi đang rót nước trà. Khi thấy tình cảnh này thì Lăng Lệ chợt bừng lửa giận, nàng thầm nghĩ tên họ Vương kia rõ ràng là không có quy củ, đã nói là chờ nửa giờ, sao bây giờ lại ra đi không nói một tiếng, người gì kỳ cục như vậy. Khi Lăng Lệ nghĩ mình có nên an ủi giám đốc của mình một vài câu hay không, chợt nghe thấy Trình Tứ Nguyên dùng giọng trần đầy vui mừng nói. Bí Thư Vương, để cho ngài chờ lâu, thật sự là có lỗi. Bí Thư Vương, người đàn ông trẻ tuổi quá mức kia là Bí Thư Vương sao? Lăng Lệ cảm thấy thật sự khó thể tin, ánh mắt chuyển hết lên người Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Lăng Lệ, hắn bắt tay Trình Tứ Nguyên rồi cười nói. Đây cũng không thể trách anh, chỉ là kẹt xe mà thôi. Cảm ơn Bí Thư Vương đã thấu hiểu cho. Trình Tứ Nguyên ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó chỉ vào Lăng Lệ nói. Bí Thư Vương, vị này chính là giám đốc Lăng Lệ của công ty chúng tôi, lần này chúng tôi đến quấy rầy ngài, có một việc muốn làm phiền ngài. Chương 1032, một đánh giá thượng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trình Tứ Nguyên, trong lòng thần phán đoán ý nghĩ của đối phương, hắn dùng giọng tự nhiên nói. Giám đốc Trình có chuyện gì thì cứ nói, tôi xem có thể giúp anh giải quyết được không. Trình Tứ Nguyên ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Bí Thư Vương, ngài biết đấy, công ty Đại Nguyên chúng tôi chủ yếu làm công tác thương mại. Vương Tử Quân căn bản có chút hiểu biết về công ty Đại Nguyên, hắn cười cười, vừa châm trà cho hai người vừa lẳng lặng lắng nghe. Lăng Lệ thấy Trình Tứ Nguyên rất tôn trọng Vương Tử Quân, nàng chuẩn bị nhận lấy ấm trà. Nhưng khi nhìn Vương Tử Quân pha trà như nước chảy mây trôi, thế là không muốn phá hư tình cảnh đẹp đẽ vào lúc này. Căn cứ vào những luận chứng khảo sát nhiều lần của chúng tôi hy vọng có thể xây dựng một khu hậu cần ở thành phố La Nam, đầu tư khoảng 1 tỷ 2. Trình Tứ Nguyên nói rất khẽ, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân. Xây dựng khu hậu cần, Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn là người hiểu biết về kinh tế đời sau. Hắn biết khu hậu cần là một hạng mục có tiền. Trình Tứ Nguyên có thể có ý nghĩ xây dựng khu hậu cần vào lúc các công ty lớn trong nước đang ở vào giai đoạn phát triển nguyên thủy, điều này đủ để chứng tỏ ánh mắt chiến lược là rất quan trọng. Giám đốc Trình tìm tôi có phải là muốn tôi giúp đỡ xây dựng khu hậu cần ở thành phố La Nam hay không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Trải qua khảo sát thì chúng tôi cảm thấy thành phố La Nam dù là hoàn cảnh địa lý hay là hoàn cảnh đầu tư đều là cực kỳ tốt đẹp ở tỉnh Sơn Nam. Vì vậy tôi hy vọng có thể được xây dựng khu hậu cần ở thành phố La Nam. Trình Tứ Nguyên dù dùng lời nói có vài phần nịnh hót, thế nhưng nội dung lời nói lại rất có trình độ. Nói về hoàn cảnh đầu tư, thành phố La Nam thật sự xứng đáng là hạng nhất ở khu vực. Vương Tử Quân cười cười, hắn bắt đầu hỏi thăm về kế hoạch đầu tư của Trình Tứ Nguyên. Lúc này Trình Tứ Nguyên nhận được những lời thăm hỏi của Vương Tử Quân, tất nhiên cũng phô bày những dự định của mình ra ngoài. Lăng Lệ thi thoảng chen vào vài câu, nhưng nàng trên cơ bản đều dùng phần lớn thời gian xem xét Bí Thư Vương. Nàng biết rõ công ty Myanda có ý muốn xây dựng khu hậu cần ở thành phố La Nam, nàng biết nếu công ty của mình cạnh tranh với người khổng lồ bán lẻ như Myanda là căn bản không chiếm được chút ưu thế nào. Trong nhiều năm công tác ở công ty Đại Nguyên, Lăng Lệ căn bản đã hiểu rõ hoàn cảnh đầu tư trong nước, nàng biết cán bộ trong nước rất thích đầu tư nước ngoài.
thậm chí có vài nơi vì tiến cử đầu tư nước ngoài mà bỏ ra những điều kiện làm cho người ta cực kỳ động tâm. Những điều kiện như vậy căn bản là thứ khó tưởng đối với các xí nghiệp trong nước. Lúc này công ty Đại Nguyên vấp phải cạnh tranh với công ty Myanda, dưới điều kiện ngang nhau, Bí Thư Vương này có thể nghiêng về phía công ty Đại Nguyên bọn họ sao? Bí Thư Vương, xin ngài tin tưởng, công ty chúng tôi thật sự có thành ý, bản thân tôi càng tình nguyện vì sự phát triển của thành phố La Nam để cho ra những cống hiến lớn nhất. Trình Tứ Nguyên bày ra ý nghĩ của mình, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lời giới thiệu của Trình Tứ Nguyên làm cho hắn cảm nhận được thành ý của công ty Đại Nguyên. Lúc này thành phố La Nam cần một khu hậu cần, nếu như xây dựng hai nơi thì đúng là lãng phí. Lúc này công ty Myanda cũng có mục đích đầu tư như vậy, rốt cuộc muốn tiếp nhận công ty nào, điều này cần phải nhìn vào thái độ của thành phố La Nam. Cảm ơn Giám đốc Trình đã có ý giúp đỡ thành phố La Nam chúng tôi, chuyện này anh nhanh chóng tìm và thương lượng với Chủ tịch Hà Khởi Duệ, cùng nhau thương lượng khả năng hợp tác song phương. Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Bản thân tôi cũng hy vọng được thấy công ty Đại Nguyên phát triển mạnh mẽ ở La Nam. Cảm ơn lời nói cát tường của Bí Thư Vương, công ty Đại Nguyên chúng tôi nhất định sẽ không phụ chỉ thị của lãnh đạo, càng hy vọng phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Vương. Trình Tứ Nguyên dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân nghe thấy trong lời nói của Trình Tứ Nguyên có vài phần nịnh nọt, thế nhưng hắn chỉ cười cười mà không nói gì. Hắn nhìn trời bên ngoài rồi nói. Giám đốc Trình, hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Lăng Lệ nhìn Vương Tử Quân nhanh chóng rời khỏi phòng trà, nàng chợt khẽ nói. Giám đốc Trình, Bí Thư Vương đi nhanh như vậy có phải là ép chúng ta phải thanh toán không? Trình Tứ Nguyên hiểu chút tính tình này của Lăng Lệ, hắn cười cười nói. Bí Thư Vương cho chúng ta cơ hội thanh toán, như vậy đã nói rõ chúng ta cực kỳ có hy vọng. Trình Tứ Nguyên nói rồi nhân viên phục vụ đã đi đến. Tiên sinh, vừa rồi vị tiên sinh kia đã tính tiền rồi. Nhân viên phục vụ thấy Trình Tứ Nguyên rút tiền ra thì dùng giọng cung kính nói. Bí Thư Vương, thứ bảy này đoàn đại biểu của công ty Myanda sẽ đến thành phố La Nam, sẽ tiến hành đàm phán về việc xây dựng khu hậu cần. Đồng chí Tân lên tiếng báo cáo, âm thanh thông qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai của Vương Tử Quân. Chủ tịch Hà có thời gian tham gia không? Trước khi đồng chí Tân gọi điện thoại thì Hà Khởi Duệ cũng đã gọi điện thoại. Ý nghĩ của Hà Khởi Duệ cũng giống như đồng chí Tân, đều báo cáo cho hắn về sự việc công ty Myanda muốn đến đàm phán, sau đó hỏi xem Vương Tử Quân có tự mình tham gia hay không. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh cảm thấy tôi có nên tham gia hay không? Đồng chí Tân có chút do dự, lúc này mới nói. Bí Thư Vương, ngài bây giờ có nhiệm vụ chủ yếu là học tập, tôi cảm thấy ngài nên đặt tinh lực của mình lên phương diện học tập là hay hơn. Tôi biết rồi. Đồng chí Tân nói lời uyển chuyển nhưng thực tế lại biểu hiện ý nghĩ rất đúng chỗ, chuyện này tốt nhất là Vương Tử Quân không nên xen vào. Dù sao bây giờ hắn đang tham gia học tập ở trường Đảng Trung ương, không tham gia vào cũng là bình thường. Đồng chí Tân sở dĩ nói NFSW vậy cũng là vì trên sự kiện này thì phía lãnh đạo tỉnh trên cơ bản đã có luận điệu, đó là nhất quyết giữ công ty Myanda ở lại tỉnh Sơn Nam, điều này căn bản là gây bất lợi cho thành phố La Nam. Nếu xét từ góc độ bo bo giữ mình thì đồng chí Tân tỏ thái độ như vậy là rất tốt, nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu La Nam, hắn đã phấn đấu nhiều năm cho sự phát triển của La Nam, hắn sao có thể tha thứ cho tình huống kẻ khác chạy đến chiếm tiện nghi với khối tâm huyết của mình. Nếu như mình không quyết định, Hà Khởi Duệ sẽ như thế nào? Vương Tử Quân thầm nghĩ đến phản ứng của Hà Khởi Duệ, thế là hai hàng chân mày có hơi nhăn lại. Hà Khởi Duệ tóm lại là người có năng lực. Thế nhưng đối mặt với áp lực của lãnh đạo thượng cấp, hắn sẽ có thể làm tốt được sao? Vương Tử Quân có chút do dự, lúc này hắn lại nghĩ đến tình huống gặp mặt Trình Tứ Nguyên. Đối với hạng mục khu hậu cần thì rõ ràng là công ty Đại Nguyên cho ra điều kiện hậu đãi hơn, có điều kiện hậu đãi này thì rõ ràng Trình Tứ Nguyên căn bản không cần phải ngồi chờ đầu tư, còn phải khúm núm đến tìm mình. Sự khác biệt giữa hai bên trong và ngoài nước không khỏi làm cho người ta cảm thấy chua xót. Theo những gì Vương Tử Quân được biết thì muốn thay đổi sự khác biệt trong ngoài thế này thì cần ít nhất là 2-3 năm sau. Chỉ đến khi nào tuyến trên cho ra những chính sách giúp đỡ kinh tế doanh nghiệp tư nhân, khi đó tình huống vào lúc này mới có thể thay đổi.
đối mặt với tình huống này, chẳng lẽ mình chỉ có thể khuất phục sao? Phương diện này mình không thể làm gì được sao? Chương 1033, đánh giá chung. Cái này cô không cần xen vào, chỉ cần xử lý theo những gì tôi nói là được. Richard vung tay lên dùng giọng không mấy vui vẻ nói. Nữ thư ký tất nhiên không dám làm cho giám đốc của mình mất hứng, tuy nàng có quan hệ không tầm thường với Richard, thế nhưng khi làm việc cũng không dám vượt rào. Sau khi sắp xếp tư liệu vào cặp văn kiện cho Richard thì nàng mới mở miệng xin chỉ thị. Nếu như đối phương gọi điện thoại đến, chúng ta giải thích như thế nào? Nói cho bọn họ biết, vé máy bay của chúng ta không mua được. Richard nói đến đây thì dùng giọng tự đắc nói. Emily, có một số việc mà cô không cần phải giải thích quá nhiều, cô phải nhớ, bây giờ là bọn họ đang cầu chúng ta đầu tư vào tỉnh Sơn Nam. Tôi biết rồi. Nữ thư ký Emily khẽ gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc của Richard. Vương Tử Quân đi ra khỏi sân bay và cảm thấy rất thân thiết, hắn lại đạp chân lên đất tỉnh Sơn Nam, hắn thật sự có chút kích động. Tuy thời gian học tập đã được tiến hành hơn một nửa, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy mình rời khỏi nơi này rất lâu rồi. Bí thư Vương, đồng chí Tân nhanh chóng tiến lên đón chào, ở bên cạnh hắn không những có Khương Long Cương và Lý Đức Trụ, còn có vài người Tống Ích Dân và Lý Nhị Bình. Nếu như cán bộ thành phố La Nam mà thấy tình huống này, cứ tưởng rằng nơi đây đang chuẩn bị mở hội nghị thường ủy. Khi thấy những người kia đứng nơi đó mỉm cười nhìn về phía mình, Vương Tử Quân dù có chút không thoải mái thế nhưng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Đồng thời hắn cũng thầm an ủi chính mình. Sở dĩ người ta đến cũng là vì một vị lãnh đạo đứng đầu thành phố như mình còn khống chế được thế cục, nếu như không có người đến tiếp đón anh, như vậy mới thật sự là vấn đề. Bí thư Vương, đã đến giờ cơm, tôi thấy hay là chúng ta dùng cơm trước rồi quay về thành phố La Nam. Đồng chí Tân vừa tiếp nhận hành lý của Vương Tử Quân giao cho Khương Long Cương vừa khẽ dùng giọng đề nghị nói. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi dùng cơm cái đã. Đoàn người leo lên ba chiếc, trong đó đồng chí Tân và Khương Long Cương cùng leo lên chiếc xe số 1 thị ủy La Nam của Vương Tử Quân. Sau khi lên xe thì đồng chí Tân khẽ nói. Bí thư Vương, Chủ tịch Hà vốn cũng muốn đến tiếp đón ngài. Thế nhưng Chủ tịch Trần của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác của thành phố La Nam chúng ta, thế nên anh ấy không đi được. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chí Tân, tôi quay về là một sự việc rất bình thường, sau này cũng không cần cho nhiều người đến đón tôi như vậy. Đồng chí Tân mở miệng xưng vâng nhưng trong lòng thầm cười khổ không thôi. Lần này đến tiếp đón Vương Tử Quân cũng không phải là hắn khởi xướng, khi hắn nghe được tin tức Vương Tử Quân sắp quay về. Trước tiên hắn đưa Khương Long Cương và Lý Đức Trụ đến sân bay. Không ngờ hắn vừa ra khỏi thành phố La Nam thì gặp ngay Lý Nhị Bình, vị thường ủy thị ủy là nữ duy nhất trong thành phố La Nam càng tự nhiên hào phóng nói với hắn. Thư ký trưởng Đồng, Bí thư Vương sắp quay về, chúng ta nên cùng nhau đi tiếp kiến. Vị trí của đồng chí Tân thấp hơn so với Lý Nhị Bình, hơn nữa người ta đi đón Bí thư Vương, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Vì vậy cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Khi chạy trên đường cao tốc thì đồng chí Tân còn gặp Tống Ích Dân, còn có Lữ Hâm Sâm vội vàng chạy đến, khi đến thành phố Sơn Viên thì gặp những người khác đang chờ sẵn. Đúng rồi, đại biểu của công ty Myanda khi nào thì đến. Vương Tử Quân mặc dù nói ra yêu cầu với đồng chí Tân, thế nhưng cũng không thể trách đồng chí Tân được, thế nên câu tiếp theo thì chuyển chủ đề. Bí thư Vương, chiều nay sẽ đến. Tôi nghe người của văn phòng tỉnh ủy nói, công ty Myanda không mua được vé máy bay. Đồng chí Tân thấy Vương Tử Quân thay đổi chủ đề thì vội vàng trả lời. Không mua được vé máy bay. Vương Tử Quân lặp lại lời nói của đồng chí Tân, trong giọng nói có vài phần lạnh nhạt. Có thể mua được vé máy bay hay không thì Vương Tử Quân căn bản là biết rất rõ ràng. Hắn là người từ trên máy bay mới đi xuống, hắn biết trên máy bay có 2-3 vị trí để trống. Công ty Myanda có bao nhiêu người, không phải còn có thể thuê cả máy bay sao? Không cần nghĩ cũng biết biểu hiện của công ty Myanda vào lúc này chính là muốn ép người, nếu bọn họ cứ tỏ thái độ hờ hững không vội vàng như vậy, kết quả cuối cùng chính là thu được nhiều lợi ích hơn. Đồng chí Tân cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không nói ra. Tuy hắn không phải là người chủ quản hạng mục khu hậu cần thành phố La Nam,
thế nhưng trên cơ bản thì những chuyện to nhỏ của sự việc căn bản đều không chạy ra khỏi lỗ tai của hắn. Hắn nghe một nhân viên công tác trong văn phòng thị ủy nói, buổi sáng hôm nay trong tỉnh còn có một chỉ thị, đó là yêu cầu phía thành phố La Nam làm tốt công tác tiếp đãi hoan nghênh đoàn công tác của công ty Myanda. Sau khi dùng cơm xong thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Chào Chủ tịch Thạch. Tử Quân, tôi nghe nói cậu đã về rồi à? Thạch Kiên Quân hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân thì cười hỏi. Vương Tử Quân cũng không che giấu nói. Vừa mới quay về để xử lý vài sự việc. Thạch Kiên Quân cười nói. Ừ, Tử Quân, bây giờ tuy cậu đã thoát ly công tác để học tập, thế nhưng cũng không thể vứt bỏ công tác của thành phố La Nam cho được. La Nam là thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam, thành phố các cậu cần phải đẩy mạnh tác dụng thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển. Tuy trong thời gian qua thành phố La Nam phát triển rất nhanh thế nhưng cần phải cố gắng hơn, cố gắng đưa tổng sản lượng tiến lên một bậc thang mới. Thạch Kiên Quân dù nói rất khách khí thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể căn cứ vào đó để tìm hiểu được ý nghĩa của nó. Rõ ràng nếu muốn La Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, La Nam cần làm tốt công tác phát triển công nghiệp. Nhưng với địa vị của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, Thạch Kiên Quân căn bản không thể nào trực tiếp mở miệng. Vương Tử Quân thầm suy nghĩ, ngoài miệng lại cười nói. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng, thành phố La Nam cũng không làm cho ngài phải thất vọng. Người khác nói thì tôi sẽ không tin, thế nhưng Tử Quân cậu mở miệng thì rõ ràng là không thể nghi ngờ, tôi sẽ chờ tin tức tốt đến từ cậu. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì mỉm cười phát ra lời mời. Hai ngày tới nếu cậu có rảnh thì đến chỗ tôi uống vài ly. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe lời kêu gọi của lãnh đạo. Thạch Kiên Quân biểu hiện cực kỳ khách khí, Vương Tử Quân tất nhiên cũng chỉ có thể mở miệng khách khí theo. Đồng chí Tân luôn đứng bên cạnh nghe đoạn đối thoại giữa Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân, tuy hắn chỉ nghe được những lời của Vương Tử Quân, thế nhưng lại có thể căn cứ vào đó để đoán được nội dung. Hắn nghĩ đến lời nói của Thạch Kiên Quân, thế là thầm nghĩ vị trí khác biệt thì thật sự sinh ra nhiều khác biệt, Chủ tịch Hà chỉ sợ là vĩnh viễn không thể nào tìm được đãi ngộ như của Bí Thư Vương. Chương 1034 đánh giá hạ. Đồng thời đồng chí Tân lại nghĩ đến ý nghĩa cuộc điện thoại của Thạch Kiên Quân cho Bí Thư Vương Tử Quân, căn cứ vào lời nói của Chủ tịch Thạch Kiên Quân thì rõ ràng là tình nguyện tiến cử công ty Myanda cho thành phố La Nam. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Thạch ném ra ý nghĩ của mình. Bây giờ nghe nói Bí Thư Vương quay về thì Chủ tịch Thạch Kiên Quân gọi điện thoại đến, rõ ràng là muốn chào hỏi Vương Tử Quân, để cho Vương Tử Quân quát triệt ý kiến của mình. Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi đồng chí Tân. Chí Tân, ở phương diện công ty Myanda xây dựng khu hậu cần, chúng ta có cho ra điều kiện ưu đãi gì không? Ủy ban cải cách thị ủy đã có phương án cụ thể, tôi đã nhìn qua, chủ yếu dựa vào những điều kiện ưu đãi của thành phố La Nam chúng ta với các nhà đầu tư bên ngoài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, xem ra Hà Khởi Duệ đã chấp hành quyết định của mình. Hắn cảm thấy những điều kiện ưu đãi kia căn bản đã quá đủ với các công ty đến đầu tư ở La Nam, thế nhưng công ty Myanda sẽ thỏa mãn sao? Vương Tử Quân quay về thành phố La Nam. Hắn tiếp nhận sự hoan nghênh của Hà Khởi Duệ và nhóm thường ủy thị ủy, sau khi tham gia một bữa tiệc rượu thì đã hơn 9 giờ tối. Lần này Vương Tử Quân uống không nhiều, dù là tiệc rượu hoan nghênh nhưng hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố, hắn hoàn toàn nắm giữ bầu không khí của bữa tiệc, hắn muốn uống thế nào thì do chính mình quyết định. Bí Thư Vương, lần này anh trở về thì tôi coi như giảm đi rất nhiều áp lực. Gương mặt Hà Khởi Duệ đỏ bừng bừng. Hắn đi cùng Vương Tử Quân về khách sạn La Nam, lúc đi đường không khỏi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Hà, lần này hai bên đàm phán thì anh là người chủ yếu, chỉ cần chú ý phối hợp lợi ích của thành phố La Nam, anh cứ lớn mật xử lý. Bí Thư Vương, lãnh đạo tỉnh rất hứng thú với công ty Myanda, Chủ tịch Thạch Càng cho ra chỉ thị nhất định phải giữ công ty Myanda ở lại Sơn Nam. Lần này công ty Myanda khảo sát hai địa điểm ở Sơn Nam, một là thành phố La Nam, một là thành phố Sơn Viên, nhưng theo phân tích của trong tỉnh thì thành phố La Nam chúng ta có khả năng lớn hơn. Hà Khởi Duệ nói rồi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Nhưng các thành phố khác cũng không buông tha,
tôi nghe nói tỉnh hàng xóm đặc biệt phái một vị phó chủ tịch thường uy đi đến tiếp xúc với phía công ty Myanda. Một nhà có con gái muốn gả ra ngoài, tất nhiên cạnh tranh phải dữ dội hơn một chút, nhưng chúng ta cần phải nắm chắc một chút, tiến hành đàm phán trên cơ sở có lợi cho sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói cũng giống như không nói, thế nhưng Hà Khởi Duệ lại căn bản hiểu rõ ý nghĩ. Hắn nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy sự việc có chút khó làm. Sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân nhận được tin tức, đó là đại biểu của công ty Myanda đã đến thành phố Sơn Viên, 10 giờ sáng sẽ đến để hội đàm với chính quyền thành phố La Nam. Mặc dù không có chỉ thị của lãnh đạo tỉnh là hội đàm như thế nào, thế nhưng tỉnh lại yêu cầu thành phố La Nam đẩy cao quy cách tiếp đãi người của công ty Myanda. 9 giờ 45, Vương Tử Quân đưa theo Hà Khởi Duệ và các nhân viên tham gia đàm phán đến đường cao tốc chờ người của công ty Myanda. Đám cán bộ từ Hà Khởi Duệ xuống bên dưới đều cảm thấy không thoải mái với phương diện đàm phán lần này. Dù là chỉ thị của lãnh đạo tỉnh hay là xuất phát từ tình hình thực tế, bọn họ tình nguyện để cho công ty Myanda ở lại La Nam, thế nhưng nó cũng phải có điều kiện tiên quyết, chính là tuyệt đối không làm tổn hại đến lợi ích của thành phố La Nam. Đây chính là thứ làm cho người ta khó thể nắm chắc được. Người có thể đi đến vị trí hiện tại thì đều là tinh binh cường tướng. Lúc này công ty Myanda cố ý ra giá, nếu thỏa mãn điều kiện của bọn họ để kết thúc hội đàm, như vậy sẽ là chuyện không tốt cho cán bộ thành phố La Nam. Đám người thầm cảm thấy có chút bức bối, thỉnh thoảng bọn họ đưa mắt nhìn Bí Thư Vương đang đứng đầu, lúc này gương mặt với nụ cười bình tĩnh của lãnh đạo càng làm cho bọn họ cảm thấy có chút thoải mái hơn. Đến rồi. Lúc này Phó Thư Ký trưởng Văn phòng Thị ủy phụ trách liên lạc điện thoại nhanh chóng tiến đến bên cạnh báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chợt quay sang nói với đám người Hà Khởi Duệ. Nếu khách đã đến, như vậy chúng ta tiến lên nghênh đón. Đám người dưới sự dẫn dắt của Vương Tử Quân nhanh chóng tiến lên vài bước, đúng lúc thấy một chiếc Toyota Coaster chậm rãi xuất hiện trên đường cao tốc. Khi nhóm người Vương Tử Quân tiến lên nghênh đón, xe chậm rãi dừng lại. Lần này tiếp đón công ty Myanda có chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy Đồng Tiểu Vân. Hắn là chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, cũng là một nhân vật có thực quyền trên tỉnh, là một người được nhiều vị lãnh đạo thành phố trong tỉnh đối đãi cực kỳ khách khí. Đồng Tiểu Vân ở trên xe đang giới thiệu tình huống thành phố La Nam cho công ty Myanda, dựa theo chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy thì hắn nhất định phải thúc đẩy công ty Myanda đầu tư ở thành phố La Nam. Nhìn từ góc độ của hắn, công ty Myanda muốn xây dựng khu hậu cần thì La Nam là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhiệm Đồng. Giọng nói của thư ký chợt vang lên bên tai chủ nhiệm Đồng Tiểu Vân. Đồng Tiểu Vân đang giới thiệu đến tình huống mấu chốt chợt bị thư ký cắt ngang lời, thế là hắn lập tức mất hứng. Nhưng khi hắn thấy nhóm người Vương Tử Quân tiến ra nghênh đón, thế là hắn vội vàng nói với viên phó chủ nhiệm ở bên cạnh. Anh đi tiếp đãi nhà đầu tư, tôi đi xuống một chuyến. Đồng Tiểu Vân nói rồi cất bước đi xuống xe. Hắn vừa xuống xe, cũng không chờ Vương Tử Quân duỗi tay ra. Hắn vươn tay của mình ra rồi nở nụ cười như hoa nói. Chào Bí Thư Vương. Sau khi bắt tay với Đồng Tiểu Vân, Vương Tử Quân cười nói. Chủ nhiệm Đồng, chào mừng ngài đến kiểm tra công tác ở thành phố La Nam. Bí Thư Vương, ngài ở chỗ này thì tôi cũng không dám dùng hai chữ kiểm tra, nếu không sau này tôi cũng không có thể tiếp tục phát triển ở Sơn Nam. Sợ rằng người ta nói tôi đã già lão thế nhưng cũng không biết thế nào là đứng nghiêm hay nghỉ. Đồng Tiểu Vân nói bằng giọng điệu tràn đầy tôn trọng Vương Tử Quân, mọi người thấy Đồng Tiểu Vân tôn trọng Vương Tử Quân như vậy cũng xem như là lẽ đương nhiên. Tuy Đồng Tiểu Vân là người có vị trí quan trọng trong tỉnh, thế nhưng nếu so với một vị lãnh đạo tỉnh ủy như Vương Tử Quân thì căn bản không thể bằng. Richard ngồi ở vị trí trung tâm chiếc xe, lần này hắn là người chủ trì đoàn đại biểu công ty Myanda đến đàm phán với thành phố La Nam, thế nên cũng không cần phải nhường cho ai vị trí trung tâm. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại rơi lên người Vương Tử Quân. Trước khi đến thành phố La Nam thì hắn đã nghiên cứu về nơi này, mà Vương Tử Quân chính là trọng điểm nghiên cứu của hắn. Bí thư Thị ủy La Nam là Vương Tử Quân, cũng chính là chủ nhà La Nam, nếu hắn muốn chứng thực điều kiện của mình thì cần cái gật đầu của Vương Tử Quân. Richard cũng cảm thấy không quá khó khăn khi có được cái gật đầu của Vương Tử Quân. Chưa nói đến phương diện khu hậu cần là cực kỳ quan trọng cho thành phố La Nam vào lúc này,
nhìn vào bộ dạng giống như sói thấy thịt sống của đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, tất cả đã không còn là vấn đề. Một nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, Richard nghĩ đến những lời đánh giá về bí thư thị ủy La Nam, thế là khóe miệng không khỏi có hơi nhúc nhích. Hắn tràn đầy tin tưởng với đàm phán lần này, hắn tin dưới sự hấp dẫn của khu hậu cần mà công ty Myanda sắp đầu tư, dù là người có thủ đoạn mạnh mẽ và cứng rắn cỡ nào thì đều phải cúi đầu cung kính, ngoan ngoãn tiếp nhận điều kiện của mình. Hôm nay khí trời rất tốt. Richard rất muốn tiếp cận với lãnh đạo thành phố La Nam, thế nhưng làm cho hắn thất vọng chính là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam cũng không chạy xe Toyota Coaster như mình nghĩ, đối phương chỉ ngồi trên một chiếc xe Audi mới tinh mà thôi. Chủ tịch Hà, vị này chính là phó tổng giám đốc phụ trách khu vực Đông Á của công ty Myanda, là Richard Tiên Sinh. Đồng Tiểu Vân đi đến bên cạnh chiếc xe của Hà Khởi Duệ, sau đó trầm giọng giới thiệu Richard cho Hà Khởi Duệ. Đối với tình huống Vương Tử Quân không ngồi xe Toyota Coaster thì Đồng Tiểu Vân không những không biết Vương Tử Quân không nể mặt mình, ngược lại hắn còn cảm thấy cảm kích với vị thường ủy tỉnh ủy khéo hiểu lòng người này. Trên đường đi hắn là một vị lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, cũng là một trong những người được tất cả nhân viên tùy tùng mở miệng nịnh nọt. Nhưng khi Vương Tử Quân leo lên xe thì Đồng Tiểu Vân dù không muốn cũng phải nhường tất cả vinh quang lại cho thường ủy tỉnh ủy, bản thân hắn cũng hóa thành một nhân viên mở miệng nịnh nọt. Dù sao đây cũng là lãnh đạo tỉnh ủy, dù nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng có thể ép lên đầu hắn. Hà Khởi Duệ lên xe thì càng biểu hiện sự coi trọng của thành phố La Nam với Đồng Tiểu Vân, dù sao nếu xét về ưu thế thì Đồng Tiểu Vân vẫn mạnh hơn Hà Khởi Duệ khá nhiều. Chào Richard Tiên Sinh, chào mừng anh đến với thành phố La Nam. Hà Khởi Duệ nhanh chóng vươn hai tay mỉm cười nói với Richard. Richard nhìn thoáng qua VN phiên dịch ngồi bên cạnh mình, tên phiên dịch nhanh chóng dịch lại lời nói của Chủ tịch Hà Khởi Duệ. Sau khi phiên dịch xong, Richard vươn tay bắt tay với Hà Khởi Duệ. Chào Chủ tịch Hà. Bob cũng là một trong những nhân viên tham gia đàm phán lần này, hắn nghe đoạn đối thoại giữa Richard và Chủ tịch thành phố La Nam, thế là thầm sinh ra cảm giác buồn cười. Hắn là bạn của Richard, hắn biết người này có trình độ tiếng Trung như thế nào, lúc này Richard lại cần phiên dịch, rõ ràng là một trong những sách lược của giám đốc Richard. Đi từ đầu đường cao tốc về khách sạn La Nam chỉ mất hơn 10 phút, trên đường đi Hà Khởi Duệ thay mặt cho thành phố La Nam nói ra những lời hoan nghênh với Richard. Tất nhiên Richard cũng thông qua phiên dịch mà khách khí nói vài câu với Hà Khởi Duệ, bầu không khí mà hai bên đang cố gắng vun đắp có vẻ khá thoải mái. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản hơn một giờ, bữa tiệc tiếp đãi đại biểu công ty Myanda của thành phố La Nam chính thức bắt đầu. Lần này là tiệc đứng, Chủ tịch Hà là người phong độ nhẹ nhàng lại tiếp tục mở miệng nói ra những lời hoan nghênh với đoàn đại biểu của công ty Myanda. Richard vẫn tiếp tục dùng phiên dịch như trước, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, nếu dùng một lời nói để miêu tả thì rõ ràng giống như có người đang nợ tiền hắn chưa trả. Nhưng khi ứng phó với đám người Hà Khởi Duệ, ánh mắt hắn căn bản liên tục quét qua quét lại đại sảnh chiêu đãi. Richard căn bản không thấy hình bóng của người kia, người nắm giữ quyền lực cao nhất của thành phố La Nam căn bản không xuất hiện trong bữa tiệc lần này. Đồng Tiểu Vân cũng cảm thấy có chút bất ngờ với phương án tiếp đãi của Vương Tử Quân. Lần này hắn đến thành phố La Nam chính là tuân theo chỉ thị thúc đẩy hợp tác của lãnh đạo tỉnh ủy, thứ hai chính là muốn nhân cơ hội lần này để kéo gần mối quan hệ với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Đồng Tiểu Vân cũng không phải là người lớn tuổi, vị trí chủ nhiệm ủy ban cải cách càng cho hắn không gian rộng rãi để tiến lên. Nếu như hắn vận tác tốt, biết đâu nhiệm kỳ sau sẽ có thể tiến lên làm một vị phó chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân dù không có tác dụng chủ yếu trong lúc vận tác cho người khác tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng chính là một người có thể mở miệng làm xấu chuyện. Vì vậy Đồng Tiểu Vân muốn nhân cơ hội lần này để liên lạc cảm tình với Vương Tử Quân, đây mới là yêu cầu hạng nhất. Chủ tịch Hà, bí thư Vương hôm nay có chuyện gì sao? Sau khi uống hai ly rượu với đám người Richard, Đồng Tiểu Vân khẽ hỏi Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ cùng ly với Đồng Tiểu Vân, sau đó mới cười nói. Bí thư Vương mới từ thủ đô bay về, anh ấy có hơi mệt, hơn nữa còn có chút chuyện cần giải quyết, vì vậy anh ấy nhờ tôi nhắn lại với chủ nhiệm Đồng, buổi tối anh ấy sẽ mời ngài dùng cơm. Buổi tối Vương Tử Quân mời mình dùng cơm. Sau khi nghe được tin tức này thì Đồng Tiểu Vân chợt cảm thấy hưng phấn,
hắn đến thành phố La Nam không phải với ý nghĩ kéo gần quan hệ với Vương Tử Quân sao? Tình huống ăn cơm một mình kia chính là phương pháp tốt nhất để kéo gần quan hệ giữa đôi bên. Chủ tịch Hà, anh giúp tôi nói lời cảm tạ với Bí Thư Vương. Đồng Tiểu Vân nói rồi kéo tay Hà Khởi Duệ. Đám người này căn bản không có lòng hảo tâm, tuy bọn họ không nói gì, thế nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ thì rõ ràng sẽ có đòi hỏi không thấp. Hà Khởi Duệ căn bản đã sớm suy xét cẩn thận các tình huống đàm phán với công ty Myanda, lúc này lời nói của Đồng Tiểu Vân càng chứng thật suy đoán của hắn. Nhưng hắn có Vương Tử Quân chèo chống phía sau, thế cho nên hắn vẫn biểu hiện cực kỳ nhẹ nhàng. Cảm ơn anh Đồng, người đến không biết thiện ác thế nào, nếu bọn họ đã đến đây thì tôi chỉ có thể hoàn thành công tác tiếp đãi mà thôi. 2 giờ rưỡi chiều, công tác đàm phán về khu hậu cần chính thức bắt đầu. Phía thành phố La Nam tham gia hội đàm lần này gồm nhóm người chủ tịch Hà Khởi Duệ và phó chủ tịch thường vụ Lý Nhị Bình, phía công ty Myanda thì có vài đại biểu gồm Richard và Bob. Đồng Tiểu Vân thấy Vương Tử Quân cũng không đến tham gia, hắn đã thầm hiểu rõ sách lược của vị thường ủy tỉnh ủy này. Trong lòng thầm nghĩ Vương Tử Quân rõ ràng là quá xảo quyệt, Bí Thư Vương không ra mặt mà điều khiển và chỉ huy bên trong, như vậy không những chừa cho mình đường về, hoàn thành thì có một phần công lao, nếu không thì có thể đẩy trách nhiệm của mình ra ngoài. Tuy thầm nghĩ như vậy nhưng Đồng Tiểu Vân vẫn tươi cười lên tiếng mở lời dạo đầu. Hắn căn bản đã sớm có phỏng đoán với hội đàm lần này, thế cho nên cũng không muốn tham dự quá sâu. Chương 1035, một dùng chiêu thái cực mượn lực đẩy lực thượng. Cứ để cho người thành phố La Nam tự xử lý, tuy như vậy công lao của Đồng Tiểu Vân sẽ giảm đi, thế nhưng sẽ không bao giờ vướng sai lầm. Là người làm quan thì đôi khi không nên nhìn công lao của mình nhiều hay ít, chủ yếu là mình có đủ ổn định hay không. Đặc biệt là đối với những quan viên chấp trưởng một phương, lãnh đạo thượng cấp càng đặt hai chữ ổn định lên vị trí cao ngất. Vì một người ổn định thì có thể xem xét đại cục, có thể dẹp bỏ nhiễu loạn. Chủ tịch Hà tôn kính, Myanda là công ty có mặt trong danh sách 100 công ty tập đoàn lớn trên thế giới, không những phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, còn có nhiều tổng bộ ở châu Mỹ và Bắc Phi. Lần này chúng tôi dựa theo yêu cầu của tổng công ty, cố ý thiết kế một khu hậu cần ở khu vực 6 tỉnh Trung Bộ của Trung Quốc. Chúng tôi đã chuẩn bị đầu tư 3 tỷ đô la cho hạng mục này, đồng thời thành phố La Nam cũng là một trong những địa điểm được chúng tôi xác định hợp tác. Richard vẫn dùng tiếng Anh, tuy giọng nói bình thản nhưng lại ngẩng cao đầu, bày tỏ bộ dạng rất bình thường. 3 tỷ đô la để xây dựng một khu hậu cần ở 6 tỉnh Trung Bộ, Richard ném ra con số này đã đủ cho hắn nắm được nhiều lợi thế trong đàm phán. Hà Khởi Duệ nhìn vẻ mặt của Richard, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Richard tiên sinh tôn kính, chào mừng anh đến với thành phố La Nam, cũng cảm ơn quý công ty đã đặt thành phố La Nam là một trong những đối tượng khảo sát trọng điểm. Thành phố La Nam chúng tôi là trung tâm của 6 tỉnh Trung Bộ, giao thông phát đạt, khu hậu cần chính là một trong những kế hoạch của thành phố La Nam chúng tôi trong năm nay. Nếu như quý công ty đến đầu tư ở La Nam, như vậy chúng tôi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Sẽ tạo ra hoàn cảnh đầu tư tốt nhất cho quý công ty. Hai bên nói chuyện xem như đã có mở đầu rất tốt, tạo nên một bầu không khí tốt đẹp, nhưng người của hai bên đều biết rõ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Hơn nữa chỉ cần căn cứ vào lời nói của hai bên cũng cảm nhận được đối phương căn bản là rất khó đối phó. Bí Thư Vương, tôi thấy bầu không khí lúc này là khá tốt. Trong một gian phòng của khách sạn La Nam, Vương Tử Quân đang thông qua thiết bị nghe nhìn để quan sát tình cảnh trong phòng họp, đồng chí Tân đứng bên cạnh khẽ mở miệng nói. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm lên gương mặt không chút biểu cảm của Richard. Trong phòng họp vẫn tiếp tục trao đổi, hai bên sau khi nói rõ mục đích hợp tác, sau đó hai bên công ty Myanda và thành phố La Nam nói ra những điều kiện đàm phán của mình. Khi công ty Myanda cho ra yêu cầu miễn tiền mua đất và miễn thuế 5 năm thì hai mắt Vương Tử Quân chợt híp lại. Lúc này ngoại ô thành phố La Nam có 50.000 hecta đất, phải cung cấp cho công ty Myanda 1.000 hecta, số tiền tương ứng lên đến 5 tỷ, hơn nữa còn phải miễn thuế 5 năm, như vậy gánh nặng sẽ nằm lên lưng của thành phố La Nam, chỗ tốt lại bị công ty Myanda chiếm sạch. Lúc này vẻ mặt của Hà Khởi Duệ trên màn hình rất khó coi. Tuy hắn đã sớm có chuẩn bị với điều kiện hà khắc của công ty Myanda, thế nhưng điều kiện của đối phương lúc này căn bản là nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nếu như ký kết hợp tác với điều kiện như vậy, sau này hắn sẽ là một vị chủ tịch thành phố bị người đời mắng chửi. Hơn nữa sự việc như vậy sẽ đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển kinh tế của thành phố La Nam, mặc dù 3 tỷ đô la mang đến cho người ta sức hấp dẫn rất lớn, thế nhưng thành phố La Nam cũng không thiếu 3 tỷ đô la đầu tư như vậy. Nhưng những thứ này không phải là trọng điểm chú ý của Hà Khởi Duệ, quan trọng là lãnh đạo tỉnh rất tình nguyện cho công ty Myanda ở lại, hy vọng khu hậu cần được xây dựng trong tỉnh Sơn Nam. Nếu như công ty Myanda rời đi, cuối cùng sẽ là Hà Khởi Duệ căn bản không hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh giao phó, sau này mang đến những ảnh hưởng mặt trái khó thể đo lường. Richard tiên sinh, tôi cảm thấy với điều kiện của quý công ty, hai phía chúng ta cần phải thương lượng lại để cho ra quyết định tốt hơn. Hà Khởi Duệ trầm ngâm giây lát, sau đó hắn chuẩn bị thi triển phương pháp kéo dài thời gian, mặc kệ sau này kết quả thế nào, cứ kéo dài chút thời gian thì hay hơn. Phương án kéo dài thời gian tất nhiên vô cùng ảo diệu, có một số việc chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt, thế nhưng tốn rất nhiều công sức. Nhưng lúc này trò câu kéo thời gian của Hà Khởi Duệ căn bản là không có mấy tác dụng, Richard trực tiếp đứng lên nói. Chủ tịch Hà, nếu quý thành phố không có thành ý hợp tác, như vậy không cần lãng phí thời gian của nhau, tạm biệt. Trong lúc nói thì Richard đi ra bên ngoài cửa, bộ dạng không thèm quan tâm đến. Khi hắn rời khỏi phòng thì nhóm nhân viên như Bob cũng đã đứng lên. Hà Khởi Duệ làm chủ tịch thành phố La Nam, hắn nào đã gặp phải tình huống bị người ta miệt thị như thế này, thế là gương mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này dù hắn có tức giận thế nào cũng phải ráng chịu đựng, vì dù sao đối phương cũng là người nước ngoài. Richard, anh làm như vậy không sợ biến hay thành dở sao? Khi Richard ra khỏi gian phòng, Bob vượt qua rất nhanh. Sau đó dùng tiếng Anh nói. Hi hi, bạn tốt của tôi, anh yên tâm, tôi nắm chắc tâm lý, tôi không muốn cùng đám quan viên này dài dòng với nhau, chúng ta biểu hiện càng cường thế thì bọn họ sẽ đồng ý càng thêm nhanh. Richard nói đến đây thì vung một ngón tay chỉ lên trời. Bọn họ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Sau khi đưa nhóm người Richard đến phòng khách sạn, Hà Khởi Duệ đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Sau đó tiến hành báo cáo điều kiện của đám người Richard cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, nếu dựa theo yêu cầu của công ty Myanda, chúng ta không những phải gánh lấy gánh nặng bồi thường quỹ đất cho dân, còn phải miễn thuế cho bọn họ 5 năm. Tính ra thì chúng ta không khác nào tặng không cho công ty Myanda một nửa khu hậu cần. Hà Khởi Duệ hấp một ngụm trà rồi thở hồng hộc nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Chủ tịch Khởi Duệ. Không phải tặng không cho người ta nửa khu hậu cần, rõ ràng là một khu hậu cần. Hà Khởi Duệ không nói gì thêm, hắn nhìn Vương Tử Quân, chờ Vương Tử Quân cho ra quyết định. Nếu như hắn là người làm chủ, chuyện này căn bản không cần đàm phán, trực tiếp từ chối là được. Nhưng bây giờ hạng mục này liên lụy đến rất nhiều người, hắn căn bản không có dũng khí tiến lên quyết định. Tuy tuyến tỉnh nói sẽ không can thiệp. Thế nhưng Chủ tịch Thạch Kiên Quân căn bản rất quan tâm đến đầu tư của công ty Myanda, điều này người nào cũng có thể thấy được rõ ràng. Nếu hạng mục mà lãnh đạo coi trọng không thành công, như vậy con đường làm quan sau này của Hà Khởi Duệ sẽ dính phải cản trở rất lớn. Nhưng nếu đồng ý điều kiện của công ty Myanda, Hà Khởi Duệ thật sự không làm được, cũng không muốn làm như vậy. Chương 1036, Chiêu Thái Cực mượn lực đẩy lực chung. Trong đại sảnh khách quý của khách sạn La Nam, Vương Tử Quân đang ngồi uống rượu với Đồng Tiểu Vân, người tiếp khách là Hà Khởi Duệ, ba người uống rượu xem như vui vẻ hòa thuận. Dù ba người bọn họ rất quan tâm đến chuyện của công ty Myanda, thế nhưng lúc này ba người cũng không nói về phương diện này, bọn họ chủ yếu kể ra những câu chuyện thú vị trong tỉnh Sơn Nam, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Dù là khách nhưng Đồng Tiểu Vân vẫn để cho Vương Tử Quân ngồi chính giữa. Khi Vương Tử Quân ngồi vào vị trí trung tâm thì hắn càng biểu hiện đúng tư thái cần có của mình. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, nói thật nhé, trong tỉnh Sơn Nam thì tôi bội phục ngài nhất. 3 năm trước tình huống của thành phố La Nam là thế nào thì chúng ta đều hiểu rõ, bây giờ tốc độ phát triển của La Nam đã đến phương diện mới, cuối năm nay tỉnh Sơn Nam sẽ có một thành phố với tổng sản lượng kinh tế lên đến con số 1000 tỷ. Đồng Tiểu Vân nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Hắn dù nói ra những lời có vài phần nịnh nọt, thế nhưng nó cũng là tình hình thực tế. Hắn là chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, hắn là người thấu hiểu tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh,
hắn nói ra nhiều lời kính nể với năng lực phát triển kinh tế của Vương Tử Quân, căn bản cũng không có gì là vấn đề. Vương Tử Quân cạn ly với Đồng Tiểu Vân, sau đó hắn cười nói. Chủ nhiệm Đồng quá khách khí rồi, thành phố La Nam sở dĩ có thành tích hôm nay cũng không phải là công lao của một mình Vương Tử Quân như tôi, đó là nhờ kết quả cố gắng của toàn thể nhân dân và cán bộ thành phố La Nam. Hà Khởi Duệ nâng ly rượu lên nói. Bí thư Vương cũng quá khiêm nhường, tuy là người một nhà nhưng lúc này trước mặt chủ nhiệm Đồng, tôi cũng phải nói vài lời, nếu bí thư Vương không đến La Nam, chỉ sợ La Nam không có ngày hôm nay. Khởi Duệ, anh cũng đừng làm cho chủ nhiệm Đồng chê cười. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên. Chủ nhiệm Đồng, tương lai phát triển của thành phố La Nam không rời khỏi sự giúp đỡ của ngài, tôi và chủ tịch Hà kính anh một ly. Khi Vương Tử Quân nâng ly rượu lên thì Đồng Tiểu Vân vội vàng hạ ly của mình xuống một chút, tuy hắn có lý lịch dày hơn Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không dám đưa ly của mình lên ngang hàng với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi đã tiến hành báo cáo với lãnh đạo tỉnh về sự kiện công ty Myanda rời đi, lãnh đạo tỉnh cho ra chỉ thị phải giữ bọn họ ở lại, điều này cho thấy lãnh đạo có chút mất hứng vì tình huống nhà đầu tư rời khỏi tỉnh. Đồng Tiểu Vân do dự giây lát rồi quyết định mở miệng nói lời thật lòng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Đồng Tiểu Vân nói đến lãnh đạo tỉnh chính là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Hắn và Thạch Kiên Quân có quan hệ không tệ, Thạch Kiên Quân rõ ràng không muốn gây xích mích với hắn ở sự kiện này, tất nhiên bản thân Vương Tử Quân cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân có vấn đề. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói. Chuyện này thành phố La Nam sẽ xử lý thật tốt, chủ nhiệm Đồng không cần lo lắng. Đồng Tiểu Vân là người thông minh, Vương Tử Quân không những là bí thư thị ủy La Nam, còn là lãnh đạo tỉnh. Đối phương đã nói hắn không cần lo lắng, như vậy mình căn bản sẽ không có vấn đề trong sự kiện này. Đồng Tiểu Vân cũng không nói đến sự kiện của công ty Myanda, hắn mở miệng nói về những sự việc lý thú khác, thế là trong phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ. Vương Tử Quân từ trong khách sạn La Nam đi ra và trở về nhà, nhưng lúc này trong nhà không có ai, hắn nằm trên giường nghĩ về chuyện của công ty Myanda. Đối với hắn thì điều quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là vấn đề công ty Myanda có ở lại hay không, mà phải làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân. Hắn nghĩ đến công ty Myanda thì không khỏi nghĩ đến Trình Tứ Nguyên, cũng là một hạng mục đầu tư, cũng là một khu hậu cần. Thế nhưng thái độ của hai người này lại có khác biệt rất lớn. Cũng là một việc thế nhưng căn bản là đầu tư trong nước không có hiệu quả bằng đầu tư nước ngoài, điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự rất cảm khái. Vương Tử Quân nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu có một loại xúc động. Hắn ngồi lên ghế, lấy phần văn kiện viết dở trước đó ra, sau đó múa bút ghi chép như bay. Nửa giờ trôi qua, Vương Tử Quân đặt bút xuống, hắn nhìn bài viết của mình còn chưa có tiêu đề. Hắn trầm tư giây lát, sau đó dùng bút đậm viết lên dòng chữ, tiến thêm một bước xúc tiến doanh nghiệp tư nhân phát triển kinh tế. Sau khi viết xong bài viết này thì suy nghĩ của Vương Tử Quân càng thêm bành trướng, hắn rất muốn tìm vài người nhờ một chút. Nhưng sau khi nhìn thời gian đã qua 12 giờ, hắn buông tha ý nghĩ này của mình, vì không thể nào quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi được. Vì ngủ trễ nên 10 giờ trưa ngày hôm sau Vương Tử Quân mới tỉnh lại. Hắn rửa mặt xong thì Hà Khởi Duệ đi đến nhà. Vẻ mặt Hà Khởi Duệ thật sự không tốt, khi gặp mặt Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Bí thư Vương, vừa nhận được tin tức, công ty Myanda đã ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt. Ký kết hợp đồng thì hai bên đã cơ bản có khả năng hợp tác, ở rất nhiều địa phương thì hợp đồng này có thì chính quyền căn bản đã có thành tích. Lúc này công ty Myanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, cũng nói rõ cho tất cả mọi người biết. Bọn họ chuẩn bị đầu tư khu hậu cần ở thành phố Dạ Nguyệt. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn vắt khăn mặt trong tay rồi nói. Tôi biết rồi. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, lão thậm chí còn biết rõ tin tức này sớm hơn cả Vương Tử Quân. Khi nghe thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ nói về tình huống công ty Myanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, lão chỉ gật đầu nói một câu đã biết rồi. Thật lòng thì Hào Nhất Phong có chút vui vẻ vì tình huống ký kết hợp đồng kia, dù kết cục như vậy là tổn thất kinh tế với tỉnh Sơn Nam, thế nhưng tổn thất lớn nhất không phải dành cho lão, mà dành cho chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Sau khi công ty Myanda đề xuất mục đích đầu tư,
Thạch Kiên Quân căn bản biểu hiện cực kỳ tích cực ở sự kiện này. Thạch Kiên Quân bày tỏ sự tích cực là vì cái gì, Hào Nhất Phong căn bản là hiểu rất rõ ràng. Không muốn trở thành lãnh đạo đứng đầu thì không phải là lãnh đạo thứ hai đúng cách. Đã 3 năm trôi qua, Thạch Kiên Quân căn bản đã bắt đầu dục dịch, hắn đang chuẩn bị cho tình huống mình tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu một tỉnh. Hào Nhất Phong có thể thấy Thạch Kiên Quân đang trăm phương ngàn kế tích lũy, cố gắng tạo ra thành tích cho chính mình. Khu hậu cần của công ty Myanda chính là một chiến tích mà Thạch Kiên Quân cực kỳ coi trọng. Lúc này hạng mục khu hậu cần đã bị thành phố La Nam ném về phía thành phố Dạ Nguyệt của tỉnh hàng xóm, tình huống này có thể làm cho mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân xuất hiện vết rách hay không? Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói công ty Myanda vốn muốn đầu tư ở thành phố La Nam, thế nhưng vì thành phố La Nam không quá nóng lòng, thế cho nên mới bay đến tay người, lúc này người ta mới ký hợp tác với thành phố Dạ Nguyệt. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nói. Ừ. Hào Nhất Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quan Vĩnh Hạ, sau đó trầm giọng nói. Anh gọi điện thoại cho La Nhân Uy của thành phố Sơn Viên, hỏi vì sao anh ấy không giữ công ty Myanda ở lại Sơn Nam. Quan Vĩnh Hạ chợt sững sờ, hắn thầm nghĩ đây không phải là sự kiện không chút liên quan gì sao. Đây là sự việc của thành phố La Nam, vì sao lại chạy lên đầu của thành phố Sơn Viên. Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người thông minh. Chỉ sau nháy mắt đã hiểu ngay tính toán của Bí Thư Hào Nhất Phong. Rõ ràng là mượn lực đẩy lực, Bí Thư Hào Nhất Phong thật sự là có phương pháp tiếp cận sự việc cực kỳ tốt đẹp. Bí Thư Nhất Phong, tôi sẽ đi gọi điện thoại ngay bây giờ. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng rồi trầm giọng nói. Sau khi quay lại phòng làm việc thì Quan Vĩnh Hạ uống một ngụm nước trà, sau đó mới nghĩ các phương án tiếp cận mở lời với La Nhân Huy. Vì hai người đều là thành viên cùng một phái của Hào Nhất Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa hai người là căn bản không tệ. Chào thư ký trưởng, ngài có gì cần dặn dò sao? Sau khi nối thông điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói cởi mở của La Nhân Huy. Sau khi nghe tiếng cười của La Nhân Huy thì Quan Vĩnh Hạ thật sự sinh ra chút hâm mộ, tuy hắn là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong, rất được Bí thư Nhất Phong tín nhiệm. Thế nhưng quyền thế cũng không thể so sánh với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, quyền lợi chủ yếu đến từ sự tín nhiệm của Bí thư Hào Nhất Phong. La Nhân Huy thì lại khác, đối phương có vị trí của bản thân, đây là đại đa số mọi người tình nguyện làm đầu gà chứ không chịu làm đuôi phượng. La Nhân Huy là Bí thư Thị ủy Sơn Viên, tất nhiên có vị trí cực kỳ quan trọng trong chính đàn tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là ban ngành thành phố Sơn Viên phải xoay quanh La Nhân Huy. Điều này càng là thứ mà một thư ký trưởng như Quan Vĩnh Hạ không có được. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến vị trí của La Nhân Huy, hắn không khỏi nghĩ đến đứa con của La Nhân Huy. Lúc này đứa con mà người ngoài luôn nói là không nên thân của La Nhân Huy đã trở thành ông chủ lớn ở thành phố Sơn Viên, tuy hắn mượn tên người để đăng ký kinh doanh, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ lại căn bản biết rất rõ ràng. Con trai của người ta bây giờ đã là Phú Hào, con của Quan Vĩnh Hạ tuy có công tác khá tốt. Thế nhưng nếu so ra thì vẫn kém hơn con trai của La Nhân Huy. Chính mình không bằng người ta, con trai cũng không bằng con người ta, thế là có chút cảm giác ghen ghét bùng lên trong lòng Quan Vĩnh Hạ. Nhưng lúc này biểu hiện của hắn vẫn rất bình thường, hắn vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với La Nhân Huy. Ha ha, Bí thư La, ngài là lãnh đạo của tôi nào dám cho ra chỉ thị với ngài. Nếu nói có chỉ thị thì cũng phải là ngài nói với tôi. Vì sự việc cũng không có gì quá gấp gáp, thế cho nên Quan Vĩnh Hạ mới mở miệng nói vài câu vui đùa với La Nhân Huy. La Nhân Huy tất nhiên muốn tăng thêm một bước trong mối quan hệ với Quan Vĩnh Hạ, dù sao thì Quan Vĩnh Hạ cũng là người bên cạnh Bí thư Hào Nhất Phong, kéo quan hệ với Quan Vĩnh Hạ sẽ có nhiều chỗ tốt. Thư ký trưởng, anh nói như vậy thì tôi sẽ cho ra chỉ thị, tối nay chúng ta đến Sơn Hải Uyển không gặp không về. Anh gọi thêm vài vị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy. Tôi sẽ đưa theo vài đồng chí thành phố Sơn Viên đến cổ động, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. Cảm ơn Bí thư La. Quan Vĩnh Hạ cũng không từ chối, thứ quan hệ chính là hai bên vun đắp. Bây giờ La Nhân Huy mời nhóm người của mình uống rượu, tất nhiên không thể không nể mặt được. Sau khi nói xong những chuyện không liên quan, Quan Vĩnh Hạ chợt thay đổi chủ đề. Bí thư La, anh có nghe nói chưa? Công ty Myanda đã tiến hành ký hợp đồng với người của thành phố Dạ Nguyệt rồi. Tôi cũng có nghe nói về điều này, ha ha.
La Nhân Uy nở nụ cười hời hợt, mặc dù kết quả như vậy làm lão sinh ra chút hả hê khoái trá, thế nhưng lão là một người trong quan trường, cũng không dám biểu đạt ra ý nghĩ thật sự của mình. La Nhân Uy căn bản là người tỏ ra cực kỳ khó chịu khi Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, lúc này thành phố La Nam như cánh chim gãy cánh trên trời cao, lão rất muốn đứng ra làm người xem náo nhiệt. Quan Vĩnh Hạ hiểu tâm tư của La Nhân Uy, bây giờ không ít người đang cầm thành phố La Nam để so sánh với thành phố Sơn Viên. Khi mọi người nhắc đến thành phố La Nam thì luôn mượn thành phố Sơn Viên làm vật tham chiếu. Có một lời nói như thế này, bí thư thị ủy Sơn Viên là một kẻ vô năng, là kẻ căn bản không làm được gì ra hồn, thế cho nên kinh tế thành phố Sơn Viên căn bản là liên tục lui bước. Lãnh đạo cho ra chỉ thị, yêu cầu anh phải làm kiểm điểm với chủ tịch Thạch về sự kiện này. Để cho tôi làm kiểm điểm. La Nhân Uy lúc đầu có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại cười ha hả nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ bày ra thái độ chính đáng của mình. Khi cúp điện thoại của Quan Vĩnh Hạ thì La Nhân Uy ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình, bàn tay lão khẽ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt liên tục biến đổi. Khi La Nhân Uy hạ quyết tâm thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vẻ mặt La Nhân Uy chợt biến đổi, lão là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư thị ủy Sơn Viên, trong thành phố Sơn Viên này thì lão là người có quyền uy tuyệt đối. Hành vi không có sự đồng ý của lão mà tự tiện xông vào như thế này tuyệt đối là không lễ phép. Nhưng khi La Nhân Uy thấy rõ diện mạo của người đi vào, vẻ tức giận vừa mới xuất hiện trên mặt đã biến mất sạch sẽ, có vài phần chán chường. Bí thư Lam, giám đốc La. Thư ký nhìn vẻ mặt của bí thư La Nhân Uy, hắn khẽ mở miệng giải thích. Nhưng hắn chỉ nói được vài chữ như vậy thì không tiếp tục, hắn cũng là người biết nói đến đúng điểm thì dừng. La Nhân Uy phất phất tay với thư ký của mình. Sau khi thư ký rời khỏi phòng, lão đi đến ngồi xuống trước mặt con trai La Sương Hào rồi nói. Cậu đến chỗ tôi làm gì? Có gì không về nhà nói được sao? Bố, con trai cũng cùng đường rồi, về nhà phải nghe mẹ lải nhải, còn không bằng đến chỗ này của ngài có chút yên tĩnh. La Sương Hào nói rồi lấy từ trong túi ra một điếu xì gà nói. Bố hút một điếu đi, đây là loại thuốc được nhập từ Cuba, nghe nói phần lớn là do gái trinh làm ra, hút vào có nhiều hương vị hơn. Hừ, La Nhân Uy căn bản không bày ra gương mặt vui vẻ với La Sương Hào, lão vung tay lên không nhận điếu thuốc, xua đó trầm giọng nói. Những thứ kia cậu giữ lại mà hút, tôi quen hút thuốc của mình rồi, thuốc nước ngoài thật sự không quen. Cậu đấy, cậu là người nhìn trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng trong nước. La Sương Hào cũng không có hành vi gì khác, hắn chỉ cười hì hì nói. Bố, bố cũng đừng nói vậy, đừng đả kích thái độ hiếu kính của con trai chứ. La Sương Hào nói rồi lấy từ trong túi áo cha một hộp diêm lớn, sau đó châm lửa điếu xì gà. Bố, tam đệ của con có khỏe không? Hai ngày trước con đi ngang qua nhà trẻ, vừa đúng lúc bọn họ có một hoạt động ngoại khóa. À, tiểu tử kia thật sự mập mạp, hoạt bát đáng yêu, thật sự làm cho người ta yêu mến không thôi. La Sương Hào nhìn La Nhân Uy rồi mở miệng bằng giọng điệu có vài phần đùa giỡn. Lửa giận của La Nhân Uy bị dập tắt rất nhiều, lão hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Cậu rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ nói nhanh đi, đừng quấy rầy công tác của tôi. Chương 1037, Chiêu Thái Cực mượn lực đẩy lực hạ. Trong đại sảnh khách quý của khách sạn La Nam, Vương Tử Quân đang ngồi uống rượu với Đồng Tiểu Vân, người tiếp khách là Hà Khởi Duệ, ba người uống rượu xem như vui vẻ hòa thuận. Dù ba người bọn họ rất quan tâm đến chuyện của công ty Myanda, thế nhưng lúc này ba người cũng không nói về phương diện này, bọn họ chủ yếu kể ra những câu chuyện thú vị trong tỉnh Sơn Nam, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Dù là khách nhưng Đồng Tiểu Vân vẫn để cho Vương Tử Quân ngồi chính giữa. Khi Vương Tử Quân ngồi vào vị trí trung tâm thì hắn càng biểu hiện đúng tư thái cần có của mình. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, nói thật nhé, trong tỉnh Sơn Nam thì tôi bội phục ngài nhất. 3 năm trước tình huống của thành phố La Nam là thế nào thì chúng ta đều hiểu rõ, bây giờ tốc độ phát triển của La Nam đã đến phương diện mới, cuối năm nay tỉnh Sơn Nam sẽ có một thành phố với tổng sản lượng kinh tế lên đến con số ngàn tỷ. Đồng Tiểu Vân nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Hắn dù nói ra những lời có vài phần nịnh nọt, thế nhưng nó cũng là tình hình thực tế. Hắn là chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy,
hắn là người thấu hiểu tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Hắn nói ra nhiều lời kính nể với năng lực phát triển kinh tế của Vương Tử Quân, căn bản cũng không có gì là vấn đề. Vương Tử Quân cạn ly với Đồng Tiểu Vân, sau đó hắn cười nói. Chủ nhiệm Đồng quá khách khí rồi, thành phố La Nam sở dĩ có thành tích hôm nay cũng không phải là công lao của một mình Vương Tử Quân như tôi, đó là nhờ kết quả cố gắng của toàn thể nhân dân và cán bộ thành phố La Nam. Hà Khởi Duệ nâng ly rượu lên nói. Bí thư Vương cũng quá khiêm nhường, tuy là người một nhà nhưng lúc này trước mặt chủ nhiệm Đồng, tôi cũng phải nói vài lời, nếu bí thư Vương không đến La Nam, chỉ sợ La Nam không có ngày hôm nay. Khởi Duệ, anh cũng đừng làm cho chủ nhiệm Đồng chê cười. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên. Chủ nhiệm Đồng, tương lai phát triển của thành phố La Nam không rời khỏi sự giúp đỡ của ngài, tôi và chủ tịch Hà kính anh một ly. Khi Vương Tử Quân nâng ly rượu lên thì Đồng Tiểu Vân vội vàng hạ ly của mình xuống một chút, tuy hắn có lý lịch dày hơn Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không dám đưa ly của mình lên ngang hàng với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi đã tiến hành báo cáo với lãnh đạo tỉnh về sự kiện công ty Myanda rời đi, lãnh đạo tỉnh cho ra chỉ thị phải giữ bọn họ ở lại, điều này cho thấy lãnh đạo có chút mất hứng vì tình huống nhà đầu tư rời khỏi tỉnh. Đồng Tiểu Vân do dự giây lát rồi quyết định mở miệng nói lời thật lòng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Đồng Tiểu Vân nói đến lãnh đạo tỉnh chính là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Hắn và Thạch Kiên Quân có quan hệ không tệ, Thạch Kiên Quân rõ ràng không muốn gây xích mích với hắn ở sự kiện này, tất nhiên bản thân Vương Tử Quân cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân có vấn đề. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói. Chuyện này thành phố La Nam sẽ xử lý thật tốt, chủ nhiệm Đồng không cần lo lắng. Đồng Tiểu Vân là người thông minh, Vương Tử Quân không những là bí thư thị ủy La Nam, còn là lãnh đạo tỉnh. Đối phương đã nói hắn không cần lo lắng, như vậy mình căn bản sẽ không có vấn đề trong sự kiện này. Đồng Tiểu Vân cũng không nói đến sự kiện của công ty Myanda, hắn mở miệng nói về những sự việc lý thú khác, thế là trong phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ. Vương Tử Quân từ trong khách sạn La Nam đi ra và trở về nhà, nhưng lúc này trong nhà không có ai, hắn nằm trên giường nghĩ về chuyện của công ty Myanda. Đối với hắn thì điều quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là vấn đề công ty Myanda có ở lại hay không, mà phải làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân. Hắn nghĩ đến công ty Myanda thì không khỏi nghĩ đến Trình Tứ Nguyên, cũng là một hạng mục đầu tư, cũng là một khu hậu cần. Thế nhưng thái độ của hai người này lại có khác biệt rất lớn. Cũng là một việc thế nhưng căn bản là đầu tư trong nước không có hiệu quả bằng đầu tư nước ngoài, điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự rất cảm khái. Vương Tử Quân nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu có một loại xúc động. Hắn ngồi lên ghế, lấy phần văn kiện viết dở trước đó ra, sau đó múa bút ghi chép như bay. Nửa giờ trôi qua, Vương Tử Quân đặt bút xuống, hắn nhìn bài viết của mình còn chưa có tiêu đề. Hắn trầm tư giây lát, sau đó dùng bút đậm viết lên dòng chữ, tiến thêm một bước xúc tiến doanh nghiệp tư nhân phát triển kinh tế. Sau khi viết xong bài viết này thì suy nghĩ của Vương Tử Quân càng thêm bành trướng, hắn rất muốn tìm vài người nhờ một chút. Nhưng sau khi nhìn thời gian đã qua 12 giờ, hắn buông tha ý nghĩ này của mình, vì không thể nào quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi được. Vì ngủ trễ nên 10 giờ trưa ngày hôm sau Vương Tử Quân mới tỉnh lại. Hắn rửa mặt xong thì Hà Khởi Duệ đi đến nhà. Vẻ mặt Hà Khởi Duệ thật sự không tốt, khi gặp mặt Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Bí thư Vương, vừa nhận được tin tức, công ty Myanda đã ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt. Ký kết hợp đồng thì hai bên đã cơ bản có khả năng hợp tác, ở rất nhiều địa phương thì hợp đồng này có thì chính quyền căn bản đã có thành tích. Lúc này công ty Myanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, cũng nói rõ cho tất cả mọi người biết. Bọn họ chuẩn bị đầu tư khu hậu cần ở thành phố Dạ Nguyệt. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn vắt khăn mặt trong tay rồi nói. Tôi biết rồi. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, lão thậm chí còn biết rõ tin tức này sớm hơn cả Vương Tử Quân. Khi nghe thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ nói về tình huống công ty Myanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, lão chỉ gật đầu nói một câu đã biết rồi. Thật lòng thì Hào Nhất Phong có chút vui vẻ vì tình huống ký kết hợp đồng kia, dù kết cục như vậy là tổn thất kinh tế với tỉnh Sơn Nam, thế nhưng tổn thất lớn nhất không phải dành cho lão, mà dành cho chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân.
Sau khi công ty Myanda đề xuất mục đích đầu tư, Thạch Kiên Quân căn bản biểu hiện cực kỳ tích cực ở sự kiện này. Thạch Kiên Quân bày tỏ sự tích cực là vì cái gì, Hào Nhất Phong căn bản là hiểu rất rõ ràng. Không muốn trở thành lãnh đạo đứng đầu thì không phải là lãnh đạo thứ hai đúng cách. Đã 3 năm trôi qua, Thạch Kiên Quân căn bản đã bắt đầu dục dịch, hắn đang chuẩn bị cho tình huống mình tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu một tỉnh. Hào Nhất Phong có thể thấy Thạch Kiên Quân đang trăm phương ngàn kế tích lũy, cố gắng tạo ra thành tích cho chính mình. Khu hậu cần của công ty Myanda chính là một chiến tích mà Thạch Kiên Quân cực kỳ coi trọng. Lúc này hạng mục khu hậu cần đã bị thành phố La Nam ném về phía thành phố Dạ Nguyệt của tỉnh hàng xóm, tình huống này có thể làm cho mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân xuất hiện vết rách hay không? Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói công ty Myanda vốn muốn đầu tư ở thành phố La Nam, thế nhưng vì thành phố La Nam không quá nóng lòng, thế cho nên mới bay đến tay người, lúc này người ta mới ký hợp tác với thành phố Dạ Nguyệt. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ nói. Ừ. Hào Nhất Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quan Vĩnh Hạ, sau đó trầm giọng nói. Anh gọi điện thoại cho La Nhân Uy của thành phố Sơn Viên, hỏi vì sao anh ấy không giữ công ty Myanda ở lại Sơn Nam. Quan Vĩnh Hạ chợt sững sờ, hắn thầm nghĩ đây không phải là sự kiện không chút liên quan gì sao. Đây là sự việc của thành phố La Nam, vì sao lại chạy lên đầu của thành phố Sơn Viên. Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người thông minh. Chỉ sau nháy mắt đã hiểu ngay tính toán của Bí thư Hào Nhất Phong. Rõ ràng là mượn lực đẩy lực, Bí thư Hào Nhất Phong thật sự là có phương pháp tiếp cận sự việc cực kỳ tốt đẹp. Bí thư Nhất Phong, tôi sẽ đi gọi điện thoại ngay bây giờ. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng rồi trầm giọng nói. Sau khi quay lại phòng làm việc thì Quan Vĩnh Hạ uống một ngụm nước trà, sau đó mới nghĩ các phương án tiếp cận mở lời với La Nhân Huy. Vì hai người đều là thành viên cùng một phái của Hào Nhất Phong, thế cho nên mối quan hệ giữa hai người là căn bản không tệ. Chào thư ký trưởng, ngài có gì cần dặn dò sao? Sau khi nối thông điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói cởi mở của La Nhân Huy. Sau khi nghe tiếng cười của La Nhân Huy thì Quan Vĩnh Hạ thật sự sinh ra chút hâm mộ, tuy hắn là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong, rất được Bí thư Nhất Phong tín nhiệm. Thế nhưng quyền thế cũng không thể so sánh với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, quyền lợi chủ yếu đến từ sự tín nhiệm của Bí thư Hào Nhất Phong. La Nhân Huy thì lại khác, đối phương có vị trí của bản thân, đây là đại đa số mọi người tình nguyện làm đầu gà chứ không chịu làm đuôi phượng. La Nhân Huy là Bí thư Thị ủy Sơn Viên, tất nhiên có vị trí cực kỳ quan trọng trong chính đàn tỉnh Sơn Nam. Đặc biệt là ban ngành thành phố Sơn Viên phải xoay quanh La Nhân Huy. Điều này càng là thứ mà một thư ký trưởng như Quan Vĩnh Hạ không có được. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến vị trí của La Nhân Huy, hắn không khỏi nghĩ đến đứa con của La Nhân Huy. Lúc này đứa con mà người ngoài luôn nói là không nên thân của La Nhân Huy đã trở thành ông chủ lớn ở thành phố Sơn Viên, tuy hắn mượn tên người để đăng ký kinh doanh, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ lại căn bản biết rất rõ ràng. Con trai của người ta bây giờ đã là Phú Hào, con của Quan Vĩnh Hạ tuy có công tác khá tốt, thế nhưng nếu so ra thì vẫn kém hơn con trai của La Nhân Huy. Chính mình không bằng người ta, con trai cũng không bằng con người ta, thế là có chút cảm giác ghen ghét bùng lên trong lòng Quan Vĩnh Hạ. Nhưng lúc này biểu hiện của hắn vẫn rất bình thường, hắn vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với La Nhân Huy. Ha ha, Bí thư La, ngài là lãnh đạo của tôi nào dám cho ra chỉ thị với ngài. Nếu nói có chỉ thị thì cũng phải là ngài nói với tôi. Vì sự việc cũng không có gì quá gấp gáp, thế cho nên Quan Vĩnh Hạ mới mở miệng nói vài câu vui đùa với La Nhân Huy. La Nhân Huy tất nhiên muốn tăng thêm một bước trong mối quan hệ với Quan Vĩnh Hạ, dù sao thì Quan Vĩnh Hạ cũng là người bên cạnh Bí thư Hào Nhất Phong, kéo quan hệ với Quan Vĩnh Hạ sẽ có nhiều chỗ tốt. Thư ký trưởng, anh nói như vậy thì tôi sẽ cho ra chỉ thị, tối nay chúng ta đến Sơn Hải Uyển không gặp không về. Anh gọi thêm vài vị lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy. Tôi sẽ đưa theo vài đồng chí thành phố Sơn Viên đến cổ động, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút. Cảm ơn Bí thư La. Quan Vĩnh Hạ cũng không từ chối, thứ quan hệ chính là hai bên vun đắp. Bây giờ La Nhân Huy mời nhóm người của mình uống rượu, tất nhiên không thể không nể mặt được. Sau khi nói xong những chuyện không liên quan, Quan Vĩnh Hạ chợt thay đổi chủ đề. Bí thư La, anh có nghe nói chưa? Công ty Myanda đã tiến hành ký hợp đồng với người của thành phố Dạ Nguyệt rồi. Tôi cũng có nghe nói về điều này,
ha ha. La Nhân Uy nở nụ cười hời hợt, mặc dù kết quả như vậy làm lão sinh ra chút hả hê khoái trá, thế nhưng lão là một người trong quan trường, cũng không dám biểu đạt ra ý nghĩ thật sự của mình. La Nhân Uy căn bản là người tỏ ra cực kỳ khó chịu khi Vương Tử Quân tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, lúc này thành phố La Nam như cánh chim gãy cánh trên trời cao, lão rất muốn đứng ra làm người xem náo nhiệt. Quan Vĩnh Hạ hiểu tâm tư của La Nhân Uy, bây giờ không ít người đang cầm thành phố La Nam để so sánh với thành phố Sơn Viên. Khi mọi người nhắc đến thành phố La Nam thì luôn mượn thành phố Sơn Viên làm vật tham chiếu. Có một lời nói như thế này, bí thư thị ủy Sơn Viên là một kẻ vô năng, là kẻ căn bản không làm được gì ra hồn, thế cho nên kinh tế thành phố Sơn Viên căn bản là liên tục lui bước. Lãnh đạo cho ra chỉ thị, yêu cầu anh phải làm kiểm điểm với chủ tịch Thạch về sự kiện này. Để cho tôi làm kiểm điểm. La Nhân Uy lúc đầu có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại cười ha hả nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ bày ra thái độ chính đáng của mình. Khi cúp điện thoại của Quan Vĩnh Hạ thì La Nhân Uy ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc của mình, bàn tay lão khẽ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt liên tục biến đổi. Khi La Nhân Uy hạ quyết tâm thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Vẻ mặt La Nhân Uy chợt biến đổi, lão là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư thị ủy Sơn Viên, trong thành phố Sơn Viên này thì lão là người có quyền uy tuyệt đối. Hành vi không có sự đồng ý của lão mà tự tiện xông vào như thế này tuyệt đối là không lễ phép. Nhưng khi La Nhân Uy thấy rõ diện mạo của người đi vào, vẻ tức giận vừa mới xuất hiện trên mặt đã biến mất sạch sẽ, có vài phần chán chường. Bí thư Lam, giám đốc La. Thư ký nhìn vẻ mặt của bí thư La Nhân Uy, hắn khẽ mở miệng giải thích. Nhưng hắn chỉ nói được vài chữ như vậy thì không tiếp tục, hắn cũng là người biết nói đến đúng điểm thì dừng. La Nhân Uy phất phất tay với thư ký của mình. Sau khi thư ký rời khỏi phòng, lão đi đến ngồi xuống trước mặt con trai La Sương Hào rồi nói. Cậu đến chỗ tôi làm gì? Có gì không về nhà nói được sao? Bố, con trai cũng cùng đường rồi, về nhà phải nghe mẹ lải nhải, còn không bằng đến chỗ này của ngài có chút yên tĩnh. La Sương Hào nói rồi lấy từ trong túi ra một điếu xì gà nói. Bố hút một điếu đi, đây là loại thuốc được nhập từ Cuba, nghe nói phần lớn là do gái trinh làm ra, hút vào có nhiều hương vị hơn. Hừ, La Nhân Uy căn bản không bày ra gương mặt vui vẻ với La Sương Hào, lão vung tay lên không nhận điếu thuốc, xua đó trầm giọng nói. Những thứ kia cậu giữ lại mà hút, tôi quen hút thuốc của mình rồi, thuốc nước ngoài thật sự không quen. Cậu đấy, cậu là người nhìn trăng ở nước ngoài tròn hơn trăng trong nước. La Sương Hào cũng không có hành vi gì khác, hắn chỉ cười hì hì nói. Bố, bố cũng đừng nói vậy, đừng đả kích thái độ hiếu kính của con trai chứ. La Sương Hào nói rồi lấy từ trong túi áo cha một hộp diêm lớn, sau đó châm lửa điếu xì gà. Bố, tam đệ của con có khỏe không? Hai ngày trước con đi ngang qua nhà trẻ, vừa đúng lúc bọn họ có một hoạt động ngoại khóa. À, tiểu tử kia thật sự mập mạp, hoạt bát đáng yêu, thật sự làm cho người ta yêu mến không thôi. La Sương Hào nhìn La Nhân Uy rồi mở miệng bằng giọng điệu có vài phần đùa giỡn. Lửa giận của La Nhân Uy bị dập tắt rất nhiều, lão hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Cậu rốt cuộc có chuyện gì? Bây giờ nói nhanh đi, đừng quấy rầy công tác của tôi. Bố, Trần Trọng Khang là người tốt, lại rất cung kính với ngài. Bản thân cũng đã công tác lâu năm ở ngành xây dựng. Con cảm thấy vị trí chủ nhiệm phòng xây dựng căn bản không thể có ai hơn anh ấy được. La Sương Hào không hề nói vòng quanh với La Nhân Uy, hắn trầm giọng nói. La Nhân Uy trầm mặc giây lát, sau đó mới nói. Trần Trọng Khang thật sự có cơ sở quần chúng quá kém, khi phòng tổ chức thi tuyển thì kết quả không được như lý tưởng. Người này là không được, đẩy cũng khó thể đứng lên, khó thể thu phục kẻ dưới. Tổ chức khảo sát, bố, bố thật sự cho rằng con không hiểu gì cả sao? Lên hay không chẳng phải một câu nói của ngài là được sao? Cái gì mà tổ chức khảo sát? Cái gì là cơ sở quần chúng? Cái quái gì chứ? Không phải là xác định dân chủ và đánh giá phiếu bầu sao? Trong thành phố Sơn Viên thì ngài chính là tổ chức, điều này không phải giả đấy chứ? La Sương Hào nói đến đây thì chợt đứng lên. Con đã đồng ý chuyện của Trần Trọng Khang. Bố, bố cũng phải để cho con có mặt mũi trước mặt bạn bè, nếu không sau này con căn bản không còn mặt mũi gì nữa rồi.
La Nhân Uy thật sự không muốn dây dưa với con trai của mình, nhưng nếu cứ ném vị trí chủ nhiệm của phòng xây dựng cho Trần Trọng Khang thì nó liên quan đến rất nhiều phương diện. Lão cần phải chăm chú suy xét, vì vậy sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn mới nói. Chuyện Trần Trọng Khang cứ như vậy đi, cậu nên quan tâm đến vấn đề của mình đi thôi. Tôi nói cho cậu biết, những sự việc kia có lực ảnh hưởng quá lớn, bây giờ còn thừa dịp quay đầu lại, thấy nên quay đầu thì quay đầu đi là vừa. Lời cảnh cáo của La Nhân Uy làm cho ánh mắt của La Sương Hào có vài phần đau buồn, nhưng hắn che giấu rất tốt, chút lo lắng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một giây sau đã khôi phục lại bộ dạng tràn đầy tự tin. Bố, con làm việc mà ngài còn chưa an tâm sao? Con trai của ngài là người chưa thấy thỏ chưa thả chim ưng, nếu nhìn thấy chuyện không tốt thì không nhúng tay vào, tuyệt đối không có vấn đề. La Nhân Uy biết mình có khuyên nữa cũng vô dụng, thế cho nên cũng không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn La Sương Hào. La Sương Hào bị La Nhân Uy nhìn sinh ra cảm giác mất tự nhiên, hắn đứng lên khỏi ghế rồi cười nói. Bố, con đi đây, lúc này tuổi của ngài cũng không còn nhỏ nữa rồi, sau này nên kiềm chế một chút, con biết được đứa em kia, vì người phụ nữ đó cũng không lớn hơn con mấy tuổi. Con khuyên ngài một câu, bỏ bớt tâm tư đi, tốt nhất đừng cho cô ấy xuất hiện trong nhà chúng ta. Từ xưa hồng nhan gây họa, nên ngừng thì ngừng, nếu không sẽ sinh loạn. La Sương Hào đi, tâm tình tốt đẹp của La Nhân Huy chợt tan biến sạch sẽ. Lão lấy ra một phần văn kiện, sau khi xem xét qua vài lượt thì ném mạnh vào trong máy cắt giấy. Điều tra về sự kiện góp vốn phi pháp. Tư liệu với một bài viết được ghi bằng chữ đậm đã được máy cắt thành từng mảnh vụn, nhưng tiêu đề kia vẫn nằm trong lòng La Nhân Huy, làm cho lão cảm thấy cực kỳ ưu phiền. Vài phút sau La Nhân Uy lại khôi phục như thường, lão vẫn là bí thư thị ủy Sơn Viên, lão cầm lấy điện thoại phân phó vào bên trong. Anh thông báo cho chủ tịch quan, để anh ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Sau khi quan quả đống nhận được điện thoại của La Nhân Uy, hắn cũng không lập tức đến phòng làm việc của bí thư La. Hắn nâng ly trà lên, thản nhiên tự đắc uống trà. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Người đi vào là Phó Thư ký trưởng Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Quyền Hồng. Lúc này tuy Vương Quyền Hồng mới chỉ hơn 40 thế nhưng đỉnh đầu đã không còn vài sợi tóc. Nếu hắn mặc áo tăng ni chống thêm một cây trượng thì hoàn toàn có thể đi hóa duyên. Nhưng ở khối công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thì Vương Quyền Hồng căn bản còn có khả năng quản việc hơn của Thư ký trưởng, vì người này chính là tâm phúc được chính tay quan quả đống đề bạt. Chủ tịch quan Vương Quyền Hồng nhanh chóng châm đầy ly trà cho quan quả đống, sau đó khẽ nói. Tôi nghe nói tập đoàn Myanda đã ký kết hợp đồng đầu tư với thành phố Dạ Nguyệt. Quan quả đống khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Vương Quyền Hồng có thể trở thành tâm phúc của quan quả đống thì tất nhiên sẽ là con giun trong bụng của lãnh đạo, nắm đúng tâm tư của lãnh đạo. Lúc này hắn thấy quan quả đống không có hứng thú gì với chuyện này, thế là thay đổi chủ đề. Chủ tịch quan. Vừa rồi tôi thấy La Sương Hào. Sao? Quan quả đống ngước mắt lên, bên trong có ý dò hỏi. Khi thấy quan quả đống có hứng thú thì Vương Quyền Hồng đã nhanh chóng lên tiếng. Chủ tịch quan, anh không thấy bộ dạng của La Sương Hào đâu, thật sự ngang ngược, giống như chính quyền thành phố căn bản là nhà hắn. Vương Quyền Hồng sở dĩ có thể nói La Sương Hào như vậy mà căn bản không nể mặt La Nhân Uy tất nhiên cũng là vì nắm rõ tâm tính của quan quả đống. Nói cách khác, nếu không hắn có 10 lá gan cũng không dám mở mồm nói như vậy. Ban ngành thành phố Sơn Viên dù là cực kỳ đoàn kết, là một ban ngành hăng hái tiến lên, thế nhưng thực tế thì bên trong có chuyện gì xảy ra, chỉ có các thành viên của thị ủy Sơn Viên biết rõ ràng mà thôi. Hừ, giả danh lừa bịp, chẳng làm ra được cái gì ra hồn. Quan quả đống nói ra một câu khinh thường, sau đó lấy từ trong gói thuốc của mình ra một điếu. Vương Quyền Hồng cũng không chờ quan quả đống lên tiếng, hắn nhanh tay lẹ mắt dùng bật lửa châm thuốc cho quan quả đống. Sau đó hắn mới cười nói. Tôi nghe nói vị La công tử này hôm trước mua một chiếc xe mới, hình như tên là Maybach, con bà nó, thật sự là quá sướng, vài triệu bạc chứ ít gì. Quan quả đống cười cười nói. Tên này bây giờ có không ít tiền, hì hì, anh La thật sự có phúc. Vương Quyền Hồng thấy lãnh đạo của mình vui vẻ thì cũng cười theo. Hắn là tâm phúc của quan quả đống, trên cơ bản đều hiểu rõ tâm tình lãnh đạo của mình.
Dù hắn căn bản không quá đồng ý với chỉ thị trước kia của lãnh đạo, thế nhưng lần đó căn bản là quan quả đống không còn biện pháp nào khác hơn. Dù sao thì La Nhân Huy cũng là lãnh đạo đứng đầu thành phố Sơn Viên, là thường ủy tỉnh ủy. Có không ít cán bộ thành phố Sơn Viên bị cuốn vào trong công ty của La Sương Hào, nếu quan quả đống chọc sự việc này ra ngoài, chỉ sợ hắn căn bản khó thể nào tiếp tục sống trong thành phố Sơn Viên. Có nhiều chuyện tuy biết nhưng chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi, chỉ như vậy thì anh mới có thể cẩn thận băng qua rừng trông, từng bước tiến lên. Quan quả đống nhìn trời khoảng 10 phút, sau đó mới đứng lên. Thư ký nhanh chóng đi đến giúp lãnh đạo cầm theo ly trà. Hắn là lãnh đạo khối ủy ban nhân dân thành phố, hắn vừa ra khỏi phòng và đi đường thì có hoàn cảnh khác hẳn, ai nhìn thấy cũng phải cười tủm tỉm dừng lại chờ lãnh đạo đi qua. Sau khi đi vào phòng làm việc của La Nhân Huy, lúc này La Nhân Huy đang ngồi ở bên kia xem xét văn kiện. Khi quan quả đống đi vào thì La Nhân Huy đứng lên rồi đi ra khỏi bàn làm việc nói. Chủ tịch quan, mời anh ngồi. Tuy trong lòng quan quả đống có không ít bức bối với La Nhân Huy, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ tươi cười. Bí thư Nhân Huy, lúc này ngài triệu kiến thuộc hạ, có gì dặn dò không? Anh quan, nhìn anh kìa, Tiểu Lưu, lấy trà ngon pha cho chủ tịch quan nếm thử. Sau khi thư ký rời khỏi phòng thì La Nhân Huy mới thu nụ cười trên mặt lại, lão đứng lên nói. Quả đống, tình huống đàm phán của công ty Myanda với thành phố Sơn Viên chúng ta như thế nào? Thành phố Sơn Viên là tỉnh thành của Sơn Nam, cũng là một địa điểm được công ty Myanda chọn làm nơi đặt khu hậu cần, chủ tịch quan quả đống chính là người chịu trách nhiệm vụ này. Quan quả đống có hơi nhíu mày, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí thư La, công ty Myanda cũng không xây dựng khu hậu cần ở thành phố chúng ta. Tuy chúng ta đã cho ra nhiều ưu đãi thế nhưng người ta không có hứng thú, đây cũng là sự kiện không có biện pháp mà thôi. Đồng chí của tôi, bây giờ không phải là lúc xem xét công ty Myanda có hứng thú với thành phố Sơn Viên chúng ta hay không, mà là lúc này công ty Myanda đang ký kết hợp đồng hợp tác với thành phố Dạ Nguyệt của tỉnh hàng xóm. Chủ tịch Thạch đang rất căm tức, muốn truy cứu trách nhiệm ở sự kiện này. La Nhân Huy đứng lên lắc lắc vai cười nói. Tôi nghe nói công ty Myanda sở dĩ không chọn tỉnh Sơn Nam chúng ta để đầu tư, chủ yếu là vì thái độ của thành phố La Nam quá cứng. Thế cho nên làm cho bọn họ nghĩ rằng tỉnh Sơn Nam không có thành ý. Quan quả đống đã hiểu mục đích La Nhân Huy gọi mình đến vào lúc này, thế là trong lòng thầm kêu khổ. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới trầm giọng nói. Bí thư Nhân Huy, ngài là thường ủy tỉnh ủy, ngài là người nhất ngôn cửu đỉnh với các sự kiện trong tỉnh, tôi cảm thấy ngài nên phản ứng với tỉnh ủy, như vậy đỡ làm cho lãnh đạo tỉnh truy cứu trách nhiệm cho chúng ta. La Nhân Huy chợt híp mắt. Phản ứng của quan quả đống hầu như phá vỡ kế hoạch của lão. Lão híp mắt nhìn thoáng qua Cưu Quảng Đông rồi nói. Nếu tôi tiến lên nói thì có chút bất lợi với phương diện đoàn kết, vừa rồi tôi đã báo cáo tình huống của thành phố Sơn Viên cho Bí thư Nhất Phong. Khi đó Bí thư Nhất Phong cho ra yêu cầu, chính là thành phố chúng ta cần phải tiến hành báo cáo cho tỉnh theo đúng trình tự. Dựa theo đúng trình tự, cái gì là đúng trình tự? Không phải là ép mình phải đi đánh trận này sao? Tuy người đứng đầu chịu trách nhiệm vụ này phải là Chủ tịch Hà Khởi Duệ của thành phố La Nam, thế nhưng toàn tỉnh Sơn Nam có ai không biết Vương Tử Quân là người đứng đầu thành phố La Nam? Nếu không có Vương Tử Quân lên tiếng, Hà Khởi Duệ căn bản không có gan làm như thế. Thật ra quan quả đống cũng không muốn đắc tội với Vương Tử Quân, người này là kẻ tương lai vô hạn, gần đây tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy, đắc tội với đối phương gây ra hậu quả quá lớn. Nhưng bây giờ La Nhân Huy đưa lá khiên Hào Nhất Phong đi ra, hắn không đồng ý không xong. Quan quả đống thầm mắng La Nhân Huy, sau đó cũng chỉ có thể dùng giọng thành thật nói. Bí thư Nhân Huy cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho văn phòng làm báo cáo thật tốt. Tốt, La Nhân Huy nhìn thấy xu thế đã thành, lão nhanh chóng quyết định sự việc. Chiều nay anh phải đến đưa tư liệu báo cáo cho Chủ tịch Thạch. Có đốc thúc của La Nhân Huy thì quan quả đống cũng không dám kéo dài thời gian. Vào lúc gần tan tầm thì bản báo cáo của thành phố Sơn Viên đã xuất hiện trên bàn làm việc của Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Lúc này tâm tình của Thạch Kiên Quân rất không thoải mái, công ty Myanda ký kết hợp đồng với thành phố của tỉnh hàng xóm, điều này làm hắn rất bức bối. Nhưng cảm giác này được hắn giấu vào trong bụng, căn bản không thể nào phát tác được. Vương Tử Quân,
Nghiêm khắc mà nói thì Vương Tử Quân và hắn cũng không đơn giản là quan hệ thượng cấp hạ cấp, hai người còn là minh hữu trong tỉnh Sơn Nam. Một minh hữu nhỏ trong mắt Thạch Kiên Quân vào thời điểm trước kia đã phát triển thành một cây đại thụ cành lá rậm rạp vào lúc này. Chương 1038, một bạch yêu hồ. Thành phố Sơn Viên cho ra báo cáo về sự kiện công ty Myanda không ở lại, không khác nào cho dầu vào lửa. Thạch Kiên Quân thầm mắng quan quả đống, đồng thời trong lòng cũng có chút bất mãn với Vương Tử Quân. Điều kiện của công ty Myanda có chút hà khắc, nhưng suy xét lại thì có xí nghiệp nào tình nguyện ném cho anh một con chim đẻ trứng vàng. Anh quyết định bỏ dở hợp tác với công ty Myanda thì tốt xấu gì cũng phải trưng cầu ý kiến của tôi, bây giờ thì tốt rồi. Công ty Myanda đã ký kết hợp đồng với thành phố hàng xóm, không phải đang ném tôi lên lò nướng sao? Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập trên bàn làm việc của Thạch Kiên Quân, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó trầm giọng nói. Tôi biết rồi, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vài phút sau Trương Đông Viễn đi vào phòng làm việc của Thạch Kiên Quân. Đối với Trương Đông Viễn thì Thạch Kiên Quân có biểu hiện cực kỳ tôn trọng. Lúc này cũng không ngoại lệ, hắn vừa mời Chủ tịch Trương Đông Viễn ngồi xuống vừa dùng giọng ai oán nói. Chủ tịch Trương, thành phố La Nam đã cho tôi một nan đề khó khăn rồi. Trương Đông Viễn đã biết sự kiện công ty Myanda rời khỏi thành phố La Nam. Sau khi xem xét tư liệu báo cáo của thành phố Sơn Viên thì lão trầm giọng nói. Thành phố Sơn Viên đang làm gì vậy? Theo tôi biết thì công ty Myanda căn bản không có ý xây dựng khu hậu cần ở Sơn Viên. Điều này tôi cũng hiểu rõ ràng, bọn họ chủ yếu đi về phía thành phố La Nam, nhưng lần này thành phố La Nam lại không làm tốt công tác, rõ ràng để cho thành phố Dạ Nguyệt chiếm lấy tiện nghi, để bọn họ ký kết hợp đồng với công ty Myanda. Thạch Kiên Quân nói rồi vỗ bàn. Tôi biết rõ điều kiện của công ty Myanda có chút hà khắc, thế nhưng nó căn bản là có sức chèo chống với tình huống phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Lúc này thành phố La Nam đã có quy hoạch phát triển khu hậu cần. Nếu không có công ty Myanda đầu tư vào thì xây dựng khu hậu cần như thế nào? Dựa vào chính mình là được sao? Trương Đông Viễn đốt thuốc hít vào một hơi, lão không nói gì. Tuy hắn cũng hiểu điều kiện của công ty Myanda có chút hà khắc, thế nhưng thành phố La Nam từ chối cũng không phải là hành vi sáng suốt. Nhìn từ phương diện khách quan thì Thạch Kiên Quân nói cũng không phải không có lý, những năm gần đây trong nước luôn có thái độ rất tốt đối với đầu tư nước ngoài. Phần lớn đều có chính sách mạnh, vì nếu không có hấp dẫn thì làm sao người ta chạy đến được. Huống hồ Myanda là công ty lớn, mang đến những lợi ích không nhỏ với thành phố La Nam. Công ty Myanda cũng không phải ký kết hợp đồng chính thức với thành phố Dạ Nguyệt, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trương Đông Viễn nói làm cho ánh mắt Thạch Kiên Quân chợt sáng lên, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Đông Viễn. Khu hậu cần của công ty Myanda rất quan trọng với tỉnh Sơn Nam chúng ta, tôi thấy thế này thì hay hơn, chuyện này do tỉnh trực tiếp ra mặt. Trong tỉnh trực tiếp ra mặt, như vậy La Nam sẽ chẳng phải làm gì thêm, nhưng người làm bí thư thị ủy La Nam chính là Vương Tử Quân. Chủ tịch Thạch, tôi cảm thấy sự việc này nên để La Nam làm chủ, chúng ta chỉ cần phụ trợ là được. Trương Đông Viễn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng đề nghị nói với Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân khoát tay áo nói. Chủ tịch Đông Viễn, lúc này bí thư Tử Quân đang học tập ở trường đảng, chủ tịch Khởi Duệ căn bản không đủ quyết đoán, thế nên anh phải theo sát xử lý cho thỏa đáng. Thạch Kiên Quân tiến lên nắm ấn soái trong tay, lại nói Hà Khởi Duệ căn bản không đủ quyết đoán, rõ ràng đã hạ bậc thang cho Vương Tử Quân. Lúc này tất cả vấn đề được đổ lên người Hà Khởi Duệ, đây rõ ràng là một bước cờ hay của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân cảm thấy không thoải mái vì Vương Tử Quân căn bản không thực hiện ý đồ của mình, nhưng hắn đã hợp tác với Vương Tử Quân lâu năm, hắn biết rõ năng lượng của đối phương căn bản là khó thể nào đánh giá được. Hơn nữa đối phương còn là thường ủy tỉnh ủy, đắc tội với đối phương cũng không hay chút nào. Nhìn vào tất cả phương diện thì Hà Khởi Duệ là người gánh tội thay cực kỳ phù hợp. Trương Đông Viễn có thể đi đến vị trí ngày hôm nay thì căn bản không phải chỉ vào sự chính trực là đủ. Lão trầm ngâm giây lát suy nghĩ về lời đề nghị của Thạch Kiên Quân, lão cảm thấy đó là một lựa chọn không tệ. À, tôi thấy như vậy cũng tốt. Tuy Trương Đông Viễn cảm thấy Hà Khởi Duệ có chút oan ức, thế nhưng nghĩ đến phương diện Hà Khởi Duệ trở thành chủ tịch thành phố La Nam đều là nhờ một tay Vương Tử Quân đưa lên, thế nên lão không nói thêm điều gì.
Hà Khởi Duệ là một người cấp dưới, có đôi khi cũng phải có dũng khí gánh tiếng xấu thay cho lãnh đạo, huống hồ là Vương Tử Quân là người đối đãi rất tốt với Hà Khởi Duệ ở tất cả các phương diện. Nhưng Trương Đồng Viễn cũng cần phải làm công tác với Vương Tử Quân ở phía bên kia, anh muốn hạ bậc thang cho hắn, thế nhưng hắn chưa nhất định sẽ cảm kích. Lão nghĩ đến tính cách của Vương Tử Quân, thế là thầm suy xét rộng hơn một chút. Khi thấy Trương Đồng Viễn đồng ý với ý kiến của mình, Thạch Kiên Quân cảm thấy rất vui. Hắn thầm nghĩ, Tử Quân ơi là Tử Quân, tôi đối với anh xem như cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyện này anh cũng đừng tham dự vào. Khi Trương Đồng Viễn rời khỏi phòng làm việc của Thạch Kiên Quân để liên lạc với công ty Myanda, Thạch Kiên Quân nhận được điện thoại của Vương Tử Quân. Nói chung vì chính mình đã có phương án xử lý đúng đắn với sự kiện công ty Myanda, thế cho nên Thạch Kiên Quân tỏ ra rất hiền hòa. Tử Quân, cậu là người điển hình làm việc điên cuồng, cậu đang học tập ở trường đảng, khó có được một ngày nghỉ cuối tuần, sao không bỏ nhiều thời gian cho Tiểu Bắc? Cứ nóng lòng quay về, điều này tôi phải phê bình cậu. Thạch Kiên Quân nói lời vui đùa, giọng điệu căn bản không có chút dấu hiệu xa lạ. Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Thạch, tôi không phải đang làm tốt công tác liên hệ mật thiết với lãnh đạo sao? Có người nói hôm nay không liên lạc mật thiết với lãnh đạo thì ngày mai chỉ có thể liên lạc với chính mình mà thôi. Tốt, tốt, cậu bớt nói lại cho tôi nhờ, có chuyện gì thì nói thẳng ra, tôi còn nhiều công việc lắm. Biết rõ mỗi ngày ngài đều bận rộn, thế nên tôi đây cũng không dám quấy nhiễu nhiều. Nhưng ngài bận rộn thì một ngày ba bữa cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ. Tôi đã chuẩn bị xong một bàn ở phía Tiểu Ngư thôn, muốn nhân cơ hội này báo cáo tư tưởng công tác với lãnh đạo. Vương Tử Quân nói đến Tiểu Ngư thôn, chính là một khu du lịch nổi tiếng của thành phố Sơn Viên, có thể nói là một địa điểm rất đẹp. Sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân, Thạch Kiên Quân chợt mỉm cười. Thầm nghĩ Vương Tử Quân là người biết chuyện, biết rõ mình làm không tốt sự kiện với công ty Myanda, thế cho nên đặc biệt mời mình dùng cơm, đại khái là chịu đòn nhận tội. Chương 1039, Hợp ý Hoàng đế. Thạch Kiên Quân là người thông minh, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Hắn hiểu ý của Vương Tử Quân, đó chính là mình phải mở lời giúp đỡ công ty Đại Nguyên, biểu hiện như thế tuy không bằng Vương Tử Quân, thế nhưng cũng xem như thơm lây không nhỏ. Thạch Kiên Quân nghĩ rằng mình có thể bảo trì sự nhất trí với lãnh đạo thượng cấp, điều này còn tốt hơn kiếm được vài hạng mục. Chủ tịch Thạch, Bí thư Vương. Thức ăn đã được làm xong. Người đi đến không phải là nhân viên phục vụ, là thư ký của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân nhìn thư ký, hắn khẽ khoát tay nói. Lấy chai rượu lâu năm trong xe của tôi ra, hôm nay tôi sẽ uống vài ly với Bí thư Vương. Thư ký đã làm việc với chủ tịch Thạch Kiên Quân lâu năm, biết rõ bình rượu kia của lãnh đạo là quý giá cỡ nào. Nhiều năm qua mà lãnh đạo chỉ lấy ra hai chai. Hôm nay xem ra Bí thư Vương nhận được đãi ngộ rất cao. Thư ký nhìn nụ cười trên gương mặt lãnh đạo của mình, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trong lòng thầm hâm mộ. Tuổi mình và Bí thư Vương căn bản là tương đồng, thế nhưng mình căn bản không phát triển được bao nhiêu, Bí thư Vương lại đến vị trí ngày hôm nay, xem ra khác biệt giữa hai bên là không nhỏ. Thư ký nghĩ đến tình huống giống như trước khi đến lãnh đạo còn đang tức giận với Vương Tử Quân. Bây giờ mới được nửa giờ mà đã cười cười nói, còn hào hứng bừng bừng yêu cầu lấy rượu ra, thế là không khỏi bội phục Vương Tử Quân. Người này có thể làm cho lãnh đạo thay đổi thái độ chóng vánh, rõ ràng rất có bản lĩnh. Vương Tử Quân còn phải học tập ở trường đảng Trung ương thêm một tháng, trong tháng này nhiệm vụ chủ yếu của hắn là học tập, sau đó về nhà với con và Mạc Lão Gia Tử. Bài luận về phương diện phát triển kinh tế doanh nghiệp của Vương Tử Quân cũng đã được làm bản tham khảo. Khi bài luận của Vương Tử Quân được đưa ra, công ty Đại Nguyên và thành phố La Nam cũng đã ký kết hợp đồng, hạng mục khu hậu cần của công ty Đại Nguyên cũng được tuyên truyền ra ngoài. Khi hai sự việc này phát sinh, rất nhiều người bắt đầu nói đến sự kiện khu hậu cần của công ty Myanda, cũng nói ra những điều kiện hà khắc mà địa phương phải gánh chịu. Những sự việc này quấn lấy nhau, thế là hình tượng của thị ủy La Nam càng thêm cao lớn. Quần chúng thành phố La Nam luôn mở miệng tán dương hành động của chính quyền, nhân dân thường chất phác, đó là thứ gì tốt của mình cần gì phải ném cho người khác, sao không ném cho người của mình. Lúc này xem như thị ủy đã làm tốt công tác, Bí thư Vương cũng đã làm tốt công tác của mình. Trình Tứ Nguyên cũng tràn đầy cảm kích với Vương Tử Quân,
hắn biết rõ công ty của mình có sự chênh lệch lớn với công ty Myanda. Nhưng Vương Tử Quân là người cố ý giúp đỡ mình, thế cho nên chính mình mới có được hạng mục lần này. Tuy hợp tác với công ty Myanda làm tổn hại lợi ích của thành phố La Nam, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì hợp tác với công ty Myanda lại có thành tích cao hơn. Nhưng Bí Thư Vương lúc này vẫn lựa chọn mình, điều này làm cho hắn cảm thấy khó tin dù hai bên đã tiến vào bàn ký kết hợp đồng. Chủ tịch Lật, tôi thật sự cảm kích Bí Thư Vương, nếu như không phải là anh ấy, công ty của chúng tôi có lẽ sẽ phải chết non mà thôi. Trong một khách sạn đẹp đẽ, Trình Tứ Nguyên nâng ly rượu nói với Lật Tòng Ba. Lật Tòng Ba ngồi bên cạnh Trần Hiểu Kiều, bàn tay khẽ cầm lấy ly rượu, cũng cảm thấy rất bội phục Vương Tử Quân. Trình Tứ Nguyên là thương nhân, tất nhiên suy nghĩ bị lợi ích hóa, Lật Tòng Ba hắn thì khác, hắn có thể đi đến vị trí hiện tại cũng là vì có con đường của mình. Lật Tòng Ba nghĩ đến nội dung nghe được từ miệng của nhân vật mấu chốt vào tối qua, hắn càng thêm bội phục Vương Tử Quân. Đối phương xử lý khá đơn giản, cho ra một bài luận, đủ làm cho lãnh đạo thượng cấp tán thưởng, còn chiếm được tình cảm lớn của Trình Tứ Nguyên. Tất nhiên phần tình cảm của Trình Tứ Nguyên không tính là gì, chẳng qua hành động thúc đẩy kinh tế tư nhân rõ ràng là phù hợp với ý nghĩ của lãnh đạo Trung ương, nếu là thời vua chúa thì rõ ràng là hợp ý hoàng đế. Một người hợp ý hoàng đế thì rõ ràng là tương lai vô hạn. Vương Tử Quân thông qua một chuyện nhỏ để tìm được đãi ngộ lớn, người này chắc chắn sẽ có tương lai tuyệt vời, hát vang tiến mạnh. Tuy Lật Tòng Ba trước nay chưa từng xem thường Vương Tử Quân, người tiến lên thường ủy tỉnh ủy khi vừa mới hơn 30 rõ ràng không đơn giản. Nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy mình xem thường đối phương, thủ đoạn của người kia căn bản là khó thể so sánh. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lật Tòng Ba lấy điện thoại ra bấm số của Vương Tử Quân. Cậu Tử Quân, cậu có rảnh không? Tôi mời cậu uống trà. Hào Nhất Phong ngồi trong phòng làm việc lẳng lặng xem bài luận của Vương Tử Quân, bài viết này khá ngắn, không bắt mắt, thế nhưng ở vị trí của lão lại hiểu rõ ràng ý nghĩa cao vời của nó. Đúng là một tiểu tử tốt. Hào Nhất Phong nghĩ đến những chuyện phát sinh vài ngày qua mà không khỏi sinh ra cảm giác lau mắt mà nhìn với Vương Tử Quân. Người này có thể đứng trước mặt thế cục dùng hành động thực tế để chứng minh ý nghĩ của mình, quan trọng là hành vi này còn được lãnh đạo thượng cấp chú ý, căn bản không phải là một hành vi vô tâm. Hào Nhất Phong dù thế nào cũng không thể không tin Vương Tử Quân có mưu mô sẵn ở sự kiện lần này, nhưng chẳng qua có một số người ngốc nghếch phải tiến lên làm đạo cụ cho hắn. Những người làm đạo cụ cho Vương Tử Quân có Hào Nhất Phong hay không? Hào Nhất Phong không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng lão biết rõ dù là công ty Myanda hay công ty Dạ Nguyệt cũng đều là đạo cụ của Vương Tử Quân. Tút tút tút, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, lão cầm điện thoại lên. Người gọi đến là một vị bí thư thị ủy tuyến dưới, đối phương mời Hào Nhất Phong tham gia nghi thức khởi công một hạng mục lớn. Vị bí thư thị ủy này là tâm phúc của Hào Nhất Phong, thường thì lão sẽ căn bản không từ chối những sự kiện như vậy. Nhưng hôm nay lão trầm ngâm giây lát rồi nói ra lời từ chối. Vì hạng mục của công ty Myanda mà Hào Nhất Phong căn bản không dám làm chim đầu đàn cho người ta bắn. Hào Nhất Phong nghĩ đến chim đầu đàn thì lại nghĩ đến Thạch Kiên Quân. Những ngày nay đối phương có hành động rất quỷ dị, nếu như không có phối hợp với Vương Tử Quân thì đánh chết lão cũng không tin. Nhưng điều này đã không còn quan trọng là tin tức mà trưởng ban Dương đưa đến cho lão. Lúc này lãnh đạo Trung ương đã cho ra những lời khẳng định rất tốt với Thạch Kiên Quân, liên tục mở miệng khen ngợi công tác của Thạch Kiên Quân ở Sơn Nam. Lãnh đạo thượng cấp khen ngợi công tác của Chủ tịch Thạch, lại không quay sang ném vài lời cho Bí thư tỉnh ủy là Hào Nhất Phong, khác biệt trong đó đủ làm cho người ta phải suy nghĩ bất định. Tút tút tút. Chiếc điện thoại màu đỏ bí mật chợt vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Hào Nhất Phong. Lúc này Hào Nhất Phong nhìn qua chiếc điện thoại, lão hít vào một hơi thật sâu, sau đó vội vàng ném tất cả ý nghĩ rối loạn ra khỏi đầu. Chào anh, tôi là Hào Nhất Phong. Giọng điệu của Hào Nhất Phong tràn đầy cung kính. Chào Bí thư Nhất Phong, tôi là Vũ Tiểu Dương, lãnh đạo muốn nói chuyện với ngài. Sau khi người gọi điện thoại đến khai báo thân phận thì nhanh chóng nối máy. Hào Nhất Phong biết rõ Vũ Tiểu Dương là ai, cũng biết rõ lãnh đạo là ai. Vì vậy sau khi nghe Vũ Tiểu Dương lên tiếng thì vẻ mặt lão càng thêm cung kính, lão cầm chặt điện thoại, chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị của lãnh đạo.
Chào đồng chí Nhất Phong. Một giọng nói trầm ấm truyền đến từ đầu dây bên kia, Hào Nhất Phong nghe được âm thanh này thì cơ thể càng thêm thẳng đứng. Chào thủ trưởng. Đồng chí Nhất Phong, công tác của tỉnh Sơn Nam trong năm nay là rất tốt, không những có chỉ tiêu phát triển kinh tế rất đẹp, còn có thay đổi ở phương hướng tăng trưởng. Điều này nói rõ ban ngành tỉnh Sơn Nam có suy nghĩ chính xác, phương hướng các anh đưa ra đáng giá để nhận lấy lời khẳng định. Lời khen ngợi của lãnh đạo không làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy vui vẻ. Lão là một vị bí thư tỉnh ủy, lão biết rõ những lời khen như vậy căn bản không có bao nhiêu phần cho mình. Nhưng Hào Nhất Phong vẫn phải có biểu hiện cực kỳ vui mừng, dù sao thì đây cũng là những lời khen ngợi của lãnh đạo. Thế là lão dùng giọng vui vẻ nói. Mong lãnh đạo cứ yên tâm, tỉnh Sơn Nam chúng tôi có lòng tin và quyết tâm nâng cao một bước công tác của mình, cuối năm sẽ giải quyết bài toán khó mà lãnh đạo giao phó. Anh có lòng tin như vậy thì tôi thật sự yên tâm. Tôi cũng tin tưởng anh có thể làm tốt công tác ở tỉnh Sơn Nam, đồng thời đồng chí Kiên Quân công tác cũng khá tốt, nhờ anh chuyển lời của tôi cho anh ấy. Lời nói của lãnh đạo thượng cấp làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất vui, đồng thời cũng cảm thấy khổ sở. Lãnh đạo không hề gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân, điều này nói rõ vị trí bí thư tỉnh ủy của Hào Nhất Phong là cực kỳ vững chắc, thế nhưng lãnh đạo lại tiến hành khen ngợi Thạch Kiên Quân, điều này làm cho lão cảm thấy khó chịu. Nhưng lãnh đạo gọi điện thoại đến căn bản không phải là trưng cầu ý kiến của Hào Nhất Phong, rõ ràng là tiến hành sắp xếp công tác, lão cần phải có ý thức lấy đại cục làm trọng. Bí thư Nhất Phong, anh không cần cúp điện thoại, tôi còn có chuyện phải làm phiền anh. Giọng nói của Vũ Tiểu Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Hào Nhất Phong không biết lúc này lãnh đạo thượng cấp còn ở bên cạnh hay không, thế nên dùng giọng sống động nói. Đồng chí Tiểu Dương cứ nói. Anh có số điện thoại liên lạc với Bí Thư Vương hay không? Để tôi có thể ghi vào sổ của mình. Giọng nói của Vũ Tiểu Dương căn bản không có vài phần cảm tình, thế nhưng lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất rung động. Đối phương muốn lấy số điện thoại của Vương Tử Quân. Đây là muốn làm gì? Vũ Tiểu Dương là ai thì Hào Nhất Phong biết rất rõ, hành vi của đối phương có hình bóng của lãnh đạo thượng cấp. Hào Nhất Phong thầm nghĩ như vậy, lão nhanh chóng lật sổ điện thoại ra, sau đó báo cáo số điện thoại liên lạc của Vương Tử Quân. Cảm ơn Bí Thư Nhất Phong. Vũ Tiểu Dương cũng không nói gì thêm mà trực tiếp cúp điện thoại. Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại mà suy nghĩ miên man, trong lòng sinh ra cảm giác rất xấu. Giống như lúc này Vương Tử Quân là một cánh chim ưng vỗ cánh bay xa, thậm chí còn nhanh chóng rời khỏi vùng trời của mình. Nhưng điều này cũng không phải là Hào Nhất Phong có thể thao túng, lão nâng ly nước trà lên uống một ngụm để điều hòa tâm tình của mình, sau đó gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Kiên Quân, vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại đến tiến hành khen ngợi công tác của anh. Hào Nhất Phong đã khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh trưởng thành lão luyện. Lão muốn thông qua giọng điệu để biểu đạt vị trí của mình trong suy nghĩ của lãnh đạo. Richard, làm sao bây giờ? Lúc này thành phố La Nam đã ký hiệp nghị xây dựng khu hậu cần, dựa theo tình huống của bọn họ thì chúng ta đã căn bản không còn khả năng hợp tác nữa rồi. Bob nhìn Richard dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Chương 1039, Hợp ý Hoàng đế. Thạch Kiên Quân là người thông minh, chỉ cần nhìn qua là hiểu. Hắn hiểu ý của Vương Tử Quân, đó chính là mình phải mở lời giúp đỡ công ty Đại Nguyên, biểu hiện như thế tuy không bằng Vương Tử Quân, thế nhưng cũng xem như thơm lây không nhỏ. Thạch Kiên Quân nghĩ rằng mình có thể bảo trì sự nhất trí với lãnh đạo thượng cấp, điều này còn tốt hơn kiếm được vài hạng mục. Chủ tịch Thạch, Bí Thư Vương, thức ăn đã được làm xong. Người đi đến không phải là nhân viên phục vụ, là thư ký của Thạch Kiên Quân. Thạch Kiên Quân nhìn thư ký. Hắn khẽ khoát tay nói. Lấy chai rượu lâu năm trong xe của tôi ra, hôm nay tôi sẽ uống vài ly với Bí Thư Vương. Thư ký đã làm việc với Chủ tịch Thạch Kiên Quân lâu năm, biết rõ bình rượu kia của lãnh đạo là quý giá cỡ nào. Nhiều năm qua mà lãnh đạo chỉ lấy ra hai chai, hôm nay xem ra Bí Thư Vương nhận được đãi ngộ rất cao. Thư ký nhìn nụ cười trên gương mặt lãnh đạo của mình, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trong lòng thầm hâm mộ. Tuổi mình và Bí Thư Vương căn bản là tương đồng, thế nhưng mình căn bản không phát triển được bao nhiêu, Bí Thư Vương lại đến vị trí ngày hôm nay, xem ra khác biệt giữa hai bên là không nhỏ. Thư ký nghĩ đến tình huống giống như trước khi đến lãnh đạo còn đang tức giận với Vương Tử Quân,
bây giờ mới được nửa giờ mà đã cười cười nói nói, còn hào hứng bừng bừng yêu cầu lấy rượu ra, thế là không khỏi bội phục Vương Tử Quân. Người này có thể làm cho lãnh đạo thay đổi thái độ chóng vánh, rõ ràng rất có bản lĩnh. Vương Tử Quân còn phải học tập ở trường Đảng Trung ương thêm một tháng, trong tháng này nhiệm vụ chủ yếu của hắn là học tập, sau đó về nhà với con và Mạc lão gia tử. Bài luận về phương diện phát triển kinh tế doanh nghiệp của Vương Tử Quân cũng đã được làm bản tham khảo. Khi bài luận của Vương Tử Quân được đưa ra, công ty Đại Nguyên và thành phố La Nam cũng đã ký kết hợp đồng, hạng mục khu hậu cần của công ty Đại Nguyên cũng được tuyên truyền ra ngoài. Khi hai sự việc này phát sinh, rất nhiều người bắt đầu nói đến sự kiện khu hậu cần của công ty Myanda, cũng nói ra những điều kiện hà khắc mà địa phương phải gánh chịu. Những sự việc này quấn lấy nhau, thế là hình tượng của thị ủy La Nam càng thêm cao lớn. Quần chúng thành phố La Nam luôn mở miệng tán dương hành động của chính quyền, nhân dân thường chất phác, đó là thứ gì tốt của mình cần gì phải ném cho người khác, sao không ném cho người của mình. Lúc này xem như thị ủy đã làm tốt công tác, bí thư Vương cũng đã làm tốt công tác của mình. Trình Tứ Nguyên cũng tràn đầy cảm kích với Vương Tử Quân, hắn biết rõ công ty của mình có sự chênh lệch lớn với công ty Myanda. Nhưng Vương Tử Quân là người cố ý giúp đỡ mình, thế cho nên chính mình mới có được hạng mục lần này. Tuy hợp tác với công ty Myanda làm tổn hại lợi ích của thành phố La Nam, thế nhưng đối với Vương Tử Quân thì hợp tác với công ty Myanda lại có thành tích cao hơn. Nhưng bí thư Vương lúc này vẫn lựa chọn mình, điều này làm cho hắn cảm thấy khó tin dù hai bên đã tiến vào bàn ký kết hợp đồng. Chủ tịch Lật, tôi thật sự cảm kích bí thư Vương, nếu như không phải là anh ấy, công ty của chúng tôi có lẽ sẽ phải chết non mà thôi. Trong một khách sạn đẹp đẽ, Trình Tứ Nguyên nâng ly rượu nói với Lật Tòng Ba. Lật Tòng Ba ngồi bên cạnh Trần Hiểu Kiều, bàn tay khẽ cầm lấy ly rượu, cũng cảm thấy rất bội phục Vương Tử Quân. Trình Tứ Nguyên là thương nhân, tất nhiên suy nghĩ bị lợi ích hóa, Lật Tòng Ba hắn thì khác, hắn có thể đi đến vị trí hiện tại cũng là vì có con đường của mình. Lật Tòng Ba nghĩ đến nội dung nghe được từ miệng của nhân vật mấu chốt vào tối qua, hắn càng thêm bội phục Vương Tử Quân. Đối phương xử lý khá đơn giản, cho ra một bài luận, đủ làm cho lãnh đạo thượng cấp tán thưởng, còn chiếm được tình cảm lớn của Trình Tứ Nguyên. Tất nhiên phần tình cảm của Trình Tứ Nguyên không tính là gì, chẳng qua hành động thúc đẩy kinh tế tư nhân rõ ràng là phù hợp với ý nghĩ của lãnh đạo Trung ương, nếu là thời vua chúa thì rõ ràng là hợp ý hoàng đế. Một người hợp ý hoàng đế thì rõ ràng là tương lai vô hạn. Vương Tử Quân thông qua một chuyện nhỏ để tìm được đãi ngộ lớn, người này chắc chắn sẽ có tương lai tuyệt vời, hát vang tiến mạnh. Tuy Lật Tòng Ba trước nay chưa từng xem thường Vương Tử Quân, người tiến lên thường ủy tỉnh ủy khi vừa mới hơn 30 rõ ràng không đơn giản. Nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy mình xem thường đối phương, thủ đoạn của người kia căn bản là khó thể so sánh. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lật Tòng Ba lấy điện thoại ra bấm số của Vương Tử Quân. Cậu Tử Quân, cậu có rảnh không? Tôi mời cậu uống trà. Hào Nhất Phong ngồi trong phòng làm việc lẳng lặng xem bài luận của Vương Tử Quân, bài viết này khá ngắn, không bắt mắt, thế nhưng ở vị trí của lão lại hiểu rõ ràng ý nghĩa cao vời của nó. Đúng là một tiểu tử tốt. Hào Nhất Phong nghĩ đến những chuyện phát sinh vài ngày qua mà không khỏi sinh ra cảm giác lau mắt mà nhìn với Vương Tử Quân. Người này có thể đứng trước mặt thế cục dùng hành động thực tế để chứng minh ý nghĩ của mình, quan trọng là hành vi này còn được lãnh đạo thượng cấp chú ý. Căn bản không phải là một hành vi vô tâm. Hào Nhất Phong dù thế nào cũng không thể không tin Vương Tử Quân có mưu mô sẵn ở sự kiện lần này, nhưng chẳng qua có một số người ngốc nghếch phải tiến lên làm đạo cụ cho hắn. Những người làm đạo cụ cho Vương Tử Quân có Hào Nhất Phong hay không? Hào Nhất Phong không muốn nghĩ nhiều, thế nhưng lão biết rõ dù là công ty Myanda hay công ty Dạ Nguyệt cũng đều là đạo cụ của Vương Tử Quân. Tút tút tút, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, lão cầm điện thoại lên. Người gọi đến là một vị bí thư thị ủy tuyến dưới, đối phương mời Hào Nhất Phong tham gia nghi thức khởi công một hạng mục lớn. Vị bí thư thị ủy này là tâm phúc của Hào Nhất Phong, thường thì lão sẽ căn bản không từ chối những sự kiện như vậy. Nhưng hôm nay lão trầm ngâm giây lát rồi nói ra lời từ chối. Vì hạng mục của công ty Myanda mà Hào Nhất Phong căn bản không dám làm chim đầu đàn cho người ta bắn. Hào Nhất Phong nghĩ đến chim đầu đàn thì lại nghĩ đến Thạch Kiên Quân.
Những ngày nay đối phương có hành động rất quỷ dị, nếu như không có phối hợp với Vương Tử Quân thì đánh chết lão cũng không tin. Nhưng điều này đã không còn quan trọng là tin tức mà trưởng ban Dương đưa đến cho lão. Lúc này lãnh đạo Trung ương đã cho ra những lời khẳng định rất tốt với Thạch Kiên Quân, liên tục mở miệng khen ngợi công tác của Thạch Kiên Quân ở Sơn Nam. Lãnh đạo thượng cấp khen ngợi công tác của Chủ tịch Thạch, lại không quay sang ném vài lời cho Bí thư tỉnh ủy là Hào Nhất Phong, khác biệt trong đó đủ làm cho người ta phải suy nghĩ bất định. Tút tút tút, chiếc điện thoại màu đỏ bí mật chợt vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Hào Nhất Phong. Lúc này Hào Nhất Phong nhìn qua chiếc điện thoại, lão hít vào một hơi thật sâu, sau đó vội vàng ném tất cả ý nghĩ rối loạn ra khỏi đầu. Chào anh, tôi là Hào Nhất Phong. Giọng điệu của Hào Nhất Phong tràn đầy cung kính. Chào Bí thư Nhất Phong, tôi là Vũ Tiểu Dương, lãnh đạo muốn nói chuyện với ngài. Sau khi người gọi điện thoại đến khai báo thân phận thì nhanh chóng nối máy. Hào Nhất Phong biết rõ Vũ Tiểu Dương là ai, cũng biết rõ lãnh đạo là ai. Vì vậy sau khi nghe Vũ Tiểu Dương lên tiếng thì vẻ mặt lão càng thêm cung kính, lão cầm chặt điện thoại, chuẩn bị tiếp nhận chỉ thị của lãnh đạo. Chào đồng chí Nhất Phong. Một giọng nói trầm ấm truyền đến từ đầu dây bên kia, Hào Nhất Phong nghe được âm thanh này thì cơ thể càng thêm thẳng đứng. Chào Thủ trưởng. Đồng chí Nhất Phong, công tác của tỉnh Sơn Nam trong năm nay là rất tốt, không những có chỉ tiêu phát triển kinh tế rất đẹp, còn có thay đổi ở phương hướng tăng trưởng. Điều này nói rõ ban ngành tỉnh Sơn Nam có suy nghĩ chính xác, phương hướng các anh đưa ra đáng giá để nhận lấy lời khẳng định. Lời khen ngợi của lãnh đạo không làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy vui vẻ. Lão là một vị bí thư tỉnh ủy, lão biết rõ những lời khen như vậy căn bản không có bao nhiêu phần cho mình. Nhưng Hào Nhất Phong vẫn phải có biểu hiện cực kỳ vui mừng, dù sao thì đây cũng là những lời khen ngợi của lãnh đạo. Thế là lão dùng giọng vui vẻ nói. Mong lãnh đạo cứ yên tâm, tỉnh Sơn Nam chúng tôi có lòng tin và quyết tâm nâng cao một bước công tác của mình, cuối năm sẽ giải quyết bài toán khó mà lãnh đạo giao phó. Anh có lòng tin như vậy thì tôi thật sự yên tâm. Tôi cũng tin tưởng anh có thể làm tốt công tác ở tỉnh Sơn Nam, đồng thời đồng chí Kiên Quân công tác cũng khá tốt, nhờ anh chuyển lời của tôi cho anh ấy. Lời nói của lãnh đạo thượng cấp làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất vui, đồng thời cũng cảm thấy khổ sở. Lãnh đạo không hề gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân, điều này nói rõ vị trí bí thư tỉnh ủy của Hào Nhất Phong là cực kỳ vững chắc, thế nhưng lãnh đạo lại tiến hành khen ngợi Thạch Kiên Quân, điều này làm cho lão cảm thấy khó chịu. Nhưng lãnh đạo gọi điện thoại đến căn bản không phải là trưng cầu ý kiến của Hào Nhất Phong, rõ ràng là tiến hành sắp xếp công tác, lão cần phải có ý thức lấy đại cục làm trọng. Bí thư Nhất Phong, anh không cần cúp điện thoại, tôi còn có chuyện phải làm phiền anh. Giọng nói của Vũ Tiểu Dương vang lên từ đầu dây bên kia. Hào Nhất Phong không biết lúc này lãnh đạo thượng cấp còn ở bên cạnh hay không, thế nên dùng giọng sống động nói. Đồng chí Tiểu Dương cứ nói. Anh có số điện thoại liên lạc với Bí Thư Vương hay không? Để tôi có thể ghi vào sổ của mình. Giọng nói của Vũ Tiểu Dương căn bản không có vài phần cảm tình, thế nhưng lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy rất rung động. Đối phương muốn lấy số điện thoại của Vương Tử Quân, đây là muốn làm gì? Vũ Tiểu Dương là ai thì Hào Nhất Phong biết rất rõ, hành vi của đối phương có hình bóng của lãnh đạo thượng cấp. Hào Nhất Phong thầm nghĩ như vậy, lão nhanh chóng lật sổ điện thoại ra, sau đó báo cáo số điện thoại liên lạc của Vương Tử Quân. Cảm ơn Bí thư Nhất Phong. Vũ Tiểu Dương cũng không nói gì thêm mà trực tiếp cúp điện thoại. Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại mà suy nghĩ miên man, trong lòng sinh ra cảm giác rất xấu. Giống như lúc này Vương Tử Quân là một cánh chim ưng vỗ cánh bay xa, thậm chí còn nhanh chóng rời khỏi vùng trời của mình. Nhưng điều này cũng không phải là Hào Nhất Phong có thể thao túng, lão nâng ly nước trà lên uống một ngụm để điều hòa tâm tình của mình, sau đó gọi điện thoại cho Thạch Kiên Quân. Chủ tịch Kiên Quân, vừa rồi lãnh đạo gọi điện thoại đến tiến hành khen ngợi công tác của anh. Hào Nhất Phong đã khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh trưởng thành lão luyện. Lão muốn thông qua giọng điệu để biểu đạt vị trí của mình trong suy nghĩ của lãnh đạo. Richard, làm sao bây giờ? Lúc này thành phố La Nam đã ký hiệp nghị xây dựng khu hậu cần, dựa theo tình huống của bọn họ thì chúng ta đã căn bản không còn khả năng hợp tác nữa rồi. Bob nhìn Richard dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Chương 1040, lấy lòng ngoài ý muốn.
Những ngày qua Richard rất bực bội, chỉ cảm thấy dây cung căng cứng rồi chợt đứt, điều này làm hắn trở tay không kịp. Nhưng lúc này ở trước mặt Bob thì Richard căn bản không dám lộ ra vẻ uể oải của mình, hắn tỏ ra cực kỳ tự tin. Bob, thành phố La Nam đã ký kết hiệp nghị xây dựng khu hậu cần với công ty Đại Nguyên, vậy thì chúng ta ở lại thành phố Dạ Nguyệt, vì thành phố Dạ Nguyệt cho chúng ta những điều kiện rất tốt. Nhưng vị trí địa lý của thành phố Dạ Nguyệt căn bản không thể nào so sánh được với La Nam, đừng nói là phương diện phóng xạ ra các tỉnh Trung Bộ. Lúc này Bob tỏ ra cực kỳ cứng nhắc với Richard, không có chút ý tứ nhượng bộ. Tại sao lại không có biện pháp? Bob, thành phố La Nam dù là nơi mà Tổng Bộ quyết định đặt khu hậu cần, thế nhưng như vậy thì thế nào? Kế hoạch không thể không biến hóa, hơn nữa thành phố La Nam không có sân bay, đây là một trong những phương diện rất quan trọng. Tuy khu hậu cần căn bản không có nhu cầu quá lớn với sân bay, thế nhưng bây giờ là thời điểm xí nghiệp hiện đại. Nếu như xung quanh khu hậu cần không có sân bay, rõ ràng là một uy hiếp rất lớn. Richard nói đến đây thì làn môi quý tộc mỏng dính có hơi co rút, cơ thể càng có thêm vài phần ngạo nghễ. Bob nghe Richard nói những lời như vậy mà thật sự nổi giận, nhưng lúc này căn bản không tìm được lý do để phản bác. Lời nói của Richard cũng có vài phần đúng, theo như phân tích của hắn thì La Nam là một thành phố quật khởi, sớm muộn gì cũng xây dựng sân bay mà thôi. Richard, tôi sẽ đem những chuyện phát sinh tiến hành báo cáo cho Tổng Bộ. Bob trầm ngâm một chút rồi rung giọng kiên định nói. Khi Bob phất tay áo bỏ đi thì gương mặt căng cứng của Richard có vài phần run rẩy. Hắn ngồi nặng nề trên ghế salon, vẻ mặt có vài phần chán nản. Richard cảm thấy mình cho ra quyết sách lần này cũng không có gì gọi là sai lầm, hắn nên làm như vậy, thế nhưng đáng tiếc là đối thủ đàm phán căn bản không coi công ty của bọn họ ra gì. Dứt khoát bỏ qua và ký hợp đồng với một công ty khác. Richard là một người hiểu rõ về Trung Quốc, hắn căn bản biết được nhiều tình thế trong đất nước này. Hắn nhìn tư liệu trên bàn công tác, thế là trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Thông qua những tư liệu và đàm phán gần đây, Richard đã suy xét vài ngày, cuối cùng cho ra một kết luận. Từ khi bắt đầu thì nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn kia đã không chú ý đến công ty của hắn. Biết không chừng tất cả mọi thứ đều do chính mình tạo ra. Richard cảm thấy mình quá hoành hoang, thực tế thì hắn cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sử dụng một câu tục ngữ để miêu tả đúng tình huống thì rõ ràng là chính mình không là cái quái gì đối với đối phương. Thành phố La Nam căn bản giống như Bob nói, công ty Myanda đã không còn gì để quay về, lúc này chỉ có thể kiên trì đầu tư ở thành phố Dạ Nguyệt. Mặc dù trong ý thức của hắn thì thành phố Dạ Nguyệt cũng không là một lựa chọn rất tốt để đầu tư khu hậu cần, thế nhưng dưới tình huống hiện tại thì không còn lựa chọn gì khác, chỉ có một con đường và cứ tiếp tục tiến bước mà thôi. Richard có thể căn cứ vào lý do thành phố La Nam không có sân bay để kiên trì ý kiến của mình, hắn tin tưởng dưới sự giúp đỡ của ban giám đốc, nhất định chính mình sẽ vẫn giữ được vị trí hiện tại, nhưng cũng phải trả giá không nhỏ. Richard rút ra một điếu thuốc. Liên tục hít khói nhà xương, trên mặt chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Richard khẽ lên tiếng, thư ký Emily nhanh chóng đi vào. Emily, có chuyện gì sao? Richard đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng như thường, hắn trầm giọng hỏi Emily. Emily khẽ đặt một phần văn kiện xuống trước mặt Richard, sau đó nàng khẽ nói. Richard tiên sinh, vừa nhận được tin tức. Hạng mục sân bay của thành phố La Nam đã được phê chuẩn. Cô nói cái gì? Richard chợt đứng lên khỏi ghế giống như một con khỉ bị bỏng mông. Emily cũng không cảm thấy bất ngờ với phản ứng của Richard. Nàng là thư ký của Richard, nàng biết rõ nhiều tình huống mà người khác căn bản không biết. Rõ ràng thành phố La Nam được xây dựng sân bay là đả kích không nhỏ với Richard. Nhưng tin tức đã truyền đến, Emily căn bản không thể nào che giấu. Chỉ hy vọng Richard tiên sinh sớm có chuẩn bị. Hạng mục sân bay của thành phố La Nam đã được thông qua. Emily thì thào lặp lại một lần nữa. Richard không nói gì thêm, hắn khoát tay áo với Emily, tỏ ý bảo nàng có thể rời đi. Vương Tử Quân căn bản không biết tình huống khốn khổ của Richard, dù sao thì công ty Myanda chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của hắn, hơn nữa còn là một mắt xích có thể vứt bỏ. Lúc này mọi chuyện đều đã phát triển trong quỹ tích mà Vương Tử Quân vạch ra, đã giúp hắn làm nổi bật tâm tư chính trị của mình.
Công ty Myanda lúc này là một thế lực mà hắn căn bản không muốn lãng phí tinh lực để lưu ý. Con trai, con phải dùng sức thêm một chút. Vương Tử Quân lớn tiếng nói với con trai đang cầm quả bóng rổ nhỏ chuẩn bị ném. Trên bãi cỏ trong nhà Mạc lão gia tử, Tiểu Bảo Nhi mặc một chiếc áo thun có những hình vẽ ngộ nghĩnh, nó chạy đầu vã mồ hôi, tóc bết lên trán, đang dùng sức ném quả bóng trong tay về phía chiếc rổ nhỏ chuyên dành cho mình. Bốp! Quả bóng đập vào khung rổ, sau đó chạy một vòng rồi rơi ra ngoài. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bảo Nhi tiếp tục chạy nhanh về phía quả bóng rổ, hắn có chút vui mừng, sau đó tiến lên chộp lấy quả bóng. Con trai, xem bố này. Vương Tử Quân nói rồi nâng quả bóng ném về phía rổ. Trước nay Vương Tử Quân căn bản cũng không phải là người giỏi chơi bóng rổ, cho nên cũng không có gì đáng tự hào ở phương diện kỹ thuật ném bóng. Nhưng lúc này hắn tin tưởng có thể biểu diễn được trước mặt con trai, cũng là vì vòng rổ rất thấp, muốn ném một quả bóng nhỏ hơn 3 phần vào bên trong thì dễ như trở bàn tay. Bốp! Có đôi khi tưởng tượng thì rất đẹp nhưng sự thật thì tàn khốc, khi Vương Tử Quân nghĩ rằng quả bóng đang bay một đường vòng cung sẽ trúng vào rổ, sau đó mình sẽ có cơ hội biểu hiện trước mặt con trai. Thế nhưng quả bóng rổ cũng không nể mặt hắn, vừa bay lên đụng vào thành rổ đã văng ra. Ha ha! Ba nói dối, ba cũng không ném chúng. Tiếng cười vui vẻ chợt vang lên, Vương Tử Quân nhìn con trai đang cười run cả người, thế là không khỏi gãi gãi đầu. Hắn thầm nghĩ, quả bóng rổ kia thật sự không ra gì, đã làm hắn lãng phí mất một cơ hội tốt. Bố, bóng của bố này. Tiểu Bảo Nhi bắt được quả bóng cũng không tiếp tục ném vào vòng rổ, nó cầm lấy quả bóng giống như đang mang theo một thứ gì đó quý hiếm đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của con trai, thế là chỉ có thể mỉm cười đau khổ tiếp nhận quả bóng, sau đó cực kỳ tập trung nhìn về phía rổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.